thanh niên trẻ chết vì đột kích ngực. Xuyên qua đến hoang cổ thế giới thu được thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống, bắt đầu từ trong bụng mẹ đã đánh em trai, chỉ vì em trai là đứa con được chọn, đánh hắn có thể nhận được phần thưởng nhân vật phản diện, hơn nữa căn cứ hắn tần phong 10 năm lão thư trùng kinh nghiệm, bất cứ ai trong nhà có hào quang của nhân vật chính, người nhà nhất định phải gặp. Cho nên Tần Phong chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, để tránh tai họa cho em trai, nói về chuyện này ép muốn giới thiệu mẹ anh ta, thánh nữ Thái Bạch Tiên Sơn, mang thai hai anh em suốt 97 năm, Mỗi ngày lại dùng tiên dịch bí chế của Tần gia, nuôi hai anh em để trẻ thắng ở vạch xuất phát. Nghe nói một bát cũng đáng giá một phòng, người trung niên to lớn trước mắt này chính là Tần Phong một đời này tiện nghi lão cha, cũng là gia chủ Tần gia, chính là hắn và mẫu thân Tần Phong liên thủ, dùng bí pháp trì hoãn đến 100 năm mới sinh ra, đúng lúc Tần Phong muốn long trọng giới thiệu bản thân, em trai hắn lại bắt đầu hút mông Tần Phong. Tần Phong thấy thế lại đánh cho hắn một trận. Cùng với tư cách thần cấp quang hoàn đại đế, Hiệu ứng tăng gấp 10 lần thuộc tính đầy đủ, còn có thần cấp công pháp Tam thập tam thiên tạo hóa quyết, theo mẫu thai bên trong Tần Phong bắt đầu quán thâu công pháp, đệ đệ bên cạnh chỉ có thể run lẩy bẩy nhìn, mà mọi người bên ngoài cũng bị một màn này làm cho kinh hãi, đây là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Phải biết rằng có thể chủ động tu luyện trong bụng mẹ, thấp nhất cũng là thánh cấp công pháp khởi bước, vẫn là loại phù hợp 100%, Tần Phong lão cha càng là mừng rỡ như điên, có một đứa con trai không chịu thua kém như vậy, trên mặt hắn quả thực có ánh sáng, Tần Phong vừa quán thâu xong công pháp tâm tình rất tốt, thế là lại đánh em trai ăn mừng em trai tốt em cũng không thể trách anh được ai bảo anh là con trai được chọn tôi là nhân vật phản diện nếu không khen ngợi nhân vật phản diện chút tu luyện khi con lớn lên cha sẽ làm gì với anh con anh sẽ thông cảm cho tôi chứ thấy hệ thống bật lại cửa sổ thường Tần Phong nở nụ cười bỉ ổi, không phải người một nhà không vào một nhà, hắn rất thích hệ thống này, thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt 3 năm sau, cuối cùng cũng đến ngày sinh nở cuối cùng, Tần Phong hắn là thời điểm xuất thế, em trai suy dinh dưỡng bên cạnh vẫn run lẩy bẩy như trước, xã xúc bởi vì vô tình xuyên qua dị giới thu được thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống, bắt đầu ngay tại trong bụng mẹ hành hung lên đệ đệ, chỉ vì em trai là đứa con được chọn, đánh hắn sẽ nhận được phần thưởng lớn và phải ở trong bụng mẹ cả trăm năm mới được sinh ra hôm nay là ngày mẹ tần phong mang thai trăm năm cũng chính là ngày hai huynh đệ Tần Phong ra đời, Tần Phong lão cha đang lo lắng chờ đợi, không lâu sau Tần Phong ra đời, sau khi nghe tiếng em bé, Tần Phong lão cha mừng rỡ như điên, nhà hoàn nhanh chóng ôm tiểu công tử tới cho hắn xem, lần đầu tiên thấy bố xấu xí, Tần Phong có chút không nói gì, trong nháy mắt liền hy vọng mình giống mẹ tốt nhất, hơn nữa Tần Phong cực kỳ không muốn lão tía cái này đại lão thô ôm, còn không bằng đổi mỹ nữ ôm hắn, lúc này hệ thống lại xuất hiện. Nhân vật phản diện hai điểm vì một màn phụ từ tử, tử hiếu, tần phong tê dại, sao mới 2 giờ, số lượng được xác định bởi độ khó của nhiệm vụ, được rồi, mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt ba, vì phương pháp này cũng có thể lấy được điểm phản diện, vậy thì hắn sẽ không khách sáo đâu, trực tiếp cùng lão tía đùa giỡn, lập tức lại đạt được hai điểm phản diện, tần phong lão tía thấy nhi tử khí lực lớn như vậy, không khỏi cười to nói con ta có tư chất của đại đế, tần phong lại một lần nữa im lặng, lúc này mẹ tần phong mới phát hiện, một đứa trẻ đang chờ được sinh ra, hình như là sinh đôi, chỉ một lát sau bà đỡ có vẻ không ổn. Mẹ Tần Phong liền hỏi làm sao vậy, bà đỡ cho biết hai đứa con trai dường như không muốn ra ngoài, Tần Phong vừa nghe liền biết tiểu tử này đang trốn hắn, không được đâu, nếu chó không ra, hắn đi đâu kiếm điểm của nhân vật phản diện vậy, hơn nữa các ngươi cũng quá huyền huyễn, làm sao có thể sinh một nửa để lại một nửa, thấy con trai làm ẩm ý như vậy, tần phong lão cha cũng có chút chịu không nổi, liền bảo nha hoàn ôm đi uống nại nại, tần phong lúc này còn đang ẩm ý, nếu có thể nói, vậy chắc chắn là cho cậu đệ ra ngoài, nhưng khi anh chạm vào nha hoàn nại nại, đột nhiên liền đạt được 50 điểm phản diện khen thưởng, điều này làm cho tần phong ngây ngẩn cả người. Thì ra điều này cũng có thể đạt được điểm phản diện, vẫn là phần thưởng lớn như vậy, thấy thế Tần Phong thử ấn thêm một cái, sau đó hệ thống thưởng thêm 50 điểm, Tần Phong không thể tin nhìn, lại còn có loại chuyện tốt này, Tần Phong lần đầu tiên cảm nhận được nhân vật phản diện vui vẻ hôm nay sinh ra đã nhiều năm, ngày nào cũng vui vẻ, bên người luôn vây quanh mấy nha hoàn xinh đẹp, chỉ vì đùa giỡn nha hoàn có thể đạt được phần thưởng nhân vật phản diện cách su, cho tới bây giờ điểm phản diện của Tần Phong tích lũy không ít, mở panel ra xem, đã đạt tới hơn 30.000 nhân vật phản diện, cảnh giới cũng đạt tới khí huyết cửu trọng, mà thăng cấp đến khai nguyên cảnh vừa vặn cần 30.000 nhân vật phản diện điểm, từ thấp đến cao trong thế giới cổ đại, theo thứ tự là khí huyết khai nguyên siêu phàm linh vũ, nhập đạo thiên tông nguyên đan sinh tử phiêu miểu đẳng cảnh giới, Tần Phong thấy thế quyết đoán ấn nút thăng cấp, phải có một sự dao động xung quanh thời gian, theo cỗ lực lượng này hội tụ trong đan điền, cảnh giới của hắn rốt cục cũng đột phá đến khai nguyên cảnh tầng 1, sau khi thấy sự đột phá thành công tần phong cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm lúc này ba nha hoàn lại gần tần phong rất vui vẻ liền lại muốn lấy nha hoàn soát hệ thống điểm trực tiếp bắt được bích ngọc nha hoàn phá vỡ hệ thống cũng nhắc nhở yêu thân thân đạt được 50 nhân vật phản diện điểm bích ngọc thấy thế cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là dạy công tử về sau không thể tùy tiện hôn nữ hài tử một nha hoàn khác lại tỏ vẻ tiểu hài tử 3 tuổi không hiểu chuyện mà thôi thật tình không biết tần phong chính là người xuyên việt lấy thân thể trẻ con làm chuyện xấu thật là sảng khoái không cần đâu lập tức lại cùng bích ngọc làm nũng muốn ngủ với cô ấy bích ngọc cũng không nghĩ nhiều túi của một đứa trẻ trong cung điện hoàng gia đại hạ hoàng đế đang cùng tiểu kiều thê của mình ngọt ngào nhưng bất ngờ gặp phải tiếng sấm quấy dày tâm trạng tốt của hai người hoàng đế cũng ý thức được trong thành có người đang đột phá lập tức mở thần thức ra dò xét một phen chỉ thấy thân ảnh tần phong đập vào mắt hoàng đế cũng nhận ra đối phương là thiên tri kiêu tử của tần gia vừa nghĩ tới người này ba tuổi liền đột phá đến khai nguyên cảnh sắc mặt của hắn nhất thời bất thiện thằng này không giữ được đâu thanh niên xã xúc trọng sinh tần gia đại thiếu gia bắt đầu liền đạt được thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống, bất cứ điều gì thuộc về một kẻ xấu đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đó là lý do tại sao hắn đánh đập em trai của đứa con được chọn, mẫu thai trăm năm sinh sau lại đùa giỡn nhà hoàn, mới 3 tuổi mà đã hôn rồi. Hôm nay đang ở chỗ nhà hoàn ngâm mình, Tần Phong tên này lại tới nhìn lén nhà hoàn tắm rửa, hành động này cũng được hệ thống thưởng 100 điểm phản diện. Tần Phong đương nhiên đem hệ thống kéo ra cõng nồi, nếu không phải nhiệm vụ, hắn tuyệt đối không thể nhìn lén em gái tắm. Hệ thống nghe như bình thường, giao cho hắn nhiệm vụ trêu cợt Bích Ngọc. Tần Phong một bộ chính khí lẫm liệt muốn cự tuyệt, ai ngờ hệ thống này lão lục đem khen thưởng tăng gấp đôi, ba liền để cho Tần Phong chân hương cảnh cáo, lập tức len lén chạy đến phía sau Bích Ngọc. Lời bài hát a Caterpillar, trong nháy mắt cả người Bích Ngọc đã bị dọa chạy lên cái khăn tắm chết tiệt này đã được che lại sau đó tần phong dùng khuôn mặt ngây thơ hỏi truy nguyệt có thể tắm chung không không đợi cô ấy trả lời một nha hoàn khác liền khẩn cấp đáp ứng túi của một đứa trẻ ba tuổi có vấn đề gì sao cứ như vậy tần phong lão lục lăn lộn đi vào đến đêm tần phong nhìn lên công pháp thần thông theo ước tính của anh em trai sắp chào đời rồi phải nhanh chóng củng cố bản thân mới được sau đó bỏ ra bốn nghìn điểm nhân vật phản diện đổi lấy công pháp tiêu giao mị ảnh phải có hơi thở màu xanh mát mẻ trên đôi chân của tam đối mặt với loại con trai được chọn như cẩu đệ tần phong đương nhiên phải thận trọng đối đãi cho dù kế tiếp đánh không lại đối phương hắn cũng có thể chuồn nhanh nhất có thể vừa nghĩ tới mình an bài chu đáo như vậy tần phong không khỏi cười ha hả vài ngày trôi qua trong chớp mắt lời bài hát breast vision tần phong ý thức được cẩu đệ muốn đi ra nhưng hắn đã đoán sai đúng là hai nhóm người đúng lúc một trong số đó là hoàng đế tần phong nghi hoặc nhìn chẳng lẽ là hướng hắn tới, ba tuổi manh hoa dám đối diện đương triều hoàng đế và đòi quà cho nhau. Lúc này trên không trung cùng Tần Phong hộ đạo giả đối thời hoàng đế, rơi xuống sau khi nhìn thấy tần phong hoàng đế lão nhi mở miệng trước ngươi chính là tần gia đại công tử sao nói xong còn muốn vút ve đỉnh đầu tần phong tần phong cực kỳ cẩn thận tự nhiên không dám để cho đối phương đụng vào nhanh như chớp chạy về phía người bảo vệ hoàng đế thấy thế chứng thực lại có thể nhanh như vậy thân pháp vốn ba tuổi đột phá đến khai nguyên cảnh đã là xưa nay chưa từng có bây giờ lại còn có thể đem một môn thân pháp nắm giữ thuần thục như thế hộ đạo giả tự hồ đối với hoàng đế không có hảo cảm nghĩa là trẻ con sợ người lạ xin hoàng đế thứ lỗi hoàng đế nghe vậy mặt ngoài cười hì hì không coi ra gì trong bóng tối lại vô cùng âm Chầm. lúc này tần phong chủ động mở miệng giảm bớt không khí đã sớm nghe nói bệ hạ anh minh thần võ làm việc chăm chỉ kiên cường chờ một loạt từ tán thưởng từ trong miệng hắn nói ra quả nhiên hoàng đế vừa nghe đã được thổi phồng đến vui vẻ bất quá tần phong tự nhiên không có hảo tâm như vậy ngay sau đó là lễ gặp mặt hoàng đế ngây ngẩn cả người lại còn có người dám chủ động hướng hắn đòi gặp mặt lễ thấy hoàng đế bối rối tần phong âm dương quái khí nói thân là hoàng đế đại hạ đến nhà ai đó không phải là đi tay không đâu lời vừa nói ra hai vệ sĩ không nhịn được cười ra tiếng Hoàng đế thấy thế chỉ có thể móc ra một lễ vật, giữ thể diện chút đi, sau khi mở hộp ra lại hiện ra một cỗ hơi thở mờ mịt, chín thanh tuyệt thế thần kiếm xuất hiện trên không trung, trường không cửu kiếm chính là thiên kiêu vạn năm trước, trường không kiếm thần bội kiếm, theo thứ tự là chu tiên sát thần diệt thần phục ma hàng yêu trảm thánh, truy hồn đoạt phách phá quân, mỗi thanh kiếm đều là thần binh lợi khí khó gặp, cửu kiếm hợp nhất có thể xếp vào top 10 thái cổ thần binh, uy lực có thể phá thiên quân vạn mã. Tần Phong chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng, hoàng đế thấy thế lúc này mới hòa nhau một ván, nhưng sau đó là, nên gửi cái nào đây chín thanh thần kiếm này hao phí rất nhiều nhân lực vật lực của hắn còn chưa thưởng thức đã muốn tặng người khác hắn quả thực luyến tiếc a à, nhưng nếu không đưa một những bảo vật khác trên người hắn có vẻ quý giá hơn không đợi hoàng đế lựa chọn một thân ảnh đoạt lấy bảo hộp trong tay hắn đúng là lão lục tần phong với khuôn mặt ngây thơ cảm tạ hoàng đế lão nhi đặc biệt tặng chín thanh thần kiếm trong bóng tối lại cực kỳ cao hứng tiểu tử còn dám đấu với ta không chết cũng phải lột ra ngươi đứa trẻ ba tuổi dám trêu chọc hoàng thượng đương triều còn có lông cừu đối với kỳ đình ngay tại tần phong dùng phương thức ngây thơ vô tội sau khi lấy được chín thanh escalibu hoàng đế bận rộn anh ấy không nói sẽ gửi hết nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của tần phong hắn cũng không nói ra lúc này hai vệ sĩ bên cạnh cũng nhân cơ hội phụ họa không hổ là bệ hạ vừa ra tay chính là trường không cửu kiếm hai người cứ như vậy một sướng một hòa để cho hoàng đế không có cách nào thu hồi lễ vật trở về đương nhiên tần ra bọn họ cũng phải đáp lễ nhưng bệ hạ chắc chắn không thích loại vật ngoài thân này vì vậy để bày tỏ lòng biết ơn tần ra về sau định làm bệ hạ như sai đâu đánh đó ai dám nói xấu tần ra người thứ nhất không đáp ứng sau đó tần phong lão cha bảo nhi tử nhanh chóng dập đầu tạ ơn đừng chậm trễ nữa, Tần Phong bây giờ cướp được 9 thanh thần kiếm, trực tiếp dập đầu hoàng đế lão nhi một cái cũng không có gì, lúc này hệ thống cũng xuất hiện, thưởng 1000 điểm cho nhân vật phản diện vì tinh thần phản diện, hoàng đế lão nhi nhìn cả nhà đang diễn trò, cũng không thể tránh được, nhưng Tần Phong cũng không dễ dàng buông tha kho tàng này, bắt đầu nói về luật lệ, người lớn lần đầu gặp trẻ em cũng sẽ có quà gặp mặt, vậy là anh hiểu, hai vệ sĩ thấy thế tiếp tục phụ họa, hình như có quy định đó, hoàng đế tê dại, chỉ cần một món quà thăm hỏi là chưa đủ. Hôm nay còn phải gặp mặt tiểu bối, không ngờ cả nhà các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy lúc này tần phong xoa bắt đầu kỳ quái không 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 thái cổ đệ nhất cường quốc đại hạ hoàng triều lão đại nhìn thấy tiểu bối lại không cho lễ gặp mặt cho tới bây giờ để giữ thể diện hoàng đế chỉ có thể lần nữa lấy xuống một cái bảo hồ lô tên là thiên bảo hồ lô tặng cho tần phong tần phong ánh mắt sáng lên tuy rằng đây không phải là pháp bảo công kích phòng ngự nhưng lại có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện củng cố tu vi nhất là khi chiến đấu nó có thể tăng tốc trở lại màu xanh tần phong thấy lại lừa được một bảo bối liền cúi người thật sâu lời cảm ơn này rất chân thành hoàng đế tỏ vẻ rất ủy khuất, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì, lúc này hệ thống lại xuất hiện, Tần Phong vui vẻ giúp đỡ người khác, miễn phí bảo quản pháp bảo thưởng cho nhân vật phản diện 1.000 điểm, Tần Phong thấy thế lại muốn lấy lại lông cừu, hoàng đế tê dại, mày đang làm gì vậy? Còn muốn đánh cái gì nữa, nhưng Tần Phong không có chuyện gì có thể nói ra, hắn liền đem chuyện mình còn có đệ đệ nói ra, vậy là anh hiểu, hoàng đế hết chỗ nói rồi, đây là ý định làm lông cừu của hắn, vì thế hoàng đế không nói hai lời trực tiếp rời đi, tần phong biểu thị sau này có rảnh mang nhị đệ gặp bệ hạ, lời này vừa nói ra làm cho hoàng đế lão nhi giữa không trung lại sợ tới không nhẹ, lần này hoàng đế gặp mặt, bị lão lục đình tần phong này làm cho không ít lông cừu, ngay tại hù dọa hoàng đế lão nhi sau đó. Tần Phong lão cha lại muốn lấy Tần Phong quá nhỏ lý do, lấy đi chín thanh kiếm, cũng may ngày đó là thay hắn bảo quản trước, Tần Phong không làm ngay tại chỗ, giả vờ khóc, anh đã hứa sẽ yêu em mà sao lại chờ tay cướp của tôi nhìn thấy bộ dạng này của con trai bố hơi xấu hổ thái gia bên cạnh thấy thế đoạt lấy đúng là đồ vô dụng ngay cả bảo bối của con trai cũng cướp quay đầu đưa tần phong về gió ơi đừng khóc có thái gia ở đây không ai dám cướp con của bạn tần phong lúc này mới ngừng khóc Tất nhiên là hắn giả vờ, lúc này bầu trời vang lên thiên lôi, lời bài hát Phoenix Vision, lão Tía giật mình nhớ tới, đây chắc là Tịch Nguyệt đang sinh con, cũng chính là cẩu đệ của Tần Phong sắp ra rồi, Tần Phong thấy thế cũng không có chút lo lắng nào, thay vào đó lại bắt đầu dục dịch, đợi 3 năm rồi, con chó này cuối cùng cũng ra rồi, sau khi về nhà, Tần Phong liền nhìn thấy lão Tía ôm một đứa bé, chính là cẩu đệ mà hắn đã nhiều năm không gặp, cẩu đệ nhìn thấy hắn nhất thời cả kinh, bị bộ dáng hỗn thế ma vương của Tần Phong dọa cho sợ, trước mặt bố ra Tần Phong lọc kính lại biến trở về ngoan ngoãn hài tử, bố thấy nó đến đây, cho hắn nhìn em trai. Tần Phong làm bộ làm tịch biểu thị, sao nhị đệ không khóc? trẻ sơ sinh không khóc có vấn đề gì không? Nói xong liền tát vào mông cậu đệ một cái, cậu đệ đáng thương vừa ra đã bị Tần Phong lão lục ngược đãi, lão tía thấy thế liền giáo huấn hắn vài câu, sao có thể đánh em trai chứ? Tần Phong giả bộ ủy khuất chính mình chỉ là sợ hắn xảy ra chuyện mà bao, không biết trong lòng đã cười hì hì, lại có thể quay lại đánh em trai để lấy điểm phản diện, cái tắt này rất đáng giá, không chỉ để cầu đệ tán tiên thiên tổ khí đạt được 3 vạn điểm phản diện, càng là phá hư cơ duyên của thiên tuyển chi tử, nhận được một cơ hội rút thăm trúng thưởng, lúc này Tần Phong đang ở trong phòng nhìn bảng điều khiển cá nhân, từ khi hắn đột phá đến khai nguyên cảnh nhất trọng, tốc độ sẽ chậm lại, chủ yếu vẫn là đột phá cần nhân vật phản diện điểm càng ngày càng nhiều, nhưng may mắn thay cẩu đệ đã ra đời, hãy tìm cơ hội để đánh hắn. Sau đó Tần Phong mở ra rút thưởng trang, có các loại bảo thể thần thông các loại khen thưởng, Tần Phong không có nhiều do dự liền bắt đầu rút thưởng, kim đồng hồ dừng lại ở hàng trảm thiên bạt kiếm thuật, trong nháy mắt hệ thống bắt đầu truyền đạo công đại thuật này, một bóng đen xuất hiện trong đầu, từng chiêu thức thi triển kiếm thuật. Tần Phong cũng nhân cơ hội quan sát lĩnh ngộ, chỉ là trong chốc lát liền cảm thấy thuật này kinh vi thiên nhân, lúc trước đột phá bị trì hoãn tâm tình không vui, và biến mất không dấu vết hắn cảm thấy mình lại có thể đứng lên, lúc này tìm hệ thống đổi một tháng ngộ mộ tính quang hoàn, tốn 30.000 điểm phản diện, trong nháy mắt một tháng sau, hôm nay thái gia chạy đến xem trọng tôn Tần Phong này, nguyên lai like hắn nghe nói Tần Phong đang luyện kiếm, cho nên đặc biệt đến hướng dẫn, Tần Phong nghe vậy rất muốn nói không cần, còn không bằng cho hắn mượn mông cẩu đệ đánh hai ngày, lúc này thái gia bắt đầu giảng giải kiên kỵ tu luyện, nhớ đừng có lòng kiêu hãnh, nói xong điều khiển vài phiến lá cây trong nháy mắt hóa thành kiếm chiêu đánh thẳng vào đất trống trực tiếp đánh ra một mảng lớn hố sau đó trang bức nói đây là môn thiên giai công pháp đầu tiên của thái gia lời bài hát lip fly năm đó thái gia người ta không kêu không nóng này ở nhà khổ luyện mười mấy năm sau đại viên mãn vừa ra khỏi giang hồ đã vang danh thiên hạ rồi tần phong bây giờ còn có ngộ tính quang hoàn tại đối với chiêu này thái gia dạy thì dễ dàng học được đồng dạng điều khiển vài phiến lá cây hướng hòn đá đánh tới, trong miệng còn thập phần nhẹ nhàng nói, thái gia, ngài có chắc thứ này cần phải khổ luyện mười mấy năm không, thiếu niên bất ngờ sống lại đến thế giới hoang cổ, bắt đầu thu được thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống hắn, không chỉ đùa dẫn nữ tỷ nhà mình mỗi ngày, ngày nào cũng đánh vào mông em trai, hiện giờ hệ thống càng là truyền đặt đào ra đệ đệ trí tôn cốt nhiệm vụ, chỉ vì tất cả những hành động xấu xa này có thể làm cho anh ta mạnh mẽ hơn, lúc này cách tần phong ra đời đã qua 8 năm. Hiện tại hắn đang tiến hành đại cảnh giới đột phá, với một tiếng gầm giận dữ, nó nổ tung nóc nhà, Thái gia cùng lão Tía thấy thế rung động không thôi, không ngờ chỉ mới 8 tuổi, Tần Phong đã thành công đột phá đến cảnh giới siêu phàm, cộng thêm đệ đệ hắn Tần Hạo năm tuổi đột phá đến khai nguyên cảnh ngũ trọng, đây là song song phá vỡ kỷ lục hoang cổ, Tần Phong để Trần cánh tay đi ra, hỏi bố già em trai ở đâu, chỉ là cha hiện tại buồn bực vô cùng, thằng nhóc này năm nào cũng phá nhà, phải sửa hàng năm lúc này tần phong không khỏi hộc máu chỉ vì hệ thống phát hành nhiệm vụ cấp sử thi đào đệ đệ trí tôn cốt thưởng cho trùng đồng vô địch tần phong lúc này chất vấn hệ thống ngươi không sao chứ hệ thống giải đáp nói trí tôn cốt là có thể lại sinh trưởng ra đến tần phong thấy thế như có điều suy nghĩ mặc dù có thể phá rồi lập nhưng sao lại cảm thấy không đáng tin hoa đúng là em ruột nhiệm vụ này hắn phải suy nghĩ lại nhìn tần phong lẩm bẩm như điên hai người một mặt dấu chấm hỏi mà bên kia đệ đệ tần hạo đang ngủ nướng Tần Phong lúc này đi tới bên này, sau khi nhìn thấy em trai, hắn vô cùng phấn khích, lập tức đi tới bên cạnh đệ đệ nhìn hắn, ước mơ của anh ấy là trở thành một chàng trai hoàn hảo, sống một cuộc sống xa hoa trị lạc. Nhưng từ nhỏ đã là vì ngươi, đồ chó, điều đó khiến tôi phải cố gắng tự bảo vệ mình, có lẽ đó là mạng sống của Gia An, nói xong Tần Phong vỗ mạnh vào mông em trai, nhất thời lại đạt được 100 điểm hệ thống, thanh niên xã xúc ngoài ý muốn trọng sinh làm tần gia đại thiếu gia, bắt đầu liền đạt được thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống, trực tiếp mở ra mỗi ngày điều ích nữ tỷ nhà mình, ngày nào cũng đánh mông em trai. Hệ thống càng là truyền đạt sử thi cấp nhiệm vụ, đào đệ đệ trí tôn cốt thưởng cho trùng đồng vô địch, đối với nhiệm vụ này Tần Phong nên chọn như thế nào đây, lúc này hai huynh đệ đang bàn bạc đi chơi, Tần Phong tự nhiên đáp ứng, nó sẽ chơi với cậu đệ, sau đó họ đến khu phố sầm uất, giả vờ mồ côi cha, khiến cho quần chúng nhao nhao bỏ tiền vào đại đội ba cứ như vậy bị bọn họ lừa gạt lấy đi một chén lớn tiền đồng tần hạo lập tức nói đi ăn đồ ngon đi được rồi tần phong lập tức đáp ứng nhưng ăn măng xào thịt được không thật ra là đánh đòn tần hạo không rõ nguyên do còn tưởng rằng là đồ ăn ngon tôi rất phấn khích ăn cái này đi và những người khất ma ở phía bên kia thức dậy rốt cục cũng vạch trần tác phẩm ác của tần phong bọn họ chỉ là hai người đã sớm rời đi cùng lúc đó tần hạo trở lại tần ra lúc này đã bị lão tía bắt lại điên cuồng đánh mông chính là tần phong vu cáo hãm hại mặt ngoài còn giả vờ nói không liên quan đến nhị đệ thực tế đã kiếm được điểm phản diện Tần Phong tiếp tục thêm mắm dặm muối, nhị đệ tuổi còn nhỏ, cha, cha tha cho nó đi, lão tiếng nghe vậy quả nhiên càng thêm tức giận, lão tử đánh con trai là điều hiển nhiên, và tha cho hắn, tay mạnh hơn. Tần Hạo ủy khuất, bố tôi cũng thích đánh đòn. Tần Phong thấy thế lại đây an ủi hắn, lời bài hát tia for him, nhất thời khiến Tần Hạo cảm thấy cuồng nhiệt, anh trai tốt nhất. Tần Phong âm thầm cười lạnh, tuổi thơ không trọn vẹn nếu thiếu thịt xào măng, đứa bé 5 tuổi này thật đáng thương, từ khi sinh ra đến nay ngày nào cũng bị anh trai bắt nạt, lúc này mông Tần Hạo vô cùng sưng đỏ, Tần Phong thấy thế không thể không thừa nhận cái mông này rất đáng yêu, đáng tiếc là anh phải khỏe lại sớm hơn, dù sao thì anh cũng phải trông cậy vào nhân vật phản diện của chúng ta, thấy anh trai không chỉ quan tâm, và tự bôi thuốc cho hắn. Tần Hạo cảm thấy ca ca thật tốt, Tần Phong nghe vậy liền nói tiếp, đây là việc tôi nên làm, ai bảo cậu là đứa con được chọn, lúc này Tần Hạo chửi bới cha, chỉ đánh tôi thôi. Tần Phong thấy thế tâm tư xấu xa lại tới nữa, nói với Tần Ngô có một kế hoạch có thể báo thù, nhưng dù sao cũng là hôn nhiều, cũng không tiện trêu chọc hắn. Tần Hạo nghe vậy lập tức tỏ vẻ mình sẽ không bán đứng ca ca, gặp cẩu đệ mắc mưu. Tần Phong tự nhiên liền nói cho hắn biết kế hoạch này là cái gì, tới gần lỗ tai hắn thì thầm nói, bố có một kho bạc nhỏ ở đâu đó, nếu con báo cho mẹ, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Tần Hạo nghe vậy vô cùng hưng phấn, hắn hiểu rồi. Sau khi biết được nơi cất giấu kho bạc, mẫu thân của bọn họ liền khiển trách lão phụ Tần Thiên dám giấu tiền riêng nếu không phải ngô nhi nói cho nàng biết cô không biết sẽ bị che mắt bao lâu nữa tần thiên nghe vậy chiếm được điểm mấu chốt tần hạo thì ra là nghịch tử này tố cáo xem ra ít đánh hơn rồi tần thiên lúc này đã nghĩ kỹ các loại đấu pháp tình thương của cha vừa về đến nhà liền đuổi theo tần hạo đánh tần phong thấy thế giả vờ đi ra hỏi thăm cẩu đệ làm sao vậy thật ra là ngăn hắn chạy trốn một giây sau tần thiên liền nắm lấy tần hạo xem mày còn chạy đi đâu nữa lại là một bữa thịt heo hầm Tần Phong trốn ở một bên đã cười hì hì, một lần nữa trái cây tươi, ao đu san, cứ như vậy lần nữa vu hãm cẩu đệ Tần Phong, thêm một phần thưởng cho nhân vật phản diện, bé 5 tuổi ngây thơ đến mức nào. Đối mặt với hành động tạo con của cha mẹ, anh ấy đã làm gián đoạn chiến dịch, lúc này mẫu thân Tần Phong đang ẩn tình đưa tình nhìn Tần Thiên, đây là đánh nhau vợ chồng mà, mà bên ngoài hai huynh đệ cũng đang nhìn lén, Tần Hạo khó hiểu hỏi phụ thân vì sao muốn đè ép mẫu thân, Tần Phong nghiêm trang nói, hai người thật ra là đang luyện công, tần hạo nghe vậy lại muốn chỉnh lão tía, vì họ đang luyện công, nếu bị gián đoạn. Bố không còn sức để đánh nó à, mặc dù tần phong rất muốn kiếm được điểm phản diện này, trong trường hợp này bị gián đoạn. Có thể dẫn đến vấn đề với bố không, tần hạo thấy anh trai không nói lời nào, liền cho rằng hắn là thừa nhận, trực tiếp xoát một cái thân ảnh biến mất, tần phong bối rối, tôi không đồng ý, lúc này tần hạo đã vọt vào, hét lớn một tiếng cha, trong nháy mắt khiến tần thiên giật mình, thế là xong có vẻ như nó cũng bị dọa tần phong nhìn thấy một màn như vậy nói thẳng đây không phải là ông già lừa anh chúng ta cần thời gian chúng ta cần thời gian mở ra tràng diện kinh thiên động địa đánh con trai tần phong cũng không nghĩ tới anh ta không đồng ý cũng có thể nhận được phần thưởng của hệ thống lý do để xem giao diện hệ thống tần phong liền biết cẩu đệ văn đang trải qua đánh rắm hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận những phần thưởng này cẩu đệ ngươi cũng không thể trách ca ca lần này ta thật sự không có ý định lừa ngươi dù sao ngọc không mài cũng không thành công đệ đệ không đánh không biết nghĩa trong nháy mắt nửa tháng sau từ khi tần hạo lần trước bị đánh nát mông sau cho tới bây giờ vẫn chưa tu dưỡng tốt khiến cho tần phong hơn nửa tháng không tăng điểm phản diện chúng ta phải tìm cách đi lại Đúng lúc này trên trời truyền đến tiếng thú gầm, khiến cho Tần Phong chú ý, chỉ thấy một tòa do bất phàm hung thú lôi kéo xe ngựa đi ngang qua, phía sau còn có rất nhiều vệ sĩ, lúc này trên xe ngựa có một mỹ nam tử, lời bài hát Little Girl in the Wagon, chính đinh Tần Phong nhìn thấy khuôn mặt hai người, Tần Phong liền biết đối phương là Thiên Tâm chi thành Lâm gia, chỉ là không biết họ làm gì ở đây, ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở lại có một tên thiên tuyển chi tử tung tích, đối với epic xem ra chính là người của Lâm gia, Tần Phong đang lo lắng không có chỗ làm nhân vật phản diện điểm, gã này đến vừa đúng lúc, sau khi đình chỉ lông cừu của em trai mấy trăm ngàn nhân vật phản diện, Tần Phong lại gặp được một vị thiên tuyển chi tử mới, hình như cũng là máy rút tiền tốt. Lúc này điều khiến Tần Phong khó hiểu chính là, tại sao Lâm gia đột nhiên đến thăm? Kỳ thật từ lúc trước ở Thiên Tâm chi thành Lâm gia, sau khi biết Tần gia sinh ra hai vị tuyệt thế thiên kiêu, rồi nảy sinh ý tưởng kết hôn, gia chủ Lâm Hào nhìn con gái mình nhưng chỉ có công phu kiêu ngạo ngày nào cũng khoe khoang về mình lâm hào thấy thế không khỏi thở dài lâm tâm nhi liền hỏi cha đây là làm sao vậy lâm hào cũng không giấu giếm đem ý nghĩ kết hôn của mình nói ra, đại công tử Tần gia là một người lịch sự, phương diện tu luyện lại càng không ai bằng, ngươi có thể lấy hắn làm vợ. Lâm Tâm Nhi nghe vậy liền bối rối, cái quái gì thế, tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Ai ngờ Lâm Hào nói ra kinh người, yêu sớm cũng là yêu, yên tâm đi, cha ủng hộ yêu sớm. Lâm Tâm Nhi hoàn toàn bị cha đánh bại, dù sao cô ấy cũng sẽ không chết, gả cho đại công tử Tần gia. Thời gian trở lại hiện tại, Lâm Hào hôm nay mang theo nữ nhi tới bái phòng Tần gia, chính là muốn hợp hai người, từ lúc nhìn thấy Tần Phong lâm tâm nhi không hiểu sao lại động tâm thì ra anh ta đẹp trai như vậy tần phong khó hiểu nhìn về phía cô sao cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mình thế lâm tâm nhi thấy thế vẫn khẩu thị tâm phi như trước đẹp trai thì sao muốn làm phu quân của nàng vẫn không có cửa đâu phải cho anh ta một chút màu sắc nói xong liền nghĩ ra một biện pháp tốt lâm tâm nhi đi thẳng tới trước mặt tần phong muốn đánh một trận không hãy gọi người hầu của cô ấy San, lâm hào thấy thế tiểu cô một tiếng không được thô lỗ, Tần Phong vừa thấy Lâm Tam liền biết, tên này chính là đứa con được chọn của hệ thống, bây giờ đang lo lắng không có chỗ cho nhân vật phản diện, hiện tại có thiên tuyển chi tử chủ động đưa tới cửa, hắn sẽ không bỏ lỡ đâu, lúc này Tần Thiên vẻ mặt không nói gì, lão già này không được vô lễ, cơ thể không có động tĩnh gì cả, hãy để gió chơi với anh ta. Tần Phong tự nhiên không có ý kiến, con trai của thiên tuyển sao có thể bỏ qua chứ, hai bên lên tiếng chào hỏi liền muốn bắt đầu tỉ thí tần phong dẫn đầu bộc phát ra khí tức bất phàm lập tức một đạo lá dụng bay tán loạn ra tay nhất thời vô số kiếm khí hướng lâm tam mà đi lâm tam thấy thế rút trường kiếm lang hồ ra ngăn cản một kiếm cuối cùng phá vỡ chiêu này lâm tâm nhi lập tức hoan hô đánh hay lắm tần phong lại nhìn ra chiêu này của lâm tam tiêu hao rất lớn chính là cơ hội tốt để động thủ lập tức sử dụng mị ảnh tiêu dao nhanh chóng tới gần lâm tam muốn nhân lúc hắn bệnh muốn lấy mạng hắn lâm tam vẫn cầm kiếm hạn khó ngăn cản nhưng mà một lát sau tần phong liền phát hiện không đúng đối phương đang giấu giếm tần phong lập tức đánh cá chép tránh được phản công của lâm tam nhìn thấy tần phong ăn trị liệu lâm tâm nhi đừng nói là vui mừng thế nào để lâm tam tiếp tục dạy dỗ hắn tần phong lúc này cũng ý thức được có lẽ đây là cảm giác nhân vật phản diện bị chân heo áp chế vì thế tần phong quyết định nghiêm túc lúc này hét lớn một tiếng kiếm trên sân nổi lên sóng lớn truyền đến chín đạo khí tức thần kiếm lâm hào tích ép đây không phải là trường không cửu kiếm sao sao lại ở trong tay tần phong có được nhân vật phản diện hệ thống 8 tuổi nam chủ, có thể phá vỡ tình cảnh bị con trai của thiên tuyển áp chế hay không? Lúc này Lâm Hào đối với Tần Phong càng thêm hài lòng, không nghĩ tới Tần gia đại công tử trước đó truyền lại, những tin đồn về kho báu của hoàng đế là sự thật. Tần Thiên nghe vậy cười rộ lên, tin đồn này không tốt cho danh tiếng đâu. Lâm Hào thấy thế trực tiếp lấy thân ra tôn sưng, Tần Thiên bảo hắn sang một bên, còn chưa dứt lời đã muốn nói chuyện với tôi rồi. Lúc này trên sân sau khi lấy được cửu kiếm khí thức của tần phong đã tăng lên một đoạn thúc đẩy cửu kiếm phóng lên trời đương nhiên hắn cũng không phải dùng cửu kiếm để đối kháng chỉ là chọn ra một thanh thần kiếm khí thế bất phàm trong đó tần thiên nhìn thấy uy thế của con trai không khỏi tán thưởng một câu con ta quả nhiên có tư cách đại đế không uổng phí hoàng đế tặng chín kiếm lâm hào thấy thế châm chọc nói giấu đầu lòi đuôi cầm trong tay thần kiếm tần phong nghiêm túc nhìn về phía lâm tam lâm tam lúc này cũng không giả bộ cho dù ngươi có thần kiếm ra chỉ cũng không phải đối thủ của ta nói xong một chiêu trường không kiếm quyết xuất thủ sau khi thấy chiêu này hai vị gia chủ đều mất bình tĩnh nhất là tần tiên nhất thời lo lắng cho nhi tử trường không kiếm quyết này cũng xuất phát từ trường không kiếm thần là kiếm chiêu cùng trường không cửu kiếm hỗ trợ lẫn nhau không ngờ bây giờ lại gặp nhau theo cách này gió có tài năng nhưng cũng chỉ mới 8 tuổi, không có cách nào ngăn cản Trường Không Kiếm Quyết, vừa nghĩ tới đây Tần Thiên liền muốn ra tay cắt đứt trận tỉ thí này, nhưng mà lòng tốt của lão Tía lại bị Tần Phong ngăn lại, bảo anh ta tránh đường, trong nháy mắt Tần Thiên lại trở về chỗ cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra, Tần Phong đối với Trường Không Kiếm Quyết cũng không e ngại, hiển nhiên có cách ứng phó rồi, ngay sau đó dùng một chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật để đối kháng Trường Không Kiếm Quyết, khi hai chiêu va chạm, trong nháy mắt trên sân phát ra uy thế nổ tung cực lớn, Lâm Hào đối với chiêu này của Tần Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc, kiếm thuật là gì? lúc này nơi này giấy lên phong ba cực lớn, lời bài hát Blowder to Little Guy đều tự bất động như núi lão tía trên người, Lâm Tam thấy kiếm chiêu của mình lại bị chặn lại, thật khó tin. Không ngờ thân là con trai của thiên tuyển cấp sử thi, lại bị một cái tám tuổi thiếu niên cho đánh vỡ vô địch đạo tâm, sau khi thấy Tần Phong dễ dàng ngăn cản trường không kiếm quyết, Lâm Tam lúc này hoàn toàn không thể tin được, bởi vậy khiến bảo kiếm của hắn ở trước mắt dần dần vỡ nát ra, đúng là đạo tâm vô địch của Lâm Tam đã bị đánh vỡ, hệ thống liền khen thưởng Tần Phong 10 vạn nhân vật phản diện điểm, Tần Phong thấy thế liền mừng như điên, quả nhiên vẫn phải dựa vào con trai của Thiên Tuyển để lấy lông cừu, dễ dàng kiếm được 100.000 đô, nếu đâm vào tim hắn một đao chẳng phải là mấy trăm triệu sao? Vừa nghĩ tới đây Tần Phong liền nháy mắt đến trước người Lâm Tam, kiếm chém vào vai nhau. Hệ thống lần nữa thưởng cho 500 nhân vật phản diện điểm, sau đó Tần Phong hoàn toàn không buông tha người, tiếp tục cào vào mặt. Thêm hàng trăm nhân vật phản diện, sau đó là mùi chân, một kiếm sau lưng nhất thời lại thu hoạch được mấy ngàn điểm phản diện nhưng dù sao cũng là khách tần thiên tự nhiên sẽ không để cho nhi tử tiếp tục động thủ nữa không thể tổn thương hòa khí lâm hào thấy thế cũng đi ra hòa giải dù sao lâm tam cũng là thiên tài hiếm có đừng để thằng nhóc này làm hỏng nó sau đó lâm hào để tần thiên mượn một bước nói chuyện xem ra là muốn thương lượng chuyện hôn nhân tần thiên thật là có mặt trong lòng khen ngợi con trai liên minh này có vẻ ổn rồi thấy tần phong lợi hại như vậy lâm tâm nhi tựa hồ cũng trở nên ôn nhu chủ động chào hỏi tần phong nhưng mà ở tần phong cái này sắt thép đại thẳng nam trong mắt chỉ có lâm tam là tồn tại mặc kệ lâm tâm nhi nói gì tần phong nhìn chằm chằm lâm tam cuối cùng lại nói thẳng bảo lâm tam sau này tới tìm hắn chơi lâm tâm nhi tê dại rõ ràng là hai chúng ta đính hôn sao anh lại làm như vậy với người hầu của tôi thấy tần phong không để ý tới mình lâm tâm nhi cũng tức giận xoay người rời đi tần phong đại thẳng nam này không có phát hiện ra không đúng chỉ là cảm thấy lâm tâm nhi có chút ngốc nghếch đây chính là tập trung nâng cao nam chính của mình sao đối mặt với một đối tượng hôn nhân đáng yêu xinh đẹp như vậy hắn quả quyết cự tuyệt thay vào đó hãy chú ý đến những người hầu trẻ của nhau lúc này trong phòng khách của tần gia lâm tâm nhi chất vấn lão tía vì sao đem chính mình đem hứa gả cho tần gia nhị công tử tần hạo lâm hào khó hiểu hỏi không phải ngươi nói không thích đại công tử tần phong sao vậy ta không phải cho ngươi thông gia nhị công tử tần ngô sao lâm tâm nhi nghĩ lại hình như đã nói rồi bất quá thân là tiểu khả ái nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận quyết đoán phải dựa vào chính mình cũng không có sau đó lại là làm đúng biểu thị mình lớn hơn tần hạo 2 tuổi nói ra sẽ cười chết người ai ngờ lâm hào lại nói ra kinh người chuyện này có gì hay đâu bây giờ đang thịnh hành tình chị em lâm tâm nhi tiếp tục phản bác, vợ lớn hơn chồng, nhất định có người sẽ nói lâm ra chúng ta vì leo lên tần ra, nhất định phải nhét con gái cho bọn họ, hơn nữa người khác nhất định sẽ nói là không xứng với tần phong, cho nên mới đẩy tần ngô ra thông ra với chúng ta, lâm hào thật đúng là ăn bộ này, lúc này vẫn nộ quát ta xem ai dám đánh rắm, vợ lớn hơn chồng thì sao, ai dám nhai lưỡi ta sẽ giết cả nhà hắn, lần này lời nói đem hạ nhân đi ngang qua đều kinh hãi, lâm tâm nhi vội vàng bảo cha dừng lại, nói đi nói lại, đừng la hết nữa dù sao tôi cũng sẽ không lấy tần hạo thấy con gái tức giận lâm hào đó là một chiêu lấy lòng bất quá theo đó chấn động lâm hào hỏi con gái có phải thật sự thích tần phong hay không lâm tâm nhi hội thị phi tự nói loại cuồng tự kỷ này ai sẽ thích chứ ai ngờ lâm hào đại thẳng nam này thật đúng là coi lời con gái nói là nghiêm túc nếu anh không thích thì cứ việc với tần hạo là tốt nhất lâm tâm nhi nghe vậy ngây ngẩn cả người lập tức khóc lóc kể lể chạy ra ngoài trước khi đi đừng quên gọi bố bố không còn yêu con nữa lâm hào lúc này vẻ mặt căm ghét đây không phải là ngươi nói không thích tần phong sao tình hình thế nào sau đó lâm hào cùng tần thiên lại nói đến chuyện thông gia mà đương sự tần phong lại chỉ có thể cùng cẩu đệ đắp đá hắn cũng rất bất đắc dĩ rõ ràng mình mới là nhân vật chính trong đám cưới sao còn chưa có tư cách nói chuyện quên đi nỗi khổ của tình yêu dù sao ở Tần Phong trong mắt chỉ có nhân vật phản diện điểm tồn tại, chỉ cần có Rin San là đủ rồi. Lâm Tam lúc này luôn cảm thấy bị người khác theo dõi, da gà nổi lên một cách tự nhiên, đối mặt với cái chết của vị hôn thê 7 tuổi, Tần Phong cái này sắt thép đại thẳng nam quả quyết không nhìn nàng. Lúc này Lâm Tâm Nhi đang đếm hoa, muốn mượn chuyện này nhìn ra Tần Phong có thích nàng hay không, chỉ sau khi đếm một lúc, kết quả là không thích nhất thời liền thẹn quá hóa giận đó là một cách tồi tệ khi nàng muốn đi tìm tần phong chơi lại phát hiện đối phương chỉ muốn cùng lâm tam đi chơi lâm tâm nhi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này liền muốn lâm tam cũng mang theo nàng hai vị gia chủ thấy thế đều tự lai like. đây là một cơ hội tốt có thể tăng mối quan hệ của họ vì thế lâm hào liền dặn dò lâm tam mang theo tâm nhi cùng tần hạo và tần phong bản thân là một người phụ nói cách khác đối tượng đám cưới là tần hạo sau đó mấy người liền cùng nhau xuất hành đến chợ hoang cổ tần phong đi theo lâm tam bình thường thì con trai được chọn là gì đều sẽ là thiên tài địa bảo, hắn phải đi theo Lâm Tam đến mua mới được, thấy Lâm Tam muốn mua một loại thảo mộc như cỏ dại, Tần Phong trực tiếp cướp đi viên thảo dược này, quyết định mua từ ông chủ, quả nhiên hệ thống xuất hiện nhắc nhở, tiên thảo cướp đoạt thiên tuyển chi tử đạt được 300 điểm phản diện, mắt thấy Lâm Tam lại chọn bảo bối khác, Tần Phong vẫn ra tay mua trước. Một lần nữa được thưởng điểm phản diện, Tần Phong thấy thế cười hì hì nhìn Lâm Tam, Lâm Tam đoán chừng đều không nói gì đã chết, gã này có vấn đề a, à, không chỉ bám vào hắn, còn luôn là một bộ dáng cười hì hì, làm cho người ta nhìn phát ban rất hoảng sợ. Lâm Tâm Nhi lúc này tìm tới Tần Phong, muốn tạo cơ hội đi chơi với hai người họ, nhưng mà ở trong Lâm Tâm Nhi thật sự tức chết đi được, tên này dám phớt lờ bổn tiểu thư, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại thẹn thùng, thì ra cô thích loại tính cách này của con trai, xem ra là một bộ não yêu đương, hắn là kẻ phản diện thiên mệnh. Vì cướp đoạt cơ duyên của con trai thiên tuyển, đó là tất cả các thủ đoạn lừa dối, lúc này mấy người tần phong vẫn lắc lư ở chợ, Bỗng nhiên Tần Hạo cùng Lâm Tam chú ý tới một cái đỉnh nhỏ, hai người vì thế mà cãi nhau, ai cũng muốn mua em bé này, Tần Phong thấy thế liền biết lại là thứ tốt, vẫn mua trước một bước. Tuy rằng hắn không biết bảo vật này là tình huống gì, nhưng có thể được hai người con được chọn lựa, tuyệt đối là bảo vật phi phàm, Lâm Tam khó hiểu nhìn về phía hắn, sao không trả giá mà mua? Tần Phong méo miệng cười, 888 linh thạch không cần trả giá lúc đó hệ thống lại xuất hiện, bởi vì hắn lại một lần nữa phá hư cơ duyên của thiên tuyển chi tử, nhận được cơ hội rút thăm trúng thưởng, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đúng là baby, sau đó Tần Phong nâng tiểu đỉnh lên, nhưng dù anh ta nghĩ gì đi nữa, chỉ là không nhìn ra tiểu đỉnh có cái gì đặc biệt, Tần Hạo lúc này tìm tới Tần Phong, huyền cầu hắn có thể đem tiểu đỉnh này cho mình, Tần Phong sửng sốt, nếu mình không thể kích hoạt tiểu đỉnh, vậy để cầu đệ kích hoạt một chút là được rồi, sau đó liền nói với Tần Hạo, cái này tiểu phá đỉnh là chính mình dùng 888 linh thạch mua, với tư cách là anh trai, anh ấy đã gánh vác hai số 8, miễn là anh trả hết số 8 còn lại tôi sẽ cho anh mượn vài ngày, Tần Hạo thấy thế không chút do so dự trực tiếp móc ra túi linh thạch của mình để ca ca lấy. Tần Phong cười hắc hắc, từ đó lấy ra 800 linh thạch, ông ấy rất đáng tin cậy, nói tự bao gánh vác 88 linh thạch liền gánh vác 88 linh thạch, sau khi lấy xong liền đem túi linh thạch khô trả lại cho cậu đệ, mà Tần Hạo lại không biết điều này, ngoài miệng còn khen ca ca đối tốt với hắn. Lúc này hệ thống lại xuất hiện, bởi vì ký chủ lừa gạt thiên tuyển chi tử khen thưởng 500 nhân vật phản diện điểm, Tần Phong thấy thế cảm khái, đúng là ngu ngốc Âu Đô, bỗng nhiên Tần Phong thấy Lâm Tam lại tìm được bảo bối tốt, trong nháy mắt giống như thuấn di đi tới bên cạnh Lâm Tam, trực tiếp mua hết bảo bối của chủ quán lâm tam tê dại tần đại công tử này sao vẫn đi theo bên cạnh hắn luôn thể hiện bản thân trước mặt anh ấy đối phương sẽ không thật sự coi trọng hắn chứ tần phong đối với lâm tam não bổ hoàn toàn không biết chỉ là cơ duyên cướp được đứa con của thiên tuyển lần nữa và cảm thấy tự hào bé trai 8 tuổi tìm người hầu đi mua sắm ngay cả đối tượng hôn nhân đáng yêu cũng vứt bỏ sang một bên thật là điên rồ lúc này trong lòng lâm tam vô cùng im lặng đối với tần phong người này cũng vô cùng ghét bỏ ngay khi lâm tam muốn mua bảo vật tiếp theo tần phong vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tiếp tục mua trước cuối cùng lâm tuyên bị ép buộc bất đắc dĩ chỉ có thể không mua gì cả quyết đoán cùng tần phong cáo từ rời đi tần phong người này hoàn toàn không biết là hành vi của mình làm cho lâm tam sợ hãi lâm tâm nhi hôm sau vốn muốn đi chợ lại phát hiện lâm tam kiếm cớ không đi nữa thấy vậy nàng liền muốn cùng tần phong đi qua thế giới hai người nhưng mà tần phong tiết tâm cũng không phải là nàng có thể lay động trong mắt hắn chỉ có lâm tam là máy rút tiền bất ngờ là biểu hiện này khiến lâm tâm nhi bội phục trong mắt cô đã coi tần phong là không gần nữ sắc không sợ cường quyền mắt thấy lâm tam thả bồ câu tần phong chỉ có thể rời đi lúc này lâm tam run lẩy bẩy trốn ở trong phòng lời nói vừa rồi của tần phong bị hắn nghe rất rõ ràng lại muốn hắn cái này làm lâm tam sợ không nhẹ a à, hắn chỉ là một người hầu tốt chứ không phải tiểu thụ cực phẩm sau một thời gian thương lượng cuối cùng lâm tâm nhi và tần hạo kết hôn tin tức này cũng chuyển khắp thiên hạ cũng đại biểu tần gia cùng thiên tâm chi thành lâm gia chính thức kết minh hôm nay mọi người lâm gia cũng cáo từ rời đi tần phong lúc này lại giàu dĩ không vui bởi vì lâm tam người này đã đi rồi máy săn kho báu lõi kép của hắn chỉ còn một lõi lâm tam thấy tên này vẫn nhìn chằm chằm vào mình không thể tránh khỏi bị nhìn đến thẹn thùng vô cùng mà lâm tâm nhi lại cho rằng tần phong đang nhìn nàng làm thế nào tuyệt vời là lông cừu của những đứa con được chọn của đình sử thi tần phong lão lục này đã làm được lúc này tần phong gọi là khai sâm trong vài ngày ngắn ngủi ở chung với Lâm Tam, hắn đã ép 150.000 điểm phản diện từ người đối phương, thêm một cơ hội rút thăm trúng thưởng, đúng là máy rút tiền cao cấp nhấn vào tần phong thấy thế liền chuẩn bị rút thưởng thử xem không a à. không cũng không biết có thể hút được cái gì tốt lời bài hát tân Turn tây bồ tân ninh ấp kim đồng hồ cuối cùng dừng lại trong vòng công pháp đại uy thiên long đây là một bộ phật pháp thần cấp sử dụng hoa văn rồng có thể tăng cường sức mạnh đồng thời đối với yêu tộc thương tổn tăng gấp bội có thể nói là khắc tinh của yêu tộc không chỉ vậy nó còn tăng cường khả năng phòng thủ có được một cái liếc mắt phân biệt là người hay là yêu hai mắt với việc truyền công pháp tần phong tiến vào trong ảo cảnh truyền thừa chỉ thấy một con rồng vàng khổng lồ xuất hiện trước mắt sau một khắc hướng tần phong vọt tới chui vào trong ngực hắn sau đó liền bị đánh thức đúng là bị dọa không nhẹ lúc này tần phong có một thân long văn Phối hợp với chỉ pháp là có thể dùng ra thần cấp Phật pháp Đại Uy Thiên Long rồi, Tần Phong lập tức muốn kiểm tra một phen, giận dữ hét lên Đại Uy Thiên Long, trong nháy mắt lực tác động mạnh mẽ đã làm vỡ nóc nhà, Tần Phong cũng không nghĩ tới công pháp này trâu bò như thế, xem ra hắn phải nhanh chóng thăng cấp một chút mới được, không thể để công pháp này bại lộ, với việc sử dụng điểm phản diện, cảnh giới của Tần Phong lại đột phá, một đạo khí tức cường hãn phóng lên trời, vừa vặn xóa đi dấu vết của Đại Uy Thiên Long đúng lúc này thái gia và lão tía vội vã chạy tới nhìn thấy là tần phong sau khi đột phá cả hai đều sững sơ tốc độ này quả thực là đang treo còn cha thì có chút bất đắc dĩ nhà anh ấy lại sửa nữa rồi bên này tần phong đột phá đến siêu phàm cảnh nhị trọng đồng thời Tổng cộng tốn 10 phòng vạn nhân vật phản diện, Tần Phong nhìn thấy con số này đều mơ hồ, hắn có chút hối hận, để che giấu dấu vết của Đại Uy Thiên Long, nhưng lại đem nhân vật phản diện vất vả tích góp một lúc không dùng được, không nghĩ tới thân là thân đại ca hắn, lại nhẫn tâm muốn đào xuống trí tôn cốt của đệ đệ, lúc này bên trong hoàng cung đang thảo luận chuyện liên hôn giữa Tần gia và Thiên Tâm chi thành, một số thần tử cho rằng hai nhà này đáng chết không để triều đình vào mắt một số người đề nghị đàm phán hòa bình hôm nay đại tranh thế đã tới chúng ta không được đánh nhau đề nghị này lập tức khiến cho người khác tán thành vương triều âm nguyệt trăm năm trước sau khi trải qua cải cách bây giờ càng ngày càng cường đại gần đây lại một lần lập hai vị thiên kiêu làm thánh tử chúng là kẻ thù số một của mùa hè xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng hoàng đế lão nhi nghe vậy âm thầm nghĩ đến quả thật muốn đối kháng âm nguyệt hoàng triều cần các gia đình đoàn kết nhưng như vậy liền cho tần ra hai vị thiên kiêu thời gian trưởng thành đó là điều hắn không muốn thấy đáng tiếc hoàng tộc đại hạ không thể xuất hiện loại thiên kiêu này nếu không hắn cũng sẽ không buồn như vậy Cùng lúc đó trong nội bộ Tần gia, các cấp cao hãy nghe thám tử báo cáo, ý thức được triều đình có thể muốn ra tay với Tần gia, Tần Tiên lại thập phần khó hiểu. Theo đạo lý mà nói hiện giờ Tần gia vừa cùng Thiên Tâm chi thành Lâm gia kết minh, hơn nữa Âm Nguyệt Hoàng triều hổ thị trì trệ, triều đình không thể thiếu sáng suốt như vậy. Thái gia nói có lẽ hoàng tộc đại hạ đang chặt tay tráng sĩ, dù sao với uy vọng của Tần gia ở đại hạ, sáu khi lớn lên thì nên thay thế. Hoàng đế nhất định định thừa dịp Tần gia ta chưa dậy mà động thủ, hơn nữa nhất định là tốc chiến tốc thắng, không cho chúng ta thời gian để phát triển, Tần Thiên thật sự tức giận bất bình, hoàng đế lão nhi này vì tư tâm, thật là liều mạng. Lúc này Tần Phong ở bên ngoài nghe lén nghe được tình huống như vậy, rồi nảy sinh ý nghĩ chạy trốn, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị vứt đi. Mặc dù làm người xuyên việt hắn không có ý định đầu nhập bao nhiêu tình cảm, tất cạnh một khi có điểm yếu liền dễ dàng lâm vào nguy hiểm, nhưng nhớ lại 8 năm qua, tình nghĩa của Tần gia đối với hắn, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Đột nhiên linh quang Tần Phong lóe lên, tôi nghĩ ra một cách hay, lập tức vọt vào trong phòng, vội vã nói mình có cách giải quyết tần thiên vừa nghĩ cân không lớn không nhỏ trương phúc nhưng lại bị thái gia ngăn cản quay đầu nhìn tần phong cười nói gió có cách nào để nghe không tần phong giải thích ngọn nguồn là ta cùng nhị đệ xuất hiện phá vỡ sự cân bằng hoàng gia bị đe dọa chỉ cần tìm cách giấu ta và nhị đệ đi chiến tranh đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tần gia thái gia lại nói hai huynh đệ ngươi đều sinh ra nhiều năm như vậy danh tiếng cả triều đại đại hạ ngươi nghĩ hoàng đế sẽ không gây rắc rối cho chúng ta khi ẩn mình sao trừ khi các người chết hoặc bỏ đi tần phong nói đúng chính là muốn phế bỏ, lập tức đem ý nghĩ nói ra, chính là đào xuống trí tôn cốt phá của nhị đệ rồi lập tức, vì cứu vớt tần ra nguy cơ. Tần phong lão lục này cũng có lúc anh dũng hiến thân, giờ phút này sau khi nghe được tần phong cuồng ngôn kinh người, thái gia lại cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được, nhưng tần thiên không đồng ý, tần hạo mới 5 tuổi. Đáng lẽ anh ta không nên chịu đựng nỗi đau này, thái gia biểu thị muốn thành tựu trí tôn vị, nếu như ngay cả chút đau khổ này cũng không chịu nổi, cho dù có trí tôn cốt cũng vô dụng, trong tất cả tối tâm đều có định số. Lúc này thái gia hỏi tần phong, Hạo Nhi trí tôn cốt có thể phá rồi lập tức che giấu chính mình, gió ơi làm sao che giấu. Tần Phong sớm đã có ý tưởng, đó là bịa ra một lý do, nói Tần Phong ghen tị với tài năng của Tần Hạo, chính vì vậy mà tự tay đào xương trí tôn đã được sử dụng, sau đó trốn khỏi Tần Gia, còn Thái Gia và Lão Tía các ngươi phải làm chính là, đem thân phận Tần Gia của hắn lại bỏ và ra lệnh phải giết, lời vừa nói ra cao tầng ở đây đều sợ ngây người, nếu như nói Tần Hạo là trên thân thể thống khổ, Tần Phong kia chính là thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, không chỉ bị đánh dấu là kẻ phản bội Tần gia và bị truy đuổi vô tận. Cho đến ngày Tần Hạo trưởng thành mới có thể trả lại sự trong sạch cho hắn, Tần Thiên đương nhiên không tán thành quyết định này, chuyện cầm thú như thế Tần gia không làm được, vậy hoàng đế lão nhi muốn chiến thì chiến tần ra hắn cũng không phải là người sợ chết sau đó tần tiên đi tới bên cạnh tần phong quan tâm đạo sẽ không để hắn làm vậy chính mình sẽ bảo vệ an toàn cho họ tần phong lại tỏ vẻ vì gia tộc tôi muốn được gọi là anh hùng ẩn giật đối mặt với diễn xuất giả dối như vậy hệ thống thưởng cho tần phong một cái không gian tùy thân thái gia lúc này ngưng trọng hỏi gió ơi em có biết em sẽ phải đối mặt với điều gì không bước này nếu bước ra bạn không còn cơ hội để hối hận tần phong mặt ngoài dõng dạc nhưng trong lòng lại vô cùng chờ mong cuộc sống sau khi ra ngoài bị tần ra quản suốt 8 năm anh ta chán cuộc sống nhàm chán này rồi, anh ấy sẽ ra khỏi làng để tìm chị gái xinh đẹp, nhìn thấy bộ dáng Tần Phong như vậy, thái gia trực tiếp hét lớn một tiếng, đáp ứng cách làm của Tần Phong, Tần Thiên nghe vậy liền bối rối, lão tổ lại đồng ý làm như vậy, lòng bàn tay, mơ u bàn tay đều là thịt, hắn không thể để Tần Phong lâm vào nguy cơ, người ta nói đàn ông có vàng dưới gối, Tần Phong nhìn thấy lão tía vì tự bao quy quỳ xuống, cũng là hiếm khi bị cảm động rơi lệ, thái gia nói ngươi nên đứng lên đi, gió làm như vậy là tốt nhất, ít nhất có thể giữ lại một vị thiên kiêu. Tần Tiên lại nói Phong Nhi cũng là con của chúng ta, Tần Phong thấy thế lại đây đỡ cha giày và đảm bảo với anh ta rằng túi của anh ta sẽ an toàn trở về, sau đó liền kiên định rời đi, thấy thế Tần Thiên thất hồn lạc phách ngã xuống đất, vì sự an toàn của Tần gia, thân ủng tiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống Tần Phong, cuối cùng vẫn đào được trí tôn cốt của đệ đệ, lời bài hát in Arendenai, Tần Phong đi tới phòng cẩu đệ. Ngay khi cẩu đệ mừng rỡ muốn ôm lấy ca ca, Tần Phong lại lấy tay làm đau đâm vào ngực hắn, Tần Hạo không thể tin nhìn một màn này, không thể tin được anh trai yêu quý lại đối xử với anh như vậy. Tần Phong không chút do dự, lạnh lùng đào ra trí tôn cốt của Tần Hạo, cùng lúc đó, phần thưởng của hệ thống xuất hiện, đầu tiên là đem tiên tuyển chi tử đánh thành trọng thương đạt được 800.000 nhân vật phản diện điểm, sau đó là đào ra trí tôn cốt đạt được một lần cơ hội rút thưởng, cuối cùng thì thưởng cho trọng đồng vô địch, trong nháy mắt hai mắt Tần Phong sao động, trong thoáng chốc thấy được tứ nhãn tiên thần xem ra đây chính là trọng đồng vô địch hiện ra tần phong thì thào tự nói sau đó lại càng muốn lấy đi cơ duyên tiểu đỉnh của tần hạo nhưng cuối cùng hắn vẫn dừng tay nhìn bộ dạng thê thảm của tần hạo đang hấp hối tần phong quyết định đem tiểu đỉnh cơ duyên này để lại cho hắn ngu ngốc yêu đu đột nhiên tiểu đỉnh dâng lên một đạo khí thức thì thào tự nói trọng đồng vốn là vô địch lộ không cần mượn xương người khác sau đó đạo khí thức này đem tần hạo trọng thương chữa trị lại bên này tần phong đi tới bên ngoài phòng mẫu thân nặng nề quỳ xuống hai cha mẹ trong phòng đã mang nước mắt trên mặt mẹ vân tịch muốn ra ngoài gặp con trai tần thiên ngăn hắn lại đại cục làm trọng lúc này tiếng dập đầu của tần phong vẫn còn vang lên hai người trong phòng nghe tiếng ôm nhau mà khóc theo thời gian tần phong đã đem đầu đập ra vết thương lớn tiếng nói cha mẹ con đi rồi sau khi cáo biệt xong tần phong hai ba cái liền rời khỏi tần ra vân tịch cùng chạy trốn chạy ra ngoài nhưng chỉ thấy một vũng máu không khỏi khóc giống lên đứa con tội nghiệp của tôi cuối cùng đau lòng đến tê liệt ngã xuống đất lúc này tần phong vừa tới bên ngoài tần gia không đỡ nhìn tần gia lần cuối thái gia lúc này truyền âm nói đứa nhỏ sau khi trời sáng tần gia sẽ mở lệnh truy sát nó sẽ lan ra khắp lục địa anh định đi đâu tần phong biểu thị sẽ đi âm nguyệt hoàng triều thái gia thở dài nói hải tử nhất định phải an toàn trở về tần phong nói nhất định sẽ nói xong liền rời đi tuy nhiên hệ thống đã vạch trần diễn xuất của anh ta thưởng cho hắn không gian tùy thân mở rộng gấp đôi, tần phong tê dài, hệ thống anh dị ứng với lãng mạn à? tự tay đào ra đệ đệ trí tôn cốt lại còn có thể vui vẻ như thế, chắc chỉ có lão lục tần phong thôi. lúc này cách tần phong đào ra trí tôn cốt đã qua một ngày nha hoàn đang vui vẻ bưng nước rửa mặt tới cho tần hạo kết quả là thấy được một màn tàn nhẫn lập tức gọi mọi người tới những người không biết đang thảo luận nghe nói hung thủ là đại công tử nha hoàn lại không tin đại công tử sẽ làm ra việc này nàng từ nhỏ đã nhìn đại công tử lớn lên lúc này có người phát hiện sắc mặt gia chủ rất không tốt nhắc nhở bạn bè đừng nói nhiều ai ngờ tần thiên trong mắt mang theo lệ quát to chính là tần phong nghịch tử này gây nên nói xong đau lòng đến miệng phun máu tươi hộ vệ vội vàng tới đón tần thiên lúc này thái gia cũng tới cũng tỏ vẻ là Tần Phong sinh lòng ghen tị, đào đệ đệ trí tôn cốt cho mình dùng, không biết hối hận sau khi sự việc bại lộ, bị thương thủ vệ trốn khỏi Tần gia, ta lấy danh nghĩa Tần gia lão tổ tuyên bố, trục xuất tần phong nghịch tử ra khỏi tần gia giết bất luận tội gì vừa nói ra thành viên trong gia đình đã bối rối hiện tại nhị công tử trí tôn cốt đã không còn nếu lại mất đi đại công tử vị đại đế này tư chất tần gia chúng ta còn có tư cách gì ở đại tranh chi thế thắng lợi thái gia kiên định nói không cần nói nữa phẩm hạnh này không xứng làm đệ tử tần gia ta cùng lúc đó trong cung điện đại hạ đang thảo luận chuyện bi thảm của tần gia hoàng đế nghe vậy thì gọi là khai sâm một ngày hạnh phúc như vậy hắn sẽ cần nhiều phi tần hơn bên kia tần phong không biết cưỡi con lừa trộm được ở đâu đi lang thang trong rừng hôm nay hắn rốt cục đạt được một triệu nhân vật phản diện điểm, lúc này tốn hao 100 vạn đổi, 100% phù hợp với thẻ, không nghĩ tới tần ra một môn song đại đế tư chất, chỉ trong một đêm hóa thành hư vô, người ngoài không biết rằng, đây chỉ là kế hoạch tần phong định ra để cứu tần ra mà thôi, sở dĩ đào được đệ đệ trí tôn cốt, là bởi vì hắn biết trí tôn cốt có thể phát triển trở lại, mà tần phong lão lục này sở dĩ đem chính mình định là đào phạm, thật ra là hắn không muốn trở về tần ra, muốn đi du lịch thế giới bên ngoài, lúc này Tần Phong rốt cục thực hiện tự do, chính thức đem Tam thập Tam thiên tạo hóa quyết đạt tới cảnh giới đại viên mãn, bỗng nhiên hắn nghe thấy một bên truyền đến tiếng đùa giỡn, có vẻ như có một cô gái xinh đẹp bị đùa giỡn, Tần Phong lập tức nhảy lên trên cây quan sát một phen, quả nhiên có ba đại hán vây quanh một tiểu phân nữ, nhìn kỹ lại là một cô gái tóc hồng xinh đẹp, Tần Phong lập tức động tâm, đó là một cô gái xinh đẹp, nói về chuyện này thật là đau lòng, sinh ra tần ra thời gian 8 năm hắn còn chưa gặp qua ngoại trừ nha hoàn, còn những cô gái xinh đẹp khác thì sao, lúc này đại hán liền muốn động thủ với mỹ nữ, tần phong thấy thế liền muốn anh hùng cứu mỹ nhân, khi anh ta bay xuống. Lâm Tam lại xuất hiện giữa chừng, đi trước một bước ngăn cản Đại Hán, trực tiếp đem Đại Hán đoan bất tỉnh nhân sự, sau đó đẹp trai bảo vệ cô gái nhỏ, giữa ban ngày ban mặt quát lớn, dám bắt nạt một cô gái, tần phong tê dại sao cái nơi quỷ quái này lại có thể đụng phải tên lâm tam này còn bị hắn đặt anh hùng cứu mỹ nhân đồng bọn cảnh cáo họ là người của băng đảng hổ châu hai tên khốn các ngươi muốn chết sao bỗng nhiên họ nhìn thấy bức tranh treo giải thưởng đúng là tần phong trước mắt chỉ là bức họa này nếu bị tần phong nhìn thấy có lẽ sẽ bị chọc giận đến mức giết chết họa sĩ mắt thấy bọn đệ tử càng thêm hưng phấn lâm tam khó hiểu nhìn về phía tần phong không phải là người quen cũ của anh chứ tần phong tê dại ý anh là sao tôi là chính nhân quân tử đối mặt với oan chủng con trai của thiên tiền lâm tam tần phong lão lục này không cần khách khí các loại thủ pháp lông cừu dùng trên người đối phương lúc này ở hoang sơn giã lĩnh nhưng có ba đứa trẻ cởi chuồng luôn cảm thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi nhìn thấy đan dược ba người ăn vào lâm tam thầm nghĩ không tốt đây là cuồng bạo đan có thể tăng lên gấp đôi chiến lực và tại sao phải cởi quần áo chẳng lẽ chỉ có sở thích đặc biệt có thể phải đối mặt với hình ảnh này lâm tam liền dùng mình một cái hãy loại bỏ chúng càng sớm càng tốt nếu không bơ rớt gian sẽ chết nhưng không đợi Lâm Tam ra tay, một đạo công kích liền hướng ba tên tuổi đồ đánh tới, đúng là Tần Phong ở một bên ra tay, quyết đoán cho các liệt đồ một chiêu, đồng thời đạt được 300 điểm phản diện, nhìn thấy kiếm pháp đáng sợ này, Lâm Tam bị sốc, tên này lại mạnh lên rồi, Tần Phong lúc này chào hỏi hắn đã lâu không gặp lúc này nữ tử tóc hồng tên là tử diên hướng hai người nói cảm ơn một tiếng lâm tam một bộ chính khí lẫm liệt đáp lại gặp chuyện bất bình là bổn phận của người tu luyện đừng khách sáo tần phong lúc này cực kỳ giống bóng đèn bỗng nhiên còn có một tuổi đồ khí thức chưa hết trực tiếp lấy ra đạn tín hiệu bắn lên trời trước khi chết đắc ý nở nụ cười bang chủ sẽ báo thù cho họ nghe được bang chủ uy hộ bang là linh vũ cảnh tam trọng tu vi hậu tử diên khiếp sợ Lâm Tam đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tần Phong thấy thế liền khen ngợi Lâm Tam, vậy anh thật dũng cảm, nói xong liền kéo Tử Diên rời đi. Tần Phong nghĩ thầm muốn ngươi gác lại chương trình này, lão tử sẽ không cho ngươi cơ hội trang bức, có được thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống hắn nhiều tùy hứng, cướp mất người vợ tương lai của con trai được chọn. Tại thời điểm này, sau khi phát tín hiệu, lão đại uy hộ bang ở một khu vực khác nhìn thấy, liền tưởng rằng là các huynh đệ bắt được Tần Phong, hưng phấn chạy tới điểm tín hiệu. Đồng thời Lâm Tam nhìn Tần Phong bắt cóc Tử Diên, cũng không biết phải làm thế nào cho phải, dù sao thì anh ta cũng vừa mới hứa hẹn với sếp của băng cứng hổ. Nếu như chạy theo chẳng phải là khoác lác sao? Nhưng nghĩ lại, Lâm Tam vẫn đi theo, nếu ở lại thì là tặng đầu người. Tử Diên thấy thế đối với Lâm Tam anh hùng lọc kính vỡ nát, thì ra cũng là một tên khoác lác. Quả nhiên Tần Phong bên này cũng thu được hệ thống khen thưởng, bởi vì cắt ngang trang bị của Thiên Tuyển chi tử, nhận 500 điểm phản diện. Tần Phong cũng không nghĩ tới, thì ra thao tác như vậy cũng có thể nhận được phần thưởng, xem ra sau này dùng phương pháp này nhiều hơn. Sau khi chạy một lúc lâu, Lâm Tam thở hổn hển hỏi Tần Phong vì sao phải chạy, dù sao hắn cũng có thân phận đại công tử Tần gia, xem ra Lâm Tam cũng không biết chuyện hắn phản bội tần gia tần phong lập tức giả bộ biểu thị mình không phải là nhị thế tổ ỷ thế hiếp người, hắn phải dùng hai tay đánh ra một mảnh thiên địa, diễn xuất giả dối như thế lần nữa dẫn tới hệ thống cho ra khen thưởng, không gian tùy thân tiếp tục mở rộng gấp đôi, Tần Phong tê dại, hệ thống anh có thể đừng luôn phá máy của tôi được không? Lâm Tam hoàn toàn không biết chuyện này, thật sự bị diễn xuất của Tần Phong thuyết phục rồi. Tần Phong cũng nghi hoặc Lâm Tam vì sao không trở về Thiên Tâm Chi Thành, Lâm Tam giải thích mình muốn rèn luyện một phen rồi trở về, Tử Diên lúc này xấu hổ nói, nàng cũng ra ngoài rèn luyện, nhưng mà nhiều năm kinh nghiệm mọt sách Tần Phong, tự nhiên biết miệng của con trai được chọn là nói dối, nói là ra ngoài rèn luyện, nhất định là hướng về cái gì di tích bảo vật mỹ nữ tỷ tỷ đi, và tất cả những người đẹp được cứu bởi những người con được chọn, chắc chắn là một cô gái bướng bỉnh bỏ nhà đi, đồng thời còn có rất nhiều thuộc tính rác rưởi như cuộc sống không thể tự lo liệu, bất quá cũng chính là bởi vì thiên tuyển chi tử không rời không bỏ, mới có thể có vốn liếng hậu kỳ trắng trợn ăn bám, tần phong nói xong nhìn về phía tử diên, cẩn thận đấy, ăn mặc kiểu dáng ngốc nghếch ngọt ngào, tuyệt đối là đại tiểu thư danh môn vọng tộc, mình có nên đầu tư không? bé trai 8 tuổi lấy trộm túi của chị gái xinh đẹp, càng là đem hắn vu oan cho con trai của Thiên Tuyển. Tần Phong chi kỷ đưa khôn khôn đã nướng xong cho Tử Diên, trong nháy mắt đặt được hảo cảm của Tử Diên, Tần Phong thầm nghĩ, giờ ngươi đã ăn thịt ta rồi, tương lai có thể cho ta ăn cơm mềm chứ? Sau đó Tần Phong dẫn khôn khôn đi ra ngoài gác đêm và bảo Lâm Tam là nửa đêm nữa hắn sẽ đến thay thế, ra ngoài cửa hang, Tần Phong đột nhiên nhớ tới lần trước đào trí tôn cốt, còn có một cơ hội trúng thưởng vô dụng, sau đó nhấn nút rút thăm trúng thưởng trong khi ăn cun cun, nhất thời một bàn xoay lớn xuất hiện trước mắt, trong đó các loại bảo thuật bảo thể phi thường mê người, thẳng đến cuối cùng Tần Phong rút được một cái thần cấp thâu thuật, có thể lấy vật liệu cách ly, Tần Phong lập tức sử dụng thuật này đối với hòn đá trong vách đá, trong nháy mắt liền cách không bắt ra tảng đá mong muốn, Tần Phong kinh ngạc, đây không phải là quần áo thường xuất hiện trong tiểu thuyết, nhìn thấu cơ thể kiếm được tê dại rồi nói xong tần phong không có hảo ý nhìn về phía tử diên hắn nghĩ ra cách chỉnh đối phương rồi nói xong thần thâu thuật bắt đầu dùng cho tử diên trong nháy mắt bắt được túi của đối phương tử diên giật mình có gì đó không ổn sao quần lót của cô ấy lại biến mất tử diên vẻ mặt nghi hoặc mà đỏ bừng bỗng nhiên cô nhìn về phía lâm tam bên cạnh trong hang chỉ có hắn mà tần phong vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi chưa tỉnh táo lâm tam tên này trộm hết rồi vừa nghĩ tới tử diên liền cho lâm tam một cái tát lớn bảo anh ta trả lại cái yếm Lâm Tam bị đánh, mình chẳng làm gì cả. Lúc này Tần Phong một bộ dáng xem kịch vui đi vào, giả vờ hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì. Tử Diên hoàn toàn nhận định Lâm Tam đã làm gì, cứ để hắn tự thú đi. Trên đỉnh đầu Lâm Tam toát ra mấy dấu chấm hỏi, anh ta hoàn toàn mơ hồ. Lúc này Tần Phong một lần nữa đạt được 500 nhân vật phản diện điểm vu oan khen thưởng. Gặp được lão Lục Tần Phong này, đứa con được chọn của chúa thật là xui xẻo, không chỉ bị Tần Phong lão Lục vu hãm thành trộm nội y tặc, ngay cả nữ thần đưa đến tay cũng bị cướp đi. Lúc này Tử Diên đỏ bừng mặt, tay vẫn ôm ngực, lâm tam nghi hoặc khó hiểu tử diên cô nương rốt cuộc là làm sao vậy tần phong tiếp tục giả vờ không biết đúng lúc này ngoài động truyền đến tiếng kêu cứu của tử diên lâm tam là đứa con được trời chọn mà còn nhịn được chuẩn bị phóng phải cứu người tần phong tê dại lúc này mới vừa làm cho tử diên chán ghét lâm tam sao lại sắp xếp cho hắn một cuộc anh hùng cứu mỹ nhân ánh hào quang của nhân vật chính thật quá đáng đã như vậy hắn thân là nhân vật phản diện càng không thể ngồi yên mặc kệ một cái nháy mắt liền vượt qua lâm tam phía trước lâm tam kinh dị lên tiếng thân pháp của tên này sao lại nhanh như vậy tần phong cũng không để ý tới hắn hãy xông ra trước khi yêu hổ sắp thành công hắn thành công giành trước một bước cứu được tử diên cô nương một nàng công chúa xinh đẹp ôm lại tiểu cô nương như tử diên sao còn chống cự được trong nháy mắt liền si mê tần phong sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía đối phương cảm ơn anh ấy đã cứu mình lúc này yêu hổ đến một đợt thần trợ công suýt nữa đã làm tử diên chấn động xuống phía dưới tần phong thấy thế nhanh chóng dừng tử diên lại chỉ là cái tay heo muối này bị làm sao vậy tần phong tên này không thành thật nhưng cũng may trong lúc hoảng loạn tử diên cũng không nhận ra điều này thấy thế tần phong nhanh chóng rút tay heo về lúc này lâm tam cũng tới giải thích yêu hộ này là cảnh giới siêu phàm cảnh cửu trọng phải có hai người mới có thể đồng phục tần phong nghe vậy cười khặc khặc nếu đợt này thành công nữ thần của đứa con được chọn hẳn là sẽ hoàn toàn ngã về phía hắn đi, nhân vật phản diện không được tăng gấp đôi, vừa nghĩ tới Tần Phong liền cười xấu xa, sau đó từ chối lời mời liên thủ của Lâm Tam, vô cùng giả bộ nói, đó là tất cả những gì chúng ta cần, một mình tôi là đủ rồi, nói về đứa con được chọn của trời bị hố đến chết như thế nào, Tần Phong lão lục này đến nói cho người biết, lúc này để hoàn toàn bắt được tử diên phương tâm, Tần Phong thập phần giả bộ muốn độc chiến yêu hộ, một người nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, Lâm Tam thấy thế bảo hắn đừng tùy hứng, chỉ có liên thủ mới có thể đánh bại yêu hộ, Tần Phong bảo hắn sang một bên, đừng làm phiền anh ta vừa rơi xuống đất tần phong đã bày ra một tư thế cầm kiếm đẹp trai ngay sau đó một đạo trảm thiên bạt kiếm thuật đánh tới yêu hổ trong nháy mắt chém được yêu hổ kêu đau quá không cần đâu yêu hồ hiển nhiên bị chọc giận rồi hai mắt đỏ bừng đánh về phía tần phong tử diên quan tâm nói tần công tử cẩn thận lâm tam thấy thế không hề xem kịch nữa muốn cùng tần phong liên thủ đối kháng yêu hồ nhưng mà hành vi này ở trong mắt tần phong chính là cướp đầu người a ông ta không thể để con trai được chọn làm dối tung cái ly của mình lúc này dùng ra đại chiêu đại uy thiên long mới lĩnh ngộ trước đây một đạo hư ảnh thần long đánh tới yêu hồ khi hai người gặp nhau, sân bãi trong nháy mắt dẫn tới tiếng nổ vang thật lớn, yêu hộ cứ như vậy bị một kích rơi xuống, hộ thủ cuồng phi thập lý địa, lúc này hệ thống xuất hiện ngăn cản thiên tuyển chi tử rót chén, làm cho nó không thể đạt được thiện cảm của nữ thần, đạt được 500 điểm phản diện, lâm tam bị một màn này làm cho sợ ngây người, tôi không biết phải nói gì nữa, lúc này tử diên cũng rơi xuống, sùng bái nhìn tần phong, thật là lợi hại. Tần Phong mặt ngoài đáp lại một chuyện nhỏ, kỳ thực thân thể của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, hai chân run rẩy như bảy lần một đêm, Bỗng nhiên vài bóng người xuất hiện, chính là lão đại uy hộ bang, còn đang tán thưởng thân thủ tốt của tần phong. Nhưng giây tiếp theo thì mặt hỏi tần phong vì sao muốn giết huynh đệ của mình, nếu không trả lời, tôi e là việc này không thể tốt được. Tần phong thấy thế liền lấy lâm tam ra làm bia đỡ đạn, nghĩa là đây là anh trai tôi. Nếu người có gan thì qua cửa đại ca ta trước, nói xong mình liền mang theo tử diên rời đi, lưu lại đám người lâm tam cùng uy hộ bang vẻ mặt dại ra. Lâm tam lúc này thật sự là mmp, anh ấy thành đại ca từ khi nào vậy? Tần phong tính kế lâm tam một lần nữa nhận được 2.000 điểm phản diện thưởng, nói về tần phong lão lục có bao nhiêu sẽ chiếm tiện nghi, ngay cả khi giúp tử diên chữa lành vết thương, cũng có thể nhân cơ hội chiếm được phúc lợi, lúc này lão đại uy hộ bang đã phục hồi tinh thần, lúc này thuận tay đuổi theo tần phong, hắn sẽ đối phó với lâm tam, lâm tam sau khi nhìn thấy cảnh giới của đối phương hiển lộ thì không ngừng khác biệt, không có gì nhiều, uy hộ bang lão đại trực tiếp vọt tới, trong khi đó ở phía bên kia, uy hộ bang lâu la đối với tần phong một chút uy hiếp cũng không có chỉ trong chốc lát đã được giải quyết sau khi xong việc tần phong liền tiếp tục mang theo tử diên đi tử diên lo lắng đạo lâm công tử làm sao bây giờ tần phong tự tin nói tên kia là con của thiên tuyển không có chuyện gì đâu tử diên nghe vậy vẻ mặt mơ hồ đúng lúc này một đạo công kích đánh trúng sau lưng tử diên trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi tần phong hung tợn quay đầu nhìn lại chính là uy hộ băng còn lại một hơi thở tập kích tần phong tức giận không bao trực tiếp một quyền bổ sung đưa hắn lĩnh cơm hộp sau đó ôm lấy tử diên xem thương thế của nàng thế nào ngay khi hắn muốn đưa tử diên đến nơi an toàn nhưng lại phát hiện di chứng vừa rồi vẫn còn hoàn toàn không có tác dụng hệ thống nhắc nhở kịp thời có thể tiêu tốn một nghìn điểm phản diện đổi thiên bảo đan khôi phục thể lực tần phong còn tưởng rằng một khỏa thiên bảo đan là có thể khôi phục tốt không nghĩ tới hệ thống lại biểu thị một viên phục hồi 10% sức lực tần phong tê dại hắn biết hệ thống làm sao có thể tốt bụng như vậy nhưng chuyện đã đến nước này hắn chỉ có thể cắn răng đổi lấy 10 khỏa thiên bảo đan sau khi hồi phục sức lực tần phong đem tử diên thả xuống một chỗ trên mặt đất bằng phẳng chuẩn bị chữa trị vết thương cho cô ấy chỉ là thông qua gợi ý hệ thống tay tần phong đặt ở trước ngực tử diên hệ thống nghi ngờ cũng không ổn nhưng sau khi điều trị vết thương ở lưng đã hồi phục tần phong cũng bất ngờ xem ra hệ thống này có chút hắn cũng không nghĩ tới còn có phương thức trị liệu như vậy thật là xa vời không nghĩ tới tần phong lão lục đối với mình cũng ác như vậy lại giống như đào đệ đệ trí tôn cốt vậy mạnh mẽ cho mình một lần phẫu thuật thay xương lúc này tần phong vì lâm tam hay là quyết định đi xem tình huống thế nào chỉ là sau khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát này tần phong sợ ngây người đây chẳng lẽ là lâm tam làm không hổ là con của thiên tuyển vượt cấp chiến đấu đều nhẹ nhàng buông lỏng nghĩ đến đây tần phong liền có chút đố kỵ hâm mộ lúc này tiếng vó ngựa khiến tần phong chú ý hắn vội vàng trốn lên cây tôi thấy một nhóm người đang đi về một hướng nào đó trong lúc đó hắn nghe được có người đang thảo luận về lâm tam lâm tam cư nhiên đã thương bang chủ uy Hổ bang rồi đi di tích tần phong thấy thế chắn trước người bọn họ cầm đầu tuổi đồ bất thiện nhìn về phía hắn tiểu tử ngươi muốn chết sao bỗng nhiên một bên có người nhận ra tần phong tần phong đối với chuyện này cũng không sợ hãi thay vào đó hãy hỏi họ di tích ở đâu các học trò thấy thế xuống ngựa vây quanh tần phong phải bắt hắn và lĩnh thưởng nhưng mà chỉ là một đạo kiếm khí xẹt qua mấy người nhao nhao bị một kích mất mạng tần phong đáng tiếc nói cho các người cơ hội sống nhưng các người không biết trân trọng sau đó hắn lấy ra một phong bản đồ làm đệ tử đầu tiên trên đó viết di tích núi tuyết khô tần phong không hiểu lâm tam đến đây làm gì nếu không nghĩ ra hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa hãy chuẩn bị bản đồ và xem lại khi nào có thể sau khi trở về bên cạnh tử diên cô ấy vẫn đang ngủ đúng lúc này không có chuyện gì xảy ra tần phong quyết định dung hợp trí tôn cốt của đệ đệ nhìn cái xương này xem, Tần Phong nghĩ thầm làm thân huynh đệ, cũng không thể bài cân chính mình đi, sau đó Tần Phong lấy ra chỉ thủ đem ngực mình rạch ra, sau đó giống như hắn đào đệ đệ trí tôn cốt, mạnh mẽ đem khúc xương kia của mình đào lên. Lập tức đem trí tôn cốt thay thế vào, hắn liền cảm nhận được đau đớn không gì sánh kịp, sau khi đau đến phun ra một ngụm máu ra, Tần Phong liền té xỉu. Không hổ là tần lão lục đối với mình cũng ác như vậy, đều nói trọng đồng vốn là con đường vô địch không cần mượn xương người khác, nhưng khi hai thứ này tập hợp lại trên người tần phong lão lục, tương lai của hắn sẽ mạnh đến mức nào? lúc này tử diên sau khi tỉnh lại quá sợ hãi chỉ vì tần phong lão lục ngất xỉu cũng không quên chiếm tiện nghi nhìn thấy một màn như vậy tử diên sắc mặt đỏ bừng mắng ngươi không biết xấu hổ còn bưng bưng tần phong tưởng rằng đối phương đang giả vờ ngủ nhưng khi nhìn thấy vết máu trên ngực tần phong nàng mới ý thức được đối phương bị thương sau khi thăm dò hơi thở cô thở phào nhẹ nhõm vẫn chưa xong đâu, lúc này Tử Diên phát hiện trên tay mình hiện lên ký tức linh lực khác, không thuộc về Nguyệt Thần cung, lại nói tiếp nàng liền nghĩ đến ngày hôm qua chính mình bị độc tiêu sở thương, rõ ràng là đang gặp nguy hiểm, bây giờ không thấy vết thương nào, còn có thêm cỗ linh lực khí tức này, xem ra Tần công tử đã cứu nàng, bỗng nhiên linh lực của Tần Phong đang ở trạng thái bạo tẩu, phải áp chế ngay mới được tử diên thấy thế biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn đối phương đối với nàng có ân cô ấy không thể là kẻ vô ơn nghĩ vậy cô quyết định dùng cách đó sau đó tử diên cởi áo khoác ra ôm chặt tần phong bắt đầu dùng linh lực của mình thành công ngăn chặn tần phong bạo đi trạng thái không bao lâu tần phong liền bình yên vô mỹ tỉnh lại hắn phát hiện sức mạnh của mình trở nên mạnh hơn lúc này tử diên chỉ vào tần phong ánh mắt kinh ngạc đúng là trọng đồng vô địch của tần phong hiển lộ bỗng nhiên một con ong vỏ vẽ bay qua trước mặt hắn tần phong phát hiện tốc độ của ong vỏ vẽ ở trước mắt hắn phi thường chậm chạp nắm lấy nó trong một khoảnh khắc với tốc độ tay cực nhanh nhìn thấy một màn như vậy tử diên lại bị kinh hãi tốc độ tay thật nhanh tần phong vẻ mặt khó hiểu lời bài hát and it flying slow ai cũng có thể bắt được bỗng nhiên tần phong chứng minh được chẳng lẽ trí tôn cốt không chỉ cường hóa lực lượng thân thể còn cường hóa trọng đồng vô địch của hắn hệ thống đã trả lời kịp thời chỉ cần đẳng cấp vật chủ càng cao năng lực trọng đồng vô địch càng cường đại tần phong lão lục là chơi càng ngày càng biến thái lại ở trước mặt tử diên chơi trò cởi quần áo lúc này tần phong yêu cầu tử diên tự tát mình một cái yêu cầu này làm tử diên mơ hồ chỉ là bảo cô ta ra tay thôi thấy vậy bàn tay nhỏ bé của tử diên liền hướng gò má tần phong tát tới nhưng tốc độ này có vẻ rất nhanh trong mắt tần phong quả thật vô cùng chậm chạp bị hắn dễ dàng ngăn cản xem phần nắm tay tần phong không biết đang nghĩ gì Tử Diên bị động tác này làm cho mặt đỏ bừng, hỏi Tần Công tử ta đây là có gì không ổn sao? Tần Phong cười ha ha, có nghĩa là không có gì, chỉ là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tử Diên cô nương, làm cho người ta không buông tay được. Tử Diên xấu hổ hỏi tiếp theo chúng ta đi đâu? Tần Phong lúc này nhớ tới bí cảnh Khô Tuyết Sơn mà Lâm Tam đi, liền nói dẫn nàng đi nơi tốt tìm bảo vật. Tử Diên hưng phấn gật đầu, cứ đi theo lộ trình của bản đồ. Tần Phong bọn họ đi tới một chỗ trước cửa vào, lúc này hệ thống cũng kích hoạt nhiệm vụ cướp đặt thiên tuyển chi tử cơ duyên, một cái dương vàng. Khó trách Lâm Tam không trở về Thiên Tâm chi thành, đến đây để tìm kho báu. Tử Diên không hiểu đạo Lâm công tử cũng ở bên trong sao? Tần Phong biểu thị người của uy hộ bang chính miệng nói, sẽ không có giả mạo, chúng ta cũng vào thôi. Tần Phong dẫn đầu bước vào bí cảnh, cảnh tượng trước mắt khiến hắn rất kinh ngạc, cạnh tranh là biên giới núi trong ghi chép. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Phong mừng như điên, lúc này phải cởi quần áo đi tắm. Tử Diên không hiểu hỏi chúng ta không nên đi tìm Lâm Công Tử sao? Tần Phong nói lát nữa tìm cũng không muộn, bây giờ hắn phải tận hưởng vùng núi này. Theo ghi chép của Tần gia cổ tịch, trong linh trì này có long mạch chi nhãn, linh khí vô cùng sung túc có thể giúp người ta đột phá nhanh chóng. Nếu là nam nữ cùng tu tiên còn có thể làm chậm lại thời gian lưu tốc, linh trì một ngày có thể bằng một năm. Lúc trước Tần Phong thi triển Đại Uy Thiên Long còn tổn thương chút căn cơ, trí tôn cốt hiện tại cũng đang trong giai đoạn dung hợp. Nếu đúng như những gì Huýt nói. Lâm Tam và Uy Hộ Bang đều ở trong bí cảnh, hai bên gặp nhau nhất định phải đại chiến một hồi, cho nên hiện tại hắn phải ở linh chỉ điều dưỡng một chút, không lạ gì trong 8 năm qua, Tần Phong luôn không gặp được cha và mẫu thân, xem ra hai người bọn họ ở đây rất vui vẻ, từ nhỏ nó đã rất thích đọc sách. Nếu không thì nơi này sẽ bị mù, chỉ là tựa sách này nhìn không đúng thôi, nhân lúc chưa có ai biết nơi này, anh ấy phải nhanh lên. Nói xong Tần Phong cởi bộ quần áo cuối cùng trước mặt Tử Diên, bỗng nhiên hắn mới nhớ tới còn có Tử Diên ở đây, quay đầu nhìn lại, hai người trong nháy mắt vô cùng xấu hổ, trang diện phảng phất như bất động, Tần Phong lão lục lại lừa gạt tiểu cô nương, hãy để cô ấy cởi đồ và tự sửa mình, lúc này Tử Diên cực kỳ sợ hãi, anh chàng này đang diễn trò cởi đồ trước mặt cô ấy, nhưng Tần Phong càng thêm biến thái, trực tiếp đi tới bên người Tử Diên, đem nàng ôm lấy hướng linh trì tới gần, một cặp nhảy xuống nước mà tử diên hiển nhiên bị kinh hãi theo bản năng hướng tiểu đệ đệ tần phong đá tới sau đó chất vấn tần phong vì sao phải làm như vậy tần phong đỡ đản đản yêu thương nói không phải lúc nào anh cũng la hét tôi sợ sẽ lôi kéo những người của băng hồ tới tử diên định dị đạo cho nên ngươi đẩy xuống nước là muốn bảo vệ ta sao tần phong gật đầu tới gần tử diên thấy thế mới ý thức được là hiểu lầm cần cô ấy giúp bôi thuốc không Tần Phong thẹn thùng nói không cần, anh không tiện làm việc này, nếu anh cảm thấy tội lỗi, liền cởi quần áo cùng ta ngâm mình trong linh trí. Tử Diên nghe vậy vẻ mặt đỏ bừng, đây là muốn nàng lấy thân báo đáp sao, nhưng còn muốn cởi quần áo thì có tiến triển quá nhanh không? Tần Phong bất đắc dĩ giải thích, anh đang nghĩ gì vậy, là để cho ngươi cởi quần áo có thể tốt hơn hấp thu linh lực, anh có thể làm chậm dòng chảy của thời gian bằng cách ngâm mình, nghe được lời giải thích Tử Diên mới thở phào một hơi. Thì ra là vậy, xem ra nàng trách lầm Tần Phong rồi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, chắc cũng không hiểu chuyện đó, vừa nghĩ tới tử diên liền cười đáp lại hiểu rồi vì tập luyện chúng ta cùng tắm nhé nhưng mà không biết tất cả đều là tần phong lão lục giả bộ cứ như vậy ngã ba có được hàng trăm điểm phản diện nhưng sau khi nhìn thấy tử diên xuất thủy phù dung như vậy tần phong không khỏi đỏ mặt lên cô gái này có chút tài năng sau đó hai người cũng quả thật xong tu lên đừng nghĩ là sửa chữa đôi đàng hoàng cứ như vậy qua ba ngày sau tần phong mở to mắt một cỗ khí tức cường đại từ quanh thân xuất phát ra hắn thành công đột phá đến siêu phàm cảnh tam trọng hệ thống thưởng một nghìn điểm phản diện cuối cùng vì cắt đứt hoàn toàn nhân duyên của con trai thiên tuyển, một lần nữa đạt được 5.000 điểm phản diện, chiến lực của một thiếu niên 8 tuổi có thể đạt tới trình độ nào, một mình một tay chặt đầu 233 người lúc này bên trong di tích đang phát sinh chấn động kịch liệt bỗng nhiên dưới ánh mắt của những người tìm kiếm kho báu một tòa cự thạch vỡ vụn ra tần phong và tử diên cũng hiện ra trước mặt mọi người thấy thế song phương đều đồng loạt bức bách sắc mặt tử diên càng đỏ bừng nàng bối rối giải thích nói không phải như mọi người nghĩ đâu vừa muốn nói chỉ là luyện công mà thôi nhưng mà sự chú ý của mọi người căn bản không ở trên người nàng bởi vì có người nhận ra tần phong tội phạm truy nã này nghĩ đến phần thưởng lớn các lộ nhân điểu đều vây quanh Tần Phong hai người, Tử Diên nghi hoặc khó hiểu, sao lại có nhiều người nhắm vào anh thế? Tần Phong nói có lẽ tôi đẹp trai, Tử Diên nghe vậy vẻ mặt không nói gì nhìn về phía hắn, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Lúc này có người mở miệng nói, "Tần đại công tử đừng phản kháng nữa, chúng ta bị bao vây rồi, tốt hơn là anh nên tự trói mình lại, để khỏi bị chúng ta ngộ thương." Nhưng Tần Phong thực lực tinh tiến cũng không e ngại bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng, thấy thế mọi người cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vọt tới, Tần Phong trực tiếp triệu ra thần kiếm hắn vẫn muốn thử uy lực của cửu kiếm dung hợp, đúng lúc lấy đám người này làm con chuột, ngay sau đó chín thanh thần kiếm tấn công đám người này, chỉ trong nháy mắt người xông lên phía trước đã bị chặt đầu, chỉ trong nháy mắt người xông lên phía trước đã bị chặt đầu, những người phía sau đều trợn tròn mắt, chuyện gì thế này, sao có thể có chiến lực khủng bố như vậy, có người nảy sinh ý nghĩ chạy trốn, nhưng Tần Phong không cho bọn họ cơ hội này, vẫn là các loại chém đầu, sau khi giết 233 người, anh ta đã kiếm được 23.200 điểm phản diện, sau khi xong việc Tần Phong thập phần đẹp trai bày ra một tư thế, sau đó liền đi dưới ánh mắt sợ ngây người của Tử Diên, mà một màn này chính là Tần Phong giả bộ 13 cho Tử Diên xem, hắn muốn Tử Diên hoàn toàn mê đắm mình, không nghĩ tới lại đối mặt với uy hộ bang lão đại, Tần Phong lão lục lại chiếm được thượng phong, sau vụ thảm sát, Tần Phong và Tử Diên lần nữa bước lên lộ trình bí cảnh tầm bảo, Tần Phong lấy bản đồ ra chỉ chỉ dấu chấm câu của huyết bồ đề thụ, tiếp theo họ sẽ đến nơi này, nửa đường, bọn họ gặp đám uy hộ bang, bắt cóc một cô gái vừa mới sinh, trong bóng tối tử diên thấy thế thập phần tức giận cạnh tranh với một người mẹ đúng là một lũ khốn nói xong còn dùng sức bóp bóp cánh tay tần phong tần phong tê dại không phải tôi bắt cóc sao anh lại véo tôi sau đó hắn cũng bóp đùi tử diên lại mỗi người bấm một cái coi như hòa đúng lúc này trên sân xảy ra hình ảnh kinh người uy hộ bang chúng lại tàn nhẫn ra tay với nữ tử kia mà tai thỏ của nữ tử cũng nhô ra thì ra nàng là một con thỏ yêu cứ như vậy miễn yêu bị điên cuồng tra tấn tử diên thấy thế nhịn không được trực tiếp đứng ra nhục mạng người của uy hộ bang ngay cả một người mẹ mới sinh cũng không buông tha uy hộ bang lão đại cũng không nghĩ tới tần phong ở đây đúng lúc không tốn công sức không chỉ thu hoạch yêu đan của thỏ yêu hôm nay còn đụng phải tần phong lần trước có lâm tam giúp hắn trốn thoát hôm nay không ai có thể giúp hắn nói xong lão đại uy hộ bang liền động thủ mắt thấy sắp đánh trúng tần phong tần phong không nói gì nhìn về phía hắn sao không đi làm biên kịch giỏi thế nói xong lắc mình một cái liền tránh thoát công kích của lão đại uy hộ bang tần phong còn quay đầu chào phúng hắn chó con được không trong nháy mắt đã chọc giận lão đại uy hộ bang rồi lại đánh úp về phía tần phong tần phong thấy thế bảo tử diên đi cứu miên yêu hắn sẽ xử lý con chó này không nghĩ tới tần phong lão lục này con gà trống sắt khi đối mặt với tình mẹ vĩ đại cũng sẽ thay đổi tính tình lúc này ngay sau khi lão đại uy hộ bang bị tần phong không đến hắn quả quyết dùng ra một chiêu mãnh hổ xuống núi, Tần Phong cảm thấy rất thú vị, sau đó liền lấy Đại Uy Thiên Long đối mặt, hắn muốn xem một con hổ nhỏ đánh với rồng như thế nào. Uy hộ Bang lão đại thấy thế sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, thằng nhóc thối tha này có mồm mép lắm, nhưng thực lực cũng không kém, nhưng hắn có cảnh giới chống đỡ, tự nhiên không sợ tần phong lúc này hướng tần phong đánh tới tần phong thấy thế cũng quăng ra đại uy thiên long chỉ là một kích đã đánh bay lão đại uy hộ bang càng là đem lão huyết lâu năm đều đánh ra sau đó ngay cả tiểu đệ uy hộ bang phía sau cũng bị tung bay lúc này hệ thống cũng xuất hiện nhắc nhở giết chết 88 người thưởng tám nghìn điểm phản diện nhìn thảm trạng trước mắt tần phong lắp vào ben không muốn giết người các người phải chết Uy hộ bang vốn chỉ có một ít người như vậy, được rồi, vậy thì tiêu diệt ngay, lúc này tử diên đem miễn yêu bị thương đỡ tới, miễn yêu kéo thân thể trọng thương cúi đầu cảm tạ tần phong, rất biết ơn vì đã cứu họ, sau đó nhìn về phía huyết bồ đề thụ phía sau, miễn yêu giải thích sở dĩ tiến vào di tích này, là muốn tìm huyết bồ đề cho đứa bé mới sinh, nuôi dưỡng linh hồn, chỉ là vừa mới sinh xong, cô ấy rất yếu ớt, lúc này mới bị đám người kia bắt được, miễn yêu thỉnh cầu tần phong lưu cho nàng 10 khỏa huyết bồ đề là được, tần phong tỏ vẻ nể tình mẫu thân vĩ đại tôi có thể cho anh 10 viên theo tinh thần nhân đạo, tử Diên thấy thế còn tưởng rằng tên này đổi tính rồi, nhưng Tần Phong nói tiếp. Hắn đưa nàng trở về thực tại, Tần Phong nghiêm túc nói, lời bài hát E1USA Mother, chắc chắn không muốn trẻ có suy nghĩ không làm mà hưởng, đã vậy thì, ta một khỏa huyết bồ đề thu ngươi 10 vạn cực phẩm linh thạch, ý anh là sao, miễn yêu nghe vậy vô cùng xấu hổ, nàng một viên linh thạch cũng không có, Tần Phong nói không sao, vậy chúng ta đổi nguồn lực thì sao, chỉ là miễn yêu ngay cả tài nguyên cũng không có, lần này Tần Phong liền tê dại, anh nghèo quá, bất quá tần phong cũng là đau nhỏ miệng đậu hũ tâm mà thôi hay là đồng ý cho thỏ yêu miễn phí miễn yêu không thể tin được hỏi ân nhân thật sự muốn tặng cho ta sao tần phong ra vẻ oán phụ nếu anh không muốn anh có tiền không không có tiền thì đừng hỏi câu ngớ ngẩn đó miễn yêu nghe vậy sửng sốt nghĩa là đã được dây lượng thức ăn của một con thỏ nhỏ có thể lớn đến mức nào mới có thể để mạt trực miễn phí quyết đoán tặng cho người khác lúc này miễn yêu mang bọn tần phong tới gặp hai tử của mình và cho lũ trẻ ăn huyết bồ đề tử diên như một tên ngốc bạch ngọt gặp được tiểu miễn tử đáng yêu như vậy quyết đoán bị hấp dẫn thấy cô ấy thích thế miễn yêu có nghĩa là anh nên nhận nuôi một con đi sau khi giao một con thỏ cho tử diên miễn yêu liền cáo từ rời đi tử diên sững sờ nhìn cảnh này hỏi tần phong nên làm gì bây giờ đột nhiên hệ thống xuất hiện phát hiện tiểu miễn yêu tư chất là sử thi cấp cũng tự động vì tần phong buộc chặt khế ước quan hệ tần phong ngây ngẩn cả người thật không nghĩ tới tư chất của con thỏ nhỏ này không ngờ lại giống như cầu đệ của hắn hệ thống nhắc nhở lần nữa tiểu miễn tử vi sử thi tư chất không cho ăn thức ăn thông thường nhất định phải dùng thiên tài địa bảo mà một viên huyết bồ đề chỉ có thể duy trì dinh dưỡng một ngày hay lắm tần phong tê dại rồi thì ra đây là một cái thùng cơm chả trách mẹ nó bỏ đi ngay không thể nuôi nổi Tử Diên hỏi sao ngươi không nói gì, mặc dù thỏ con là thùng cơm, nhưng Tần Phong tự nhiên vẫn phải nuôi, dù sao cũng là yêu thú sử thi, mà Tử Diên không biết điều này, cô chỉ cho rằng Tần Phong là người ôn nhu lương thiện, đó là lý do tôi nhận nuôi nó. Một khi đã như vậy Tử Diên đề nghị nói, hãy đặt tên cho nó, Tần Phong theo bản năng nói ra hai chữ thùng cơm, cái tên rất hợp với nó, tử diên mất bình tĩnh ngay tại chỗ đáng yêu như vậy nhất định phải gọi là miễn trừ mới đúng tần phong lại thủy chung kiên định cái tên thùng cơm này tiểu miễn tử vẻ mặt hồn nhiên nhìn hai người tranh chấp mặc kệ tử diên nói tên gì tần phong vẫn kiên trì đặt tên thùng cơm tử diên nói đó gọi là tiểu tự thì sao tần phong đưa ra giải pháp cái đó tên là thùng cơm tên là tiểu tự tử diên hết chỗ nói rồi tên em trai thối tha này một chút cũng không chịu nhường nàng đột nhiên cách đó không xa một đạo kinh lôi rơi xuống sau khi nghe các nhà thám hiểm nói chuyện tần phong mới biết được dị tượng kia là lâm tam làm ra hơn nữa hình như hắn muốn độc chiếm bảo vật nó đã lôi kéo các nhà thám hiểm nhìn những người này ăn mặc hình như là của gia tộc tây môn tử diên nói là tin tức của lâm tam sao tần phong nói không sai chúng ta cũng đi thôi nói xong liền kéo tử diên chạy tới nơi xảy ra sự việc lời bài hát land of the vision chỉ thấy người của tây môn gia tộc đã bao vây lâm tam tần phong lão lục lại bắt đầu làm yêu nạn nhân lại là con trai của của lâm tam lúc này lâm tam cư nhiên hảo thanh tức giận để đoàn người tây môn gia tộc cùng đến xem bảo vật tần phong nhướng mày cảm thấy không đúng theo kinh nghiệm 10 năm làm mọt sách, nếu là thiên tuyển chi tử bị người miệng hổ đoạt thực còn có thể vẻ mặt bình tĩnh, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có người bị tai nạn. Thấy vậy Tần Phong liền mang theo Tử Diên tránh xa một chút, Tử Diên lo lắng nói không giúp Lâm công tử sao? Tần Phong tỏ vẻ không cần quan tâm hắn. Bên này người của Tây Môn gia tộc điên cuồng chào phúng Lâm Tam, Hoàn Trường không kiếm thần truyền nhân, thanh kiếm đầu tiên của trăm năm sau, ngay cả một kết giới nhỏ nhỏ cũng không phá được, xem ra cũng chỉ là hạng người vô năng. Nói xong người này liền vung đao chém tới kết giới, ngoài miệng còn kiêu ngạo nói nhìn xem thực lực của Tây Môn gia tộc ta đi. Nhưng điều đáng xấu hổ là các cuộc tấn công của anh ta dường như không có tác dụng, đồng bạn bên cạnh thấy thế cũng gia nhập vào, trong nháy mắt bảy đạo công kích hung hăng hướng kết giới đánh tới, chỉ là trong chốc lát bọn họ liền tiếp bước, kết giới đang hấp thu tu vi của bọn họ, lúc này cho dù muốn lui cũng không lui được, một lát sau theo kết giới một tiếng nổ vang, mọi người bị hất bay ra ngoài, bên kia Tần Phong chạy đến xa xa, hai người khác nhau không ngừng, vụ nổ thật đáng sợ, Tần Phong quả nhiên đoán không sai, hắn biết Lâm Tam này nhất định không có hảo tâm, lúc này di tích nơi này sắp bắt đầu sụp đổ, người của gia tộc Tây Môn đã bị thương rồi lâm tam thì còn đang bình tĩnh phá bỏ kết giới chỉ là trong nháy mắt liền phá vỡ lời bài hát zaz s his pleasure tần phong lão lục ý thức được là cơ hội tốt hắn quyết đoán sử dụng thần thâu kỹ năng ngay lập tức cướp được báu vật điều này cũng làm cho hắn đạt được nhân vật phản diện khen thưởng hoàng kim bảo dương một cái thêm một cơ hội rút thăm trúng thưởng và phần thưởng cực cao cho một triệu điểm phản diện tần phong lão lục này đúng là chim sẻ vàng ở phía sau lợi nhuận tê dại không nghĩ tới tần phong lão lục không ai bì nổi cũng có lúc sợ hãi trước mặt người khác Lúc này sau khi nhìn thấy chiếc hộp trên tay Lâm Tam, Tây Môn gia tộc mới ý thức được bị đùa giỡn, lúc này phải xử lý Lâm Tam, Lâm Tam tự nhiên sẽ không dây dưa với bọn họ, trực tiếp lấy ra không gian truyền tống phù, sau khi sử dụng một pháp trận nhỏ xuất hiện ở dưới chân hắn, cứ như vậy Lâm Tam cười híp mắt, rời khỏi trước mắt gia tộc Tây Môn, nhân khí cầm đầu cấp bách bại hoại, hắn biết truyền tống phù không xa lắm, lập tức gọi tộc nhân cùng nhau đuổi theo, Tần Phong và Tử Diên trốn trong bóng tối, hãy nhìn rõ cảnh này khi họ đi ngang qua nhà simon cảnh sát liếc tần phong một cái tần phong thuận thế giả bộ bị dọa nhào vào lòng tử diên tây môn gia tộc thấy thế a à thức một tiếng đồ hèn nhát tử diên cũng khó hiểu hỏi sao anh nhát gan thế tần phong không giải thích sau khi người của gia tộc simon rời đi tần phong nói chúng ta cũng mau trốn đi sau đó tần phong dùng công chúa ôm tử diên cộng thêm tần tiểu bạch mới tới ba người cứ như vậy rời khỏi khu vực này tần phong lúc này ý thức được thực lực còn phải tăng cường nếu không thì lúc nào cũng sợ hãi nghĩ về điều này tần phong liền mở chiếc dương vàng trước đó ra sau khi mở ra đạt được một đạo kiếm ý trong nháy mắt trên người tần phong tuôn ra một cỗ kiếm ý chấn động trí cường khiến tử diên bên cạnh kinh hãi nàng vội vàng hỏi tần phong chúng ta có phải gặp nguy hiểm hay không ta vừa mới nhận ra một luồng kiếm ý mãnh liệt vừa dứt lời nguy hiểm ập tới tần phong vừa vặn dùng tới kiếm ý vừa mới có được chỉ là một ánh mắt liền đem cự thạch bay tới vỡ nát làn sóng tần phong này thật sự kiếm được bay văn là cướp đi cơ duyên của lâm tam lại là kiếm ý chí cường và hàng triệu nhân vật phản diện, Tần Phong lão lục thực lực lại trở nên mạnh mẽ, dựa vào hố Lâm Ba đạt được hệ thống khen thưởng, anh ấy đã thành công trong việc đi xa hơn trong Kendo. Lúc này Lâm Tam vẻ mặt hưng phấn nhìn hộp ngọc, chỉ là khi anh ta mở nó ra, nó trống rỗng, Lâm Tam thật sự sợ ngây người, đây là điều hắn không ngờ tới, hắn không cam lòng lật ngược cái hộp, tôi tự hỏi liệu có cơ quan nào tồn tại không, bên này Tần Phong có kiếm ý chí cường, cũng được Tử Diên biết, Cô ấy bị sốc, đây chính là kiếm ý chí cường. Tần Phong không sao cả nói, đây không phải là có tay sao? Lúc này Tử Diên mới giải thích, nguyên lai Lâm Tam sở dĩ được xưng là trăm năm sau đệ nhất kiếm, chính là bởi vì hắn tại 12 tuổi lúc lĩnh ngộ kiếm ý, phá vỡ kỷ lục hoang cổ. Tần Phong nghe vậy nhìn về phía cô, bạn có chắc chắn rằng nó sẽ phá vỡ kỷ lục, thế thì không hay chút nào. Tử Diên bị thái độ này của hắn làm cho hết chỗ nói rồi, không hổ là tâm tính kiêu ngạo. Đúng lúc này Tần Phong sử dụng trăm vạn nhân vật phản diện điểm, lại đổi thẻ đại viên mãn 100% tuy nhiên không thể nhìn thấy sự tồn tại của hệ thống không hiểu vì sao tần phong lại chỉ trỏ Tần Phong đổi tấm thẻ này, đó là muốn đem Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đưa tới cảnh giới đại viên mãn, sau đó còn có một cơ hội rút thăm trúng thưởng, hắn cũng quyết định hiện tại dùng. Khi con trò dừng lại, chỉ về phần thưởng vô địch kiếm tâm, đây là hình dạng cuối cùng mà người luyện kiếm theo đuổi. Trong lòng không nữ nhân rút kiếm tự nhiên thần, đối với kiếm pháp bản thân có gấp 10 lần thương tổn tăng thêm. Ngay sau khi Tần Phong đạt được phần thưởng vô địch kiếm tâm này, Tử Diên cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện tên đệ đệ thối tha này trở nên mạnh mẽ hơn nữa hình như còn đẹp trai hơn một chút, không hiểu nàng liền hỏi Tần Phong đang luyện cái gì, Tần Phong nghiêm trang nói, tập luyện giúp đàn ông bền bỉ hơn, trái tim đàn ông cứng rắn và mạnh mẽ hơn, làm xong Tần Phong nằm xuống ca tức, không ngờ hắn lại có duyên với kiếm như vậy, mỗi lần đều có thể khai ra kiếm pháp thương tổn bút, đúng lúc đó tập hồ sơ hắn trộm được rơi ra, tử duyên thấy thế nghi hoặc lên tiếng, đây là cái gì, quả nhiên tình yêu đích thực của Tần Phong lão lục là lâm tam, khoảnh khắc gặp lại. Tần Phong đúng là dùng tử quỷ để gọi đối phương, lúc này sau khi nhìn thấy thẻ tre rơi ra, Tử Diên phát hiện đây là thẻ trúc của thánh nhân, thẻ trúc của thánh nhân là do thánh nhân thời thượng cổ truyền lại, tổng cộng có 3 quyển thiên địa nhân, người hữu duyên có thể ở trên thẻ trúc ngộ ra vô thượng đại đạo, người vô duyên thì một chữ cũng không nhìn thấy. Tần Phong nghe vậy nhớ tới lúc ở Tần gia, cũng từng nghe qua thái gia nói qua, thánh nhân mỗi khi nó sẽ gây ra một trận mưa máu, dù sao phàm là người có thể ngộ ra thứ gì đó trong thẻ tre, không ai không phải là những người mạnh mẽ trong lịch sử, thấy thế Tần Phong cầm về, anh ấy sẵn sàng thử, chỉ là sau khi mở nó ra anh ta đã bắt được nó, hắn được gia trì bởi hào quang trí tuệ, không thấy gì cả. Tần Phong thập phần khó hiểu, Tử Diên giải thích rằng thẻ chúc của thánh nhân không nhất định phải xem ngộ tính, còn cần duyên phận, giống như Phật gia nói có duyên với Phật vậy, nếu không có duyên với ta, Tần Phong quyết đoán ném đi, những thứ không thể dùng cho tôi đều là rác rưởi. Lúc này thùng cơm xuất hiện, nó rất thích cái thẻ che này, thấy thằng nhóc lấy thẻ che thánh làm chiếu. Tần Phong đều cảm thấy nó rất sáng tạo, lúc này Tử Diên mới phát hiện, Tần Phong làm sao có được bảo bối này, không đợi Tần Phong lừa gạt, một bên bọn họ liền truyền đến tiếng ồn ào, trong lời nói có mang tên Lâm Tam, Tần Phong hai mắt sáng ngời, nhanh chóng chạy tới, hắn muốn chết Lâm Tam, thật đúng lúc, sau khi đến bên Lâm Tam, chỉ thấy hắn cùng Tây Môn gia tộc tranh chấp, thì ra là người của Tây Môn gia tộc nhận định Lâm Tam độc chiếm bảo vật, mà Lâm Tam vẫn giải thích trong hộp trống không, hắn không có bảo vật, Tần Phong thấy thế triệu ra thần kiếm lăng qua, bảo Lâm Tam đừng nói nhảm nữa. Hãy cho những người này một chút màu sắc, dâm tặc xem kiếm." Lời này vừa nói ra, Lâm Tam ngây ngẩn cả người, anh ta trông giống như một người phụ nữ tốt đang bị đùa giỡn, Tây Môn gia tộc cũng hết chỗ nói rồi, đồ ngu này ở đâu ra vậy? Tần Phong không nói hai lời cầm kiếm đánh úp lại, nhưng lại bị người của Tây Môn gia tộc dễ dàng ngăn trở, thấy vậy hắn trầm biếm nói, "Ngươi là một siêu phàm cảnh sao dám khiêu chiến Linh Vũ cảnh ta, đúng là cuồng vọng đến cực điểm." Tần Phong nghe vậy bĩu môi, "Mấy gã này không thể nói chuyện mới được sao? Đến rồi đi đều là mấy câu này, không có gì mới." Tần Phong có kiếm tâm vô địch thật đáng sợ ngay cả đối thủ cao hơn một bậc cũng bị hắn dọa chạy mất lúc này tần phong bọn họ đang cùng tây môn gia tộc đối mặt tần phong không hề sợ hãi thay vào đó tôi muốn thử vừa vặn lấy ra thử kiếm ý của hắn nhìn tần phong bộc phát ra kiếm ý ba động người của tây môn gia tộc sợ ngây người một đứa trẻ mấy tuổi lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý không thể tin được so với lâm tam năm đó lĩnh ngộ thời gian còn sớm hơn đương sự lâm tam thấy thế cũng thầm nghĩ không ngờ mấy ngày không gặp gã này lại trở nên mạnh mẽ tử riêng trong lòng nghĩ chính là xú đệ đệ liền thích khoe khoang nhưng siêu phàm cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý như vậy người của tây môn gia tộc sắc mặt ngưng trọng hẳn lên nhưng mà càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau hắn nhận ra tần phong còn có kiếm tâm vô địch trong nháy mắt hắn liền chứng minh được đây thật sự là một đứa trẻ sao lúc này đệ đệ bên cạnh đánh thức hắn chỉ là kiếm ý thôi ca ca huynh là người của gia tộc tây môn vậy mà lại sợ thành như vậy dứt lời hắn đi thẳng về phía tần phong cũng nói ngươi chính là tần ra phản đồ đào đệ đệ trí tôn cốt sao tần phong cười nói không sai chính là tại hạ anh muốn đánh tôi một trận không thiếu niên áo tím âm ngoan cười chính là ý này anh trai hắn muốn ngăn thằng em ngu ngốc này tần phong có kiếm tâm vô địch lúc này tần phong thập phần giả bộ nói vì lợi ích của thằng nhóc ta cho ngươi 10 chiêu, thiếu niên áo tím bị tức giận, nhưng không đợi hắn ra chiêu, anh nó bế nó lên và bảo mọi người bỏ đi, nhưng những người còn lại của gia tộc Simon không chạy trốn, cười vì hành vi của cả hai. Tần Phong thấy thế cũng chỉ có thể lấy những người còn lại khai đao, người của Tây Môn gia tộc thấy thế trực tiếp đánh úp lại, Tần Phong trực tiếp phát động trí cường kiếm ý, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn giết hết bọn chúng, có hàng ngàn điểm phản diện. Đây chính là chiêu ăn bám của Tần Phong lão lục sao, không biết xấu hổ lừa gạt cô bé, lúc này Lâm Tam hổn hển muốn rời đi, Tần Phong còn đang thêm mắm dặm mối hỏi, Lâm Huynh, Huynh đi đâu vậy, đừng giận. Ngươi chính là trăm năm đệ nhất kiếm, ta tin ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm tâm vô địch, anh thấy đấy, khi tôi chạy trốn tôi đã đánh rắm, sau đó liền lĩnh ngộ, Tần Phong bộ dáng đê tiện nói. Giờ khắc này hắn một lần nữa thu được 100 ngàn nhân vật phản diện điểm thường, Lâm Tam là bị tức giận đến ngay cả nói cũng không muốn nói, trực tiếp biến mất trước mắt hai người. Tần Phong thấy thế còn phải, đây là máy rút tiền mà anh ta đang đi, chỉ trong vài câu đã có 400.000 điểm phản diện, sao có thể để cho hắn chạy, sau đó đuổi theo, đừng đến đây lâm tam một bên chạy một lần giống giận lúc này trên trời bay tới một đám người bất thiện chính là trường nhật hầu thường côn do hoàng đế phái tới phụng mệnh đến lấy tần phong thủ cấp nói xong một cỗ uy áp cường hãn rơi vào trên người bọn tần phong tần phong vẫn khinh thường nói gã này là ai thật phô trương Lâm Tam ngưng trọng giải thích, người này là thị vệ bên người hoàng đế đại hạ, người đứng đầu hoàng thành ti, thực lực phi thường cường hãn, tu vi của hắn ở trên ta và ngươi, lại có hàng ngàn thiết giáp tinh kỵ, nếu khai chiến chắc chắn phải chết, tần phong, ngươi có cách nào phá giải không, 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 xe đạp biến thành xe máy. Lâm Tam còn tưởng rằng tên này có đại chiêu gì chứ, sau đó một giây sau Tần Phong làm bộ như trẻ con, hỏi chú tìm ai, thường côn cũng bị chỉnh có chút mơ hồ nhưng vẫn nói là đến lấy thủ cấp của ngươi tần phong vẫn nói giọng trẻ con như trước chú vậy chú giết cháu đi có thể không giết lâm tam ca ca và tử diên tỷ tỷ không hai người nghe vậy rất chấn động, thì ra Tần Phong trượng nghĩa như vậy sao? Tần Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Tử Diên, chị yên tâm đi, em sẽ bảo vệ chị, miễn là tôi chết các bạn sẽ được an toàn, vẻ mặt không thể tin của Tử Diên, anh sẽ chết vì em chứ? Tần Phong thâm tình nói ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, sau đó hắn tựa hồ thật không sợ chết, để thường côn ra tay đi, và tự nhận mình chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, sẽ dễ giết lắm đấy, thường côn thấy thế cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp chém tới Tần Phong, thời khắc mấu chốt tử diên bị cảm động nàng không muốn tần phong chết liền vận dụng phù bảo mệnh một khắc sau sấm sét cuồn cuộn cảnh tượng vô cùng hoành tráng đập vào mắt mọi người tần phong mừng thầm hắn đánh cực đúng rồi sau này cơm mềm có tin tức rồi chỉ thấy một nữ tử khống chế cự đại rùa già xuất hiện nhìn gần hơn là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời tần phong lão lục lại khởi lâm tam lông cừu sóng này càng trực tiếp làm cho lâm tam hoài nghi nhân sinh lúc này lâm tam nhìn hai người đang đùa giỡn trong lòng vẫn không thể tin được một đứa trẻ 8 tuổi đã vượt qua anh ta còn tự nghĩ ra bạt thiên trảm kiếm thuật và lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm tâm tần phong lúc này cũng nhận được hệ thống khen thưởng bởi vì đà kích lòng tự tin của lâm tam để cho hắn đạt được 100.000 nhân vật phản diện điểm tần phong đang vui đùa sửng sốt vậy là 100.000 đô Lâm Tam không hổ là tình yêu đích thực của hắn, sau đó Tần Phong xoa một bộ đê tiện nhìn về phía Lâm Tam, Lâm Huynh kiếm pháp của Huynh thật lợi hại, có thể dạy ta chiêu thức cơ bản của kiếm pháp không? Lâm Tam thật sự tức giận, người ngay cả vô địch kiếm tâm cũng lĩnh ngộ ra rồi, lại còn làm nhục ta, cố ý tư minh, Tần Phong thấy thế thuận thế nhào và lòng tử diên, tỷ tỷ Lâm Tam hung ta, người ta quả thật không biết kiếm chiêu cơ bản sao, tôi chỉ biết rút kiếm và gói ghém. Lâm Tam thật là tê dại, trên đời này lại có người vô liêm sỉ như vậy, lấy chảm thiên bạt kiếm thuật cùng cơ sở kiếm chiêu đánh đồng, Lần này lại cho Tần Phong chỉnh đến 10 vạn nhân vật phản diện điểm, hơn nữa Tử Diên cũng đứng về phía Tần Phong, chỉ trích Lâm Tam hung giữ cái gì, nó chỉ là một đứa trẻ, Lâm Tam hoàn toàn bị đánh bại, những lời này tựa như lợi kiếm đâm vào ngực hắn, lần nữa bị Tần Phong lão lục đạt được 10 vạn nhân vật phản diện điểm thường Tần Phong thấy thế cười xấu xa, anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền, cùng lúc đó ở bên Tần gia, Thái gia cùng Tần Phong lão cha vẻ mặt trạch dị, Tần Phong lại có thể miểu sát lão đại uy hộ bang, phải biết rằng tên kia chính là Linh Vũ cảnh tam trọng, Tần Phong thiên phú hơn nữa cũng không có khả năng giết người cấp một lớn như vậy. Tần tiên suy đoán nhi tử là vận dụng lực lượng trí tôn cốt, hắn lo lắng nói với lão tổ, nếu gió say đắm, sức mạnh không thuộc về hắn. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, lão tổ lại biểu thị hẳn là sẽ không, ông ấy dạy gió nhiều năm, sự kiêu ngạo của đứa trẻ này, sẽ không bị trí tôn cốt ảnh hưởng, tần thiên nghe vậy thở dài, hy vọng vậy, lúc này người của tôi vẫn chưa đi tần thiên nghi hoặc hỏi còn có việc gì sao thủ hạ nói đại công tử không chỉ diệt uy hộ bang ngay cả người của gia tộc tây môn cũng bị tiêu diệt lời này vừa nói ra tần thiên lại mất bình tĩnh nói lão tổ bảo hắn im lặng một chút sao lại thế này sau đó liền hỏi có tin tức gì khác không thủ hạ tiếp tục nói đại công tử còn lĩnh ngộ kiếm ý chí cường cùng kiếm tâm vô địch lão tổ vừa nghe đó gọi là khai sâm a không hổ là kỳ lân nhi của tần gia hắn cùng lúc đó trong hoàng cung bên kia cũng nhận được tin tức tần phong đoàn diệt uy hộ bang lão đại cùng lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý cũng chuyển đến chỗ hoàng đế lão nhi, nhưng hắn không nhận ra hậu quả, chỉ là cảm thấy một tiểu gia hỏa thoát ly tần gia bảo hộ, không đủ để hắn sợ hãi, sau đó ra lệnh đi xuống, giết là được, đường đường là thị vệ bên người của hoàng đế lão nhi, càng là lão đại của hoàng thành ti, nhưng ngay cả một kích của nữ tử trước mắt cũng không tiếp được, đến tột cùng là hắn quá yếu lúc này tần gia cũng nhận được tin tức hoàng đế lão nhi phái thường côn đi giết tần phong sau khi biết tin tần tiên và lão tổ đều quá sợ hãi hai người vội vàng hô lên thập tam thái bảo sau đó nhanh chóng chạy tới bên tần phong bên này một con huyền quy khổng lồ bao phủ mọi người tần phong nhìn thấy mỹ nữ trợ thủ gọi tới liền nhận ra đối phương là âm nguyệt hoàng triều top 5 cao thủ nguyệt thần như vậy xem ra tử diên chính là thần nữ của âm nguyệt thần triều tử diên gật đầu xác nhận trong nháy mắt tần phong lão lục mừng như điên anh ta kiếm được rất nhiều tiền nguyệt thần lúc này cười nói thật là náo nhiệt thường côn tức giận lên tiếng nguyệt thần đây là đại hạ của tôi không tới phiên ngươi làm càn vị tướng quân này nô ra chỉ là một cô gái yếu đuối đe dọa như vậy không thích hợp sao nguyệt thần một bộ đùa giỡn ngữ khí nói tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời thường xuyên hắn đã bị nguyệt thần một kích hung hăng đánh xuyên qua ngực trong nháy mắt ngã xuống trước mặt thủ hạ nguyệt thần vẫn cười như trước kiếp sau hãy lịch sự với một cô gái yếu đuối nói xong còn hôn gió các thủ hạ lúc này sợ ngây người thân là thủ lĩnh của hoàng thành ti ngay cả một kích của nguyệt thần cũng không tiếp được lúc này tử diên vụng trộm lôi kéo tần phong muốn lẻn đi nhưng rồi bị nguyệt thần bắt được Nguyệt thần hỏi tử diên ngươi muốn đi đâu, tần phong tê dại, chuyện nhà các người sao còn liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, sau đó Nguyệt thần đưa họ đến huyền quy, cho em hỏi có chuyện gì với Yến, tần phong lão lục lại bắt đầu công kích em gái mới, mục tiêu lần này chính là gì cả Nguyệt thần tỷ tỷ của tử diên, một mũi tên chúng hai đích, lúc này trải qua tử diên gọi mới biết được, Nguyệt thần đúng là gì cả của nàng, tần phong bị tuyệt sắc nữ tử này làm cho kinh ngạc, bây giờ bắt đầu chuyển mục tiêu còn kịp không? Nguyệt thần nghe vậy gõ gõ đầu tử Diên, ngươi còn biết ta là gì của ngươi sao, im lặng bỏ nhà đi, còn chạy về phía hoàng triều đại hạ tử diên chỉ có thể kéo tần phong ra cản đao chứng tỏ hắn 8 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm vô địch, mà Nguyệt Thần cũng từng nghe qua tên Tần Phong, đào đệ đệ trí tôn cốt bị Tần gia hạ lệnh truy sát, sự kiện này ngay cả Âm Nguyệt Hoàng triều cũng chuyển khắp, Tần Phong lão lục thấy thế thuận tiện triển khai thế công, "Chị Nguyệt Thần, chị có tin vào tình yêu xét đánh không? Nhưng thần mặt trăng thì không, tuổi còn nhỏ biết cái gì nhất kiến trung tình, tôi thấy anh có vẻ háo sắc." Tần Phong cũng không có bị vạch trần xấu hổ, ngược lại mặt dày thừa nhận mình chính là thấy sắc này ý, khi lớn lên sẽ lấy chị gái làm vợ, Tử Diên ở một bên thở hổn hển, đúng là đồ thối tha em lo cho anh quá anh lại nhớ gì tôi nguyệt thần cũng bị tần phong này lão lục cho chỉnh rất khai sâm anh không tự tin lắm nhưng anh có thể làm được tần phong biểu thị nam nhân tự tin không phải do chiều cao quyết định mà là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm không biết xấu hổ nguyệt thần nghe vậy vuốt vút mũi tần phong cô quả thực bị lời nói của tiểu lưu manh tần phong này rất vui mừng tử diên thấy thế ghen tị với hai túi lớn trống và hờn rỗi đúng lúc này đám người tần ra cũng chạy tới tần thiên không biết con trai có Nguyệt thần bảo vệ còn truyền âm cho tần phong đợi lát nữa hắn sẽ hung hăng một chút thái độ đối với tần phong thực tế là muốn cứu tần phong nghe vậy tần phong tê dại giá rẻ bố già khi nào đến không tốt nhất định phải đến khi hắn ở bên phú bà thật là mất hứng một giây sau tần phong xoa phát huy diễn xuất cấp oscar làm bộ sợ tần ra truy sát thuận thế nhào vào trong lòng nguyệt thần còn cọ cọ dưới lớn tần thiên thấy thế vẻ mặt mơ hồ chuyện gì thế này không đợi lão già rẻ tiền này nghĩ ra tình huống thái gia liền đứng ra bề ngoài làm bộ hết sức chán ghét tần phong muốn nguyệt thần giao hắn ra nhưng tử diên đi ra tranh đoạt tần phong nàng nói tần phong là của ta lời này vừa nói ra nguyệt thần cùng thái gia bọn họ đều tiếc bức tử diên lúc này mới ý thức được không cẩn thận nói ra sự thật liền giải thích tần phong là nguyệt thần cung cũng bảo tần ra từ đâu về đó nói xong còn phải tranh công với gì cả nguyệt thần bất đắc dĩ nhìn nha đầu này đây là số đào hoa của tần phong lão lục sao không chỉ thu hoạch được con gà mái tử diên của wcn còn được ngự tỷ nguyệt thần hảo cảm cuối cùng còn đến đại bản doanh nguyệt thần cung đầy dưới lớn lúc này đang nhìn thấy thái độ của tử diên nguyệt thần nghĩ thầm cô gái nhỏ này là thật coi trọng tần phong không chỉ bóp nát bùa bảo vệ cho hắn mà còn bảo vệ lẫn nhau nếu như hôm nay lưu lại tần phong nàng nhất định sẽ sinh ra tâm ma dù sao tần phong tiểu tử này tư chất tu vi đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi nghĩ tới đây nguyệt thần liền mở miệng cự tuyệt thỉnh cầu của tần gia nàng sẽ không từ bỏ tần phong lão tổ thấy thế sắc mặt trầm xuống có vẻ như chúng ta không thể thương lượng được nguyệt thần thấy thế không chút sợ hãi các người không thể giữ tôi lại nói xong liền mở ra thông đạo chuẩn bị rời đi trước khi rời đi nguyệt thần còn đang trào phúng tần thiên thấy thế nổi giận lúc này liền muốn ra tay giáo huấn nàng một chút nhưng lại bị lão tổ ngăn cản tần thiên nghi hoặc nhìn về phía lão tổ lão tổ biểu thị gió có thể vào nguyệt thần cung là chuyện tốt a à? tần thiên không cam lòng nói nhưng cô ấy khinh thường chúng ta lão tổ trực tiếp thưởng hắn một cái tát nông cạn nhỏ không đành lòng thì loạn đại mưu hiểu không và con trai ông vẫn ở đó anh làm anh ấy bị thương thì sao nhưng xung quanh toàn là thám tử hoàng cung nếu chúng ta không ra tay, chẳng phải sẽ dẫn tới nghi ngờ sao, lão tổ nghe vậy cho hắn một cái ánh mắt yên tâm, sau đó hắn tự mình trả sát ra một quả cầu lửa lớn, tần thiên tê dại, anh vừa nói là anh sợ làm tổn thương đến gió, chỉ thấy lão tổ đem hỏa cầu đẩy về phía người thần, nó nổ tung sau mông rùa, Trong nháy mắt ẩn ở trong đó xuân dược giải rác đầy đất, lão tổ liền nhân cơ hội đi tới trước mặt cấm vệ quân, lớn tiếng kể ra tần phong tiểu nhi, lại dùng xuân dược đê tiện như vậy, đem nồi quăng cho cháu trai mình tần phong, đám người cấm vệ quân nghe vậy không chút do so dự, quyết định vứt xác tướng quân bỏ chạy. Dù sao nếu không chạy sẽ phải chờ yêu thú bạo động, cứ như vậy bị lão tổ lừa gạt. Đại bản doanh Nguyệt Thần Cung của Âm Nguyệt Hoàng Triều, thần mặt trăng, họ đã trở lại đây. Nhìn xung quanh đầy những trái dứa lớn, Tần Phong không khỏi đỏ mặt. Phi lễ chớ nhìn, nhưng chỉ trong chốc lát, Tần Phong đã bị hình ảnh tuyệt vời này hấp dẫn. Như vậy để thử thách cán bộ cũ sao? Hắn thật sự chịu không nổi, không ngờ chỉ trong nháy mắt, Tần Phong lão lục đã trưởng thành, cùng với Tử Diên cô nương cũng lớn hơn không ít. Lúc này Nguyệt Thần mời Tần Phong, làm thế nào để tham gia Luna Palace? Tần Phong không khách khí lau nước miếng sau đó đùa giỡn nói, phải theo luật giang hồ. Em đã cứu anh, anh nên cưới em, Nguyệt Thần dở khóc dở cười, Tần Phong tiểu tử này thật là thú vị. Sau đó liền đem Tần Phong chính thức nhậm chức là thần tử, Tần Phong thấy thế khẩn cấp hỏi. Có thể cùng các nàng tu luyện cùng nhau ăn ở sao? Thần Mặt Trăng cho biết thần nữ thần đều là do nàng tự mình phụ trách, lời này vừa nói ra Tần Phong mừng như điên, vậy ta có thể cùng Nguyệt Thần tỉ tỉ tu luyện. Tần Phong tiếp tục giả bộ ngây thơ, cho dù không tu luyện chúng ta cùng ăn ở cũng được, nhìn Tần Phong sắc mặt phê bình như vậy, Tử Diên quả thực tê dại, thật đúng là nhớ gì cả của cô, sau đó không nói hai lời kéo tóc Tần Phong rời đi, sau này Tần Phong sẽ ở cùng cô, mặc dù không thể cùng Nguyệt Thần tỷ tỷ, nhưng với Tử Diên cũng được, dù sao loli dưỡng thành cũng là hiếm có hưởng thụ, thời gian vội vã 7 năm đã trôi qua, lúc này Tần Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều, cơ bụng 8 múi. Càng dẫn tới Đông Đảo Nguyệt Thần cung nữ đệ tử nhìn lén, Tần Cơm thùng lúc này còn đang bán xem lén danh ngạch, khiến các nữ đệ tử tranh cãi cuối cùng thùng cơm còn lấy ra trà đắng thời kỳ trưởng thành của tần phong cái này cũng được trực tiếp bị các nữ đệ tử bỏ ra giá lớn mua được đúng lúc này một cỗ dao động đem bọn họ tung bay thùng cơm lại càng bị hất xuống hồ định tình nhìn lại tần phong đang hai ngón tay kẹp trường kiếm người cầm kiếm chính là tử diên đồng dạng thành thục không ít có thể thấy một nơi nào đó lớn hơn nhiều tần phong lão lục lại không phải con người lại ngang nhiên hưởng thụ tử diên dẫn bóng đụng người lúc này nguyệt thần cũng tới đây khen ngợi kiếm ý cùng kiếm tâm của tần phong lĩnh ngộ càng ngày càng sâu đó là tự nhiên nếu không làm sao cưới được nguyệt thần tỷ tỷ tôi vẫn có nhận thức đó tần phong lại bắt đầu nghịch ngợm tử diên trực tiếp cho hắn một cước đồ khốn kiếp đợi đến khi tần phong từ trong hồ đẹp trai đứng dậy một màn này lại đem nhìn lén các mỹ nữ đệ tử xem ướt rồi thậm chí còn có ý tưởng về bốn người tử diên lúc này đối với tần phong quả thực không nói gì rõ ràng mình cũng là một cô gái xinh đẹp kết quả tần phong tiểu tử này liền biết nhớ thương gì cả của nàng tần phong nghe vậy cho nàng một lần ướt thân hấp dẫn phải nói là lớn hơn nhiều tử diên đỏ bừng mắng tên lưu manh thối hai người cứ như vậy đùa giỡn ẩm ý nguyệt thần lúc này nói qua vài ngày chính là âm nguyệt hoàng triều vòng loại tử thần mười năm Tần Phong anh có hứng thú tham gia không? Tần Phong nghi hoặc nhìn về phía cô, đây là trận đấu gì vậy? Sự ngây người ngắn ngủi khiến Tử Diên trở tay không kịp, đây là một cú ném bóng, nhưng Tử Diên cũng không để ý, ngược lại hỏi gì cả Tần Phong đều là thần tử, lại đi tranh đặt thánh tử âm Nguyệt Hoàng Triều, chẳng phải là tự hạ thân phận rồi sao? Nguyệt thần nghĩ đến thánh tử mặc dù thấp hơn một bậc, nhưng có thể nhận được tư cách kế vị hoàng đế, như vậy sau này Tần Phong làm đế quân, còn Tử Diên, ngươi là Nguyệt thần, hai người phối hợp nói chuyện cũng dễ dàng hơn, Tử Oanh lại thập phần lo lắng, nàng sợ Tần Phong gặp nguy hiểm, Hãy nhìn quả bóng to lớn này, Tần Phong không thể không cảm khái, cô ta không coi anh ta là người ngoài, thấy thế Tần Phong đáp ứng, đối với hắn mà nói cũng là một lần rèn luyện mà thôi, đúng lúc nhân vật phản diện cũng sắp hết rồi, hãy nhân cơ hội này kiếm thêm tiền, nếu có thể gặp được đứa con được trời chọn, vậy thì hoàn hảo hơn, Tần Phong lão lục lại không đứng đắn, cư nhiên trước mặt mọi người cho các nữ đệ tử tới một bộ roi da hầu hạ, lúc này Tử Diên nhận thấy phía dưới Tần Phong có chút búa cứng, ngây thơ hỏi là cái gì, khi tôi định đưa tay ra bắt, Tần Phong thầm nghĩ không tốt, quyết đoán đẩy cô ra, giả vờ có rắn đây là nữ đệ tử nhìn lén, cùng với tần cơm thùng người này đều kinh hãi, điều này khiến tần phong không ngờ tới, lại có nhiều người nhìn lén hắn tắm rửa như vậy, các nữ đệ tử bị phát hiện lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ, để trừng phạt họ, mỗi người đánh 50 cái mông, người ra tay lại là tần phong không biết xấu hổ như vậy, còn danh chính ngôn thuận thay nguyệt thần tỉ tỉ dạy dỗ các nàng, trừng phạt xong các nữ đệ tử khóc chít chít nhìn về phía hắn. Tần Phong bảo các nàng nhớ kỹ lần sau đừng nhìn lén, sau đó liền đuổi mấy cô gái đi, đối với Tần Phong trừng phạt này, mặt trăng có nghĩa là quá nhẹ, không nên nuông chiều họ như vậy, Tần Phong tỏ vẻ vô hại, chỉ là sở thích của anh ấy thôi, đương nhiên đối mặt với tiểu tỷ tỷ Tần Phong nhất định là lưu thủ, về phần Tần cơm thùng tên này, chúng ta sẽ được thả lòng. Tần Phong không có hảo ý nhìn chằm chằm thùng cơm Tần, thùng cơm vội vàng cầu cứu Tử Diên, nhưng lại bị phớt lờ, Tần Phong nắm lấy thùng cơm liền muốn rời đi, Nguyệt Thần dặn dò qua một ít thời gian, đại hạ, Hoàng Triều cũng sẽ phái người đến xem thi đấu, Hoàng đế Lão Nhi vẫn luôn coi ngươi là cái đinh trong mắt, cẩn thận đấy, Tần Phong nói sẽ, lúc này thùng cơm cảm thấy cuộc đời mình sắp kết thúc, Tào Tháo, tào tháo tào tháo có đệ tử đến báo cáo một người ngoài cung môn sinh của thiên tử triều mộc hạ muốn đánh một trận với tần phong tần phong nghe vậy ánh mắt lộ ra ánh mắt bất thiện mà tần cơm thùng bỗng nhiên cảm thấy được cứu rồi tần phong không có thời gian dạy dỗ nó tần phong lão lục lại dở trò xấu đối mặt với thiên tử môn sinh đến khiêu chiến hắn chọn để các nữ đệ tử đánh nhau lúc này bên ngoài nguyệt thần cung một nam tử đang chửi ầm lên với tần phong hắn chính là môn sinh chu đầu đến khiêu chiến mà tần phong hiển nhiên ở đại hạ đã bị tuyên truyền là phản đồ điều này cũng làm cho môn sinh của vị hoàng đế lão nhi này tức giận như thế nhưng tần phong vẫn chưa ra chu đầu đã bị các đệ tử nguyệt thần cung chặn lại thấy thế chu đầu chào phúng tần phong chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân phế vật lúc này tần phong cùng tử diên đi tới tử diên nghe được đối phương nhục nhã liền thay tần phong tức giận không thôi chỉ muốn dạy dỗ hắn một phen nhưng lại bị tần phong ngăn cản anh nói xem có khả năng nào đối phương chỉ là quân cờ không, Tử Diên suy nghĩ một chút là nói có người sắp xếp cho ngươi sao? Tần Phong nói không phải không có khả năng này, nhưng không phải là tôi, mà là cho Đại Hạ Thế gia và Âm Nguyệt Hoàng triều. Trong 7 năm này, Hoàng triều Đại Hạ làm môn sinh của thiên tử, tất cả những người được chọn đều được hoàng đế dạy dỗ nhìn như quảng nạp hiền tài kỳ thực là hướng thế gia mà đi muốn làm suy yếu thế lực gia đình nếu không sẽ không ra sức giúp đỡ hàn môn thiên kiêu mà lần này đại hạ đi sứ âm nguyệt hoàng triều cơ bản đều là thế gia thiên kiêu nếu những thiên kiêu này ở âm nguyệt hoàng triều xảy ra chuyện thế gia nhất định sẽ khai chiến với âm nguyệt hoàng triều đến lúc đó hoàng tộc đại hạ chính là ngư ông đắc lợi nghĩ đến đây tần quyết định thử xem là biết rồi tự mình xuống sân đối đầu với chu đầu sau khi nhìn thấy tần phong chu đầu liền gọi dao phay ra ném về phía tần phong lời bài hát The Moment That Coming To Hit, Tần Phong nghiêng người dịch chuyển liền tránh thoát lần công kích này, sau khi nhìn thấy hơi thở của nhau, Tần Phong vẻ mặt khinh thường, tưởng là cao thủ gì chứ, kết quả chính là cái linh vũ cảnh tứ trọng rác rưởi, chu đầu thẹn quá hóa giận, lão tử là môn sinh của thiên tử, sao anh lại nói như vậy với tôi, Tần Phong bình tĩnh nói ta siêu phàm cửu trọng, sau khi nghe được so với cảnh giới của mình còn thấp hơn một đại giai, chu đầu càng thêm tức giận, cảnh giới em m đều thấp hơn tôi, còn không biết xấu hổ ghét bỏ linh vũ cảnh ta. lúc này tần phong đột nhiên mở miệng hỏi, anh muốn đánh một mình hay đánh theo nhóm? chu đầu lựa chọn một mình như đinh đóng cột, tần phong vỗ ngón tay, được rồi, tôi biết rồi. sau đó quay đầu nói với các nữ đệ tử, người này chọn một mình chống lại tất cả chúng ta, chúng ta cùng lên nào. chu đầu bị ép rồi, không nên chơi như vậy, nhưng các nữ đệ tử thì không chờ đợi chu đầu chính là một trận hành hung lúc này chu đầu đang bị các nữ đệ tử đè ở dưới thân vẻ mặt hắn không phục đã nói là sâu lâu mà tần phong lạnh lùng nói ngươi có phục hay không thì liên quan gì đến ta chúng ta nên tính toán đi đầu tiên tòa nhà bị hư hại và chi phí tổn thất tinh thần cho các chị em của tôi tổng cộng một triệu cực phẩm linh thạch anh chỉ cần bồi thường số tiền này là có thể rời đi chu đầu khí hỏng rồi em mơ có một triệu viên đá quý chỗ hư hại này cộng lại chống đỡ chết một khối linh thạch, tần phong biểu thị ngươi đoán đúng rồi, ta chính là muốn ngươi bồi thường cho ta 999.999 ,999 khối cực phẩm linh thạch, chu đầu hiển nhiên không thể chấp nhận điều này, anh không có tiền cũng không sao, lấy thịt trả tiền đi, sau đó tần phong đến chợ khua chiêng gõ trống đem chu đầu lột sạch thịt nhốt ở trên xe ngựa, và tuyên bố không cần 998 cũng không cần 888, chỉ cần 98 là có thể làm được điều này. Mùa hè người đàn ông mạnh mẽ mang về nhà, chu đầu tê dại, đe dọa Tần Phong, bệ hạ và chu gia nhất định sẽ không tha cho hắn. Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía hắn, anh nên lo cho bản thân đi. Sau đó Tần Phong tiếp tục hét to, để cho mọi người đến xem một chút, đám đông xung quanh thấy đó là sự bảo đảm của chúa, giá chỉ 98 viên đá. Tất cả mọi người đều động tâm, dù sao đây cũng là môn sinh của thiên tử mà, quả nhiên một lát sau liền có người đứng ra muốn mua chu đầu cho con gái mình sau khi nhìn thấy hình dáng và thân hình to lớn của con gái mình tần phong cũng không khỏi cảm thấy có chút quá đáng tất nhiên chỉ cần thêm tiền là được cứ như vậy chu đầu bị bán đi tần phong bảo hắn im lặng một chút đúng là một cô gái hơi béo có được cô ấy là may mắn của bạn chu đầu thở hổn hển hắn thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng mà tần phong không nói hai lời cho hắn ăn một viên đan dược chu đầu nhận thấy có gì đó không ổn anh đã cho tôi ăn gì cao cấp bị dược heo mẹ cũng điên cuồng rốt cục xuất hiện sao tần phong lão lục vì muốn chu đầu ngoan ngoãn nghe lời, hắn điên cuồng ném con heo cho hắn ăn, quả nhiên không hổ là mị dược điên cuồng, sau khi ăn xong làm cho chu đầu hoàn toàn thay đổi bộ dáng, lúc này Tần Phong cười híp mắt giải thích, đầu uy chu đầu đan dược là đỉnh cấp mị dược, lợn cũng điên, lời này vừa nói ra quần chúng xung quanh đều chua chát phát run cái tên này nghe có vẻ điên rồ. Tần Phong giải thích ta thường xuyên du tẩu giang hồ, mang theo chút đan dược phòng thân cũng bình thường đi, chỉ là những lời này quần chúng sao có thể tin được chứ? Tần Phong lúc này để cho nữ nhi của chủ mua vuốt ve chu đầu một chút, nữ tử nghe vậy ngượng ngùng sờ sờ cơ bụng, ngay từ giây phút chạm vào, chu đầu liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trong mắt cô gái tràn đầy tình yêu, ngoài miệng càng là lời tâm tình thốt ra, nữ tử xấu hổ đỏ mặt bảo hắn đừng nóng vội, hãy lên giường và nói chuyện, cứ như vậy hai người hướng về giường tình yêu mà đi, người mua thì gọi là Khải Sâm, vội cảm ơn gió, chỉ là vừa nghĩ tới chu đầu tiếp theo tra tấn, Tần Phong không rét mà run, lúc này hệ thống đã lâu cũng xuất hiện, bởi vì Tần Phong vũ nhục người khác nhân cách thưởng cho một ngàn nhân vật phản diện điểm, điều này làm cho Tần Phong không nghĩ tới, thì ra như vậy cũng có thể đạt được điểm phản diện, một chiếc xe ngựa lao tới, hộ vệ bên cạnh hô đại hạ hoàng triều Nam Phong công chúa Giá Lâm, người không liên quan nhanh chóng né tránh, Tần Phong vừa lên ngựa nghe được, tôi đã đoán ra kẻ đứng sau vụ này, đây là công chúa Gió Nam, lại nói tiếp nàng chính là tiểu công chúa mà hoàng đế đại hạ yêu thương nhất, cũng là đại biểu sứ đoàn âm nguyệt hoàng triều đại hạ lần này, lúc này xe ngựa đi tới trước mặt tần phong bên trong nam phong công chúa xuất khẩu chất vấn tần phong sao dám nhục nhã môn sinh đại hạ như thế phải làm gì tần phong khinh thường cười hạ công chúa ngươi thật là quan uy ở trên địa bàn Âm Nguyệt dám chất vấn Nguyệt Thần cung thần tử, anh nghĩ đại hạ đã chiếm được Âm Nguyệt rồi sao? Nghe vậy trong xe truyền ra tiếng quát giận dữ, Nam Phong công chúa muốn hộ vệ chém Tần Phong, nhìn thấy một màn này Tần Phong càng không nói gì, ở địa bàn của người khác muốn giết người của người khác, đúng là một lũ lợn đồng đội, đã như vậy thì để ta cùng các ngươi vui vẻ một chút, Tần Phong dẫn đầu ném ra mấy đạo ám khí ngân châm, lại bị hộ vệ một đao ngăn cản, còn châm biếm Tần Phong chỉ có chút bản lĩnh này, nhưng ngay sau đó là một cây kim bạc chính xác đâm vào tay hộ vệ tần phong thấy thế nói ngươi thua hộ vệ nghi hoặc khó hiểu ý anh là sao sau đó tay hắn đau nhức hộ vệ lúc này mới ý thức được tần phong hạ độc lúc này tần phong giải thích mình chính là chính nhân quân tử làm sao có thể hạ độc được chỉ là thuốc mê thôi mà hộ vệ vừa thở phào nhẹ nhõm sau một khắc cực kỳ sợ hãi nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với tình huống xấu hổ đó hộ vệ liền bị dọa sợ cũng không quản tần phong nữa quay đầu đi tìm nam phong công chúa cầu cứu lúc này bên trong chui ra một công tử khiêm tốn đi ra liền ôm quyền xin lỗi tần phong tần huynh thật sự xin lỗi vừa rồi là công chúa lỡ lời ở phía dưới trưởng thay công chúa bồi tội mong tần huynh nhìn mặt mũi qua lại hữu nghị giữa hai nước giải độc hộ vệ đúng lúc này hệ thống lại xuất hiện nam tử trước mắt lại là một vị thiên tuyển cấp sử thi tần phong thấy thế hai mắt tỏa sáng bảy năm bảy năm anh biết em đã sống thế nào không con trai được chọn của ta cuối cùng con cũng tới nghĩ đến đây tần phong liền có tâm tư xấu anh ấy đã nghĩ ra cách để tiếp đãi nhau sau đó tần phong cũng ôm quyền đáp lễ cái này giúp hộ vệ giải độc nói xong mượn lưng ngựa nhảy xuống nhanh chóng đi tới phía sau hộ vệ một cước liền bưng về phía bi của hắn từ vẻ mặt của nó có thể thấy cơ bản là hết cứu rồi thấy cảnh này các đồng bọn không khỏi kẹp chặt chân lần này cũng làm cho tần phong đạt được một ngàn nhân vật phản diện điểm lúc này nam phong công chúa nghe được động tĩnh liền đi ra chỉ trích tần phong thật sự là khinh người quá đáng tần phong châm biếm nói tôi chưa nói gì về anh đường đường là đại hạ công chúa còn tưởng rằng là cái gì trinh tiết liệt nữ không nghĩ tới lén lút giấu nam nhân trong xe ngựa nam phong nghe vậy thở hổn hển sẽ cho Tần Phong một cái tát, nhưng lại bị Tần Phong dễ dàng ngăn cản, nhưng mà lần này trêu chọc được Phương trưởng, tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tần Phong, hắn không cho phép bất cứ ai động vào công chúa, Tần Phong không để ý đến uy hiếp của hắn, chỉ là trong lòng vừa động, lời bài hát so big respond, chẳng lẽ thật sự bị hắn nói là gian phu dâm phụ hay sao? Nếu là như vậy thì Tần Phong càng hài lòng, từ trên người đối phương nhân vật phản diện điểm chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tần Phong lão lục lại muốn Tân Thiên tuyển chi từ lông cừu, bắt đầu liền đem Phương trưởng trong lòng nữ thần yếm cho trộm tới, hiển thị sỉ nhục trước mặt mọi người. Lúc này Tần Phong nhìn về phía Nam Phong công chúa, ngươi dám đánh với ta sao? Nam Phong bị chọc giận tự nhiên tiếp nhận, Tần Phong có điều kiện, đó là một trọi một, đừng bao giờ để ai giúp. Gió Nam nhìn chiều dài, ra hiệu hắn không cần can thiệp, hôm nay nàng muốn hảo hảo giáo huấn Tần Phong tiểu nhi một chút, tên khốn này phụ thuộc vào phụ nữ và dùng thuốc mê, nàng căn bản không tin có thể có mấy phần bản lĩnh thật sự, sau đó cả hai sẵn sàng, Nam Phong ra tay trước, cầm trong tay một thanh chỉ thủ hướng Tần Phong đánh úp lại, Tần Phong rất bất ngờ, tốc độ của cô gái này rất nhanh, ngay khi hắn đang cân nhắc có nên dùng trọng đồng hay không, đầu đã cắm vào cánh tay hắn. Tần Phong suy nghĩ một chút vẫn là không cần, nó quan trọng hơn việc giành chiến thắng, cứ như vậy Nam Phong nhanh chóng rời đi, còn Dương Dương đắc ý chào phúng Tần Phong, đây chính là thái cổ đệ nhất thiên kiêu sao? Tuy nhiên, Tần Phong cũng không có để ý nàng chào phúng, chỉ cần lau vết thương một cách duyên dáng, và cái yếm này là của công chúa gió nam hắn mượn kỹ năng của thần thâu nam phong thấy thế sửng sốt lúc này mới nhận ra bên trong quả thật trống rỗng nó bị lấy lúc nào thì không biết cô cư nhiên không có một chút cảm giác tần phong bên này trực tiếp hét lên trước mặt mọi người có ai muốn xem dưới làn gió nam mặc gì không mọi người mặc dù cảm thấy rất vô sỉ nhưng vẫn rất thành thật đồng ý tần phong tiếp tục cảnh tượng này bị trưởng lão nhìn thấy bị chọc giận ngay tại chỗ mà quần chúng ăn dưa hết sức ủng hộ tần phong thần tử phụ họa nói ở âm nguyệt hoàng triều vốn chiêu số gì cũng có thể dùng cho nên cũng không tính là vô sỉ tất nhiên họ đã bán đứng chính mình với bộ mặt đỏ bừng cứ như vậy làm bẩn nữ thần trong lòng phương trường để tần phong đạt được một vạn nhân vật phản diện điểm tần phong mặt ngoài nhìn như bình tĩnh trong lòng rất vui vẻ nhân vật phản diện của hắn phải vắt khô đứa con được chọn ngay sau đó gió nam lại ập tới lần này lại bị tần phong dễ dàng né tránh sau đó lại lên lầu ở nam phong gió nam cũng bị chỉnh đến có chút thẹn thùng lúc này tần phong lâu ở nam phong công chúa càng tiến thêm một bước trực tiếp hôn nàng lên lưỡi phương trưởng nhìn thấy một màn này mặt liền đen lại ẩn giấu một cơn giận dữ cấp độ núi lửa lần này lại để cho tần phong đạt được một vạn nhân vật phản diện điểm nhưng tần phong vẫn không dừng lại lại mở miệng công chúa nam phong ra tiếp tục hôn lưỡi đám đông ăn dưa đều mất bình tĩnh ban ngày đẹp trời hôn thì thôi thẻ lưỡi ra nhưng chúng rất đẹp lúc này phương trưởng không nhịn được nữa phải giết tần phong tiểu nhi lúc này triệu ra tượng phật văn thời gian phong vân nổi lên bốn phía, mà Tần Phong lại chiếm được tiện nghi, nhận thêm 100.000 điểm phản diện. Sau đó để gió nam sang một bên, chuẩn bị đối đầu với phương trưởng, người hắn chờ chính là đối phương, nói xong triệu ra thần kiếm của mình để bảo hiểm tần phong quyết định thăng một chút thân pháp trước hãy chọn những kẻ xấu mà bạn vừa có dùng để thăng cấp thân pháp bị ảnh tiêu dao tổng cộng tốn 100.000 điểm phản diện sau đó phương trưởng ra tay trước một đạo kiếm chiêu đánh tới tần phong dùng bị ảnh thăng cấp tiêu dao dễ dàng tránh thoát phương trưởng thấy thế dựa vào hư ảnh phật tổ phát ra công kích mạnh mẽ hơn lần này tần phong không né tránh lựa chọn thép cứng nữa một chiêu chảm thiên bạt kiếm thuật xuất ra không chỉ tấn công lẫn nhau và bắn chính xác vào bóng của đức phật đi tới trước mặt phương trưởng một chút đã chém hắn bị thương không nhẹ, lúc này nhìn thấy Phương Trường có thể sống sót trước Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, lại đây, Tần Phong cũng không khỏi vì hắn mà khen ngợi, Nam Phong công chúa lo lắng đạo trưởng ngươi không sao chứ? Thấy thế Nam Phong chỉ móc ra một lọ thuốc trị thương đan cho hắn, không còn nhiều lời chào nữa, dường như trái tim cô đã thay đổi sau khi bị cưỡng hôn, ngay lúc này Tần Phong lần nữa thu hoạch 10 vạn nhân vật phản diện điểm, hơn nữa còn phát động nhiệm vụ kế thừa ý chí thừa tướng, tham lam vợ của người khác. Tần Phong thấy thế sửng sốt, sau đó phản bác, tôi không, anh đối xử với tôi như thế nào, tôi không phải loại người đó. Chỉ là sau khi nhìn thấy Bảo Dương khen thưởng thần gấp, Tần Phong không còn nói dối nữa, hệ thống như vậy, tôi phải ra tay. Sau đó Tần Phong ở trước mặt phương trường, hỏi Nam Phong vừa rồi có phải cũng thẻ lưỡi ra không, lời này vừa nói ra toàn trường liền im lặng, Nam Phong tựa hồ bị bại lộ đại bí mật, xấu hổ đỏ mặt phản bác nói không phải anh đúng là không biết xấu hổ tần phong nhún vai cười tôi có răng hay không anh nên biết vừa mới hôn ta lâu như vậy tôi nghi ngờ anh biết tôi có bao nhiêu cái răng Lời này quả thực là đại bạo kích, khuôn mặt phương trường trong nháy mắt liền đen xuống, giống như là loại oán phụ 10 phần oán khí này, chỉ là phương trưởng lại im lặng không lên tiếng quay đầu đi tới, tần phong thấy thế trong lòng sinh nghi hoặc, chó cắn người cũng không sủa, xem ra người này còn có át chủ bài vô dụng, khi hệ thống xuất hiện, thành công khiến hai người này sinh mâu thuẫn, nhiệm vụ hoàn thành năm, tần phong vẻ mặt không nói gì, mới xong việc này. Hệ thống ngươi không biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm sao, hệ thống cho thấy rủi ro cao, lợi nhuận cao, lợi nhuận cao, khiến Tần Phong buồn bực. Thấy thủ trưởng rời đi, gió nam cũng không dừng lại rồi cũng rời đi theo nhưng nhiệm vụ của tần phong vẫn chưa hoàn thành lúc này mở miệng gọi nam phong công chúa đi rồi sao sau đó dứt khoát ném cái yếm trộm được ra công chúa đồ của cô rơi rồi nhìn thấy quần áo bên người bay tới nam phong sửng sốt sau khi phản ứng lại liền nổi giận đùng đùng tần phong ngươi thật sự là quá lưu manh tần phong cười hắc hắc Công chúa đại nhân không cần sao, vậy thì tôi sẽ lấy lại nó. Nam Phong tự nhiên sẽ không cho đăng đồ tử này, xấu hổ nhặt về, trước khi đi hãy để Tần Phong đi xem, sớm muộn gì cũng phải đẹp trai, lúc này lại hoàn thành 5% tiến độ. Tần Phong công lực này vợ người nhiệm vụ đạt tới 10. Lúc này Tần Phong đang mang theo thùng cơm đi vào trong sứ quán, thùng cơm mắt ngủ buông lỏng hỏi, tối nay làm gì ở đây? Tần Phong biểu thị tự nhiên là kiếm tiền đến, vừa nghe vậy cơn buồn ngủ của thùng cơm liền biến mất, sau đó liền bỏ lại Tần Phong không biết chạy đi đâu. Đây là nhà của công chúa gió Nam, cô ấy đang buồn bã ngay sau đó thùng cơm đã tới trước mặt cô tiểu tỷ tỷ người thiếu tình yêu sao cần đàn ông không nghe vậy nam phong liền liên tưởng đến phương trường để cho hắn vui vẻ liền mở miệng hỏi thùng cơm có phải do người đàn ông kia ra lệnh hay không thấy thế nam phong tự nhiên đem lời trong lòng nói ra cô ấy thiếu tình yêu rất cần đàn ông thùng cơm vừa nghe liền lấy bản tính ra bắt đầu tính toán trước mắt không có gì phải giấu tôi đã miễn cho ông chủ của tôi 7 năm rồi rõ ràng chỉ là một con heo lớn nhất định phải giả bộ ngây thơ lời này vừa nói ra nam phong càng thêm tin tưởng là phương trưởng phái tới hắn cũng đúng là cùng phương trưởng quen biết 7 năm, nụ hôn đầu tiên của nàng cũng sẽ không tiện nghi cho Tần Phong lưu manh. Một lát sau, thùng cơm tính ra giá cần thiết, khóc lóc kể lể ta miễn cho chủ nhân hiện tại nghèo đến không nuôi nổi thỏ, vừa vặn lang hữu tình thiếp các ngươi cố ý, những thứ khác tôi không quan tâm. Lời bài hát Middle Rabbit, ta sẽ cố gắng thu phí giới thiệu 10.000 linh thạch cực phẩm của ngươi. Nam Phong nghe vậy sửng sốt, ý anh là sao? ngươi không phải do phương trưởng phái tới sao vẻ mặt của cô hết sức nghi hoặc thấy thế thùng cơm lấy ra thuốc khoái hoạt đè đáy hòm sau khi sử dụng có thể làm cho cô ấy hạnh phúc gấp đôi gió nam mở ra và người trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân rung động mặt đỏ bừng đúng lúc này tần phong đuổi theo hỏi thùng cơm đã làm gì thùng cơm có nghĩa là chủ nhân đến đúng lúc tôi không muốn bàn chuyện mua bán nữa bây giờ đến lượt anh xuất hiện tần phong nghe vậy sửng sốt nói sao nhỉ sau đó chỉ thấy nam phong vẻ mặt xuân ý nhìn chằm chằm hắn quần áo trên người đang từ từ cởi ra có vẻ như thuốc này rất tốt Lúc này sau khi nhìn thấy chủ nhân thỏ là Tần Phong, Nam Phong công chúa mới tỉnh táo lại, hỏi tại sao chủ nhân ngươi lại là hắn, Tần Cơm thùng vẻ mặt vô tội, nếu không thì sao, tôi không nói đó là ai khác, Nam Phong tức giận nói không nên lời, lúc này vận chuyển linh khí, muốn ép ra tác dụng của thuốc khoái cảm, chỉ là vừa mới động thủ, toàn thân mềm nhũn ra, không có sức giải độc sau đó gió nam hoàn toàn bị khoái hoạt dược mê hoặc say mê đi đến bên cạnh tần phong tần phong bảo cô bình tĩnh lại cùng lúc đó cách đó không xa phương trường cầm hoa hồng đang tới gần nhà gió nam hắn đã nghĩ thông suốt không nên trách nam phong sai là tên tần phong khốn kiếp kia nghĩ đến đối phương phương trưởng liền thực tức giận trong trận đấu tự hào này hắn nhất định phải đem tần phong bầm thây vạn đoạn ngay khi hắn vui vẻ đi tới nam phong viện thi nhưng chỉ thấy bên trong khuê phòng phía trên nam phong trần trụi nửa ít đối mặt tần phong tần phong thấy thế trong lòng cười hì hì con trai của ngày hôm nay đúng là biết chọn thời gian lập tức tần phong quyết đoán đem nam phong lâu vào trong lòng nhìn thấy một màn này trái tim phương trường đã hoàn toàn chết tần phong cười xấu xa nói người anh em sao anh lại ở đây sau khi nhìn thấy ánh mắt si mê của nam phong phương trường bị đánh rất mạnh không thể tin được Tần Phong thấy thế liền thêm gia vị, hỏi Nam Phong vừa rồi nói thích hắn có phải là thật hay không? Nam Phong si mê nói là thật, giờ khắc này phương trường phỏng chừng ngay cả đạo tâm cũng muốn sụp đổ, rõ ràng hai người cũng chỉ gặp qua hai mặt, mà hắn cùng Nam Phong chính là 7 năm tình cảm, nhưng vẫn bị cướp đi, hóa ra tán gái không thể thành thật được. Lúc này hệ thống xuất hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành 50, và ra tay với ánh trăng sáng của đứa con được chọn, nhận thưởng 200.000 điểm phản diện, Tần Phong thấy thế hai mắt lóe sáng, điều này quả thực cho hắn một kinh hỉ thật lớn, một khi đã như vậy hắn sẽ không khách khí, hỏi về gió nam, bản thân và phương trưởng anh ghét ai nhất, nam phong si mê như vậy đã đem Tần Phong trở thành thần, đương nhiên là phương trưởng ghét nhất. Phương trưởng nghe vậy vẻ mặt không thể tin được, trong đầu vẫn vang lên lời nói vừa rồi của Nam Phong, cuối cùng anh ta vẫn trả tiền sai, giờ khắc này toàn bộ nhiệm vụ thừa tướng của Tần Phong đã hoàn thành, đạt được bảo dương thần cấp, và làm cho đứa con được chọn không bao giờ tin vào tình yêu nữa, nhận phần thưởng 500.000 điểm phản diện lúc này thiên tuyển tri tử phương trường bị tần phong ép nhập ma ngay cả hư ảnh phật tổ phổ độ chúng sinh cũng bị hắc hóa đôi mắt đỏ bừng của phương trường gắt gao nhìn chằm chằm tần phong hắn nhất định phải phá nát đối phương nhưng tần phong không quan tâm đến ngươi còn muốn cho nam phong hôn hắn cứ như vậy ép buộc con trai của thiên tuyển nhập ma cho hắn một cơ hội rút thăm trúng thưởng tần phong cũng không nghĩ tới người này không khỏi đà kích như vậy thế là nhập ma ngay khi gió nam muốn hôn hắn nhưng lại bị tần phong ngăn cản không còn nhân vật phản diện nào nữa sao có thể để ngươi lợi dụng ta lần nữa sau đó liền đẩy tên bạch quái nam phong ra nam phong khó hiểu nhìn về phía hắn sao thái độ lại thay đổi nhiều như vậy tần phong bây giờ đến lông cừu rồi không cần phải giả vờ nữa lão tử rất quý giá anh muốn gì cũng được hơn nữa là miễn tử thỏa thuận với ngươi, nạn nhân là tôi mới đúng, Nam Phong bị tên vô liêm sỉ này làm cho tức giận, đưa anh ta ra khỏi đây, Tần Phong lúc này nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hắc hóa phương trưởng đã rời đi, vậy cũng tốt, đen mạnh gấp 10 lần, hắn cũng phải nhân cơ hội thăng chức, nếu không chúng ta sẽ không đánh bại nhau ở vòng loại, sau đó không nói hai lời liền rời đi, Tần Cơm Thùng định dị đạo, hai người sao không tiếp tục tiến hành, dù sao nó cũng không trả lại tiền, tất nhiên, nó biết luật mua bán không thành nhân nghĩa, nó đem củ cải giải độc cho gió Nam, sau đó mang theo tiền cũng rời đi. Nam Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía củ cà rốt, làm thế nào để giải độc nó? Cùng lúc đó bên cạnh hồ linh trì của Nguyệt Thần Cung, Tử Diên biết được tin Tần Phong đùa dẫn Nam Phong công chúa, cứ để đó mà buồn bực. Rõ ràng mình cũng có ngực, da trắng chân dài nàng cũng có, nhưng vì sao Tần Phong lại không hôn nàng, đi tìm nàng công chúa kia hôn, nửa đêm lẻn vào phòng người khác, cô ấy không nghĩ ra đâu. Lúc này Tử Diên đang hờn dỗi, mình cũng chọn ích, nàng hoài nghi Tần Phong là không nhìn thấy, nhầm sân bay, vừa lúc Tần Phong và thùng cơm chạy về, khó hiểu nhìn về phía cô, một người đàn ông làm gì ở đây? Sau khi nhìn thấy ích, Tần Phong mới ý thức được cô gái nhỏ này đã trưởng thành, Tử Diên thấy lực chú ý bị hấp dẫn, cũng đứng lên có vẻ như cô ấy vẫn hấp dẫn nhưng ngay sau đó tần phong không chút khách khí đem quần áo của nàng nhấc lên đừng để cô ấy bị cảm lạnh tử diên trong nháy mắt liền ngây dại tần phong ngây thơ nhìn về phía cô có chuyện gì với anh vậy tử diên lại bị tên này làm cho tức giận lại hỏi hắn đêm nay đi đâu tần phong tự nhiên sẽ không đem chuyện xảy ra trước đó nói ra liền nói là đi mua đồ ăn khuya cho cô tử diên nhìn bữa khuya chứng thực lời anh nói có đúng không? Chỉ là sau khi nếm thử bánh kẹp thịt này, cô ấy cảm thấy có gì đó không ổn, sao không có muối? Tần Phong thấy thế từ trong hệ thống, đổi một bó hoa hồng tím. Tao khí rơi hoa hồng lên thâm tình nói, bởi vì yêu em không cần nhiều muối, tử diên lại ngây ngẩn cả người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. sau khi nhận lấy hoa hồng liền thẹn thùng chạy đi, khiến Tần Phong và thùng cơm đều bối rối, sau khi trở về phòng, Tần Phong hôm nay đã tích lũy được 104 vạn nhân vật phản diện điểm, chuẩn bị tiếp tục đổi cảnh đại viên mãn, tiếp theo click đổi thành công tốn một triệu điểm phản diện đổi thẻ phù hợp viên mãn sau khi sử dụng đại uy thiên long của hắn đặt tới cảnh giới đại viên mãn một bên đang ngủ say thùng cơm bị đánh thức nó nhận ra con rồng này khi cả hai nhìn nhau thùng cơm bị dọa hay là ngoan ngoãn đi ngủ đi lúc này tần phong chuẩn bị mở thần cấp bảo dương ra với lệnh mở một giây sau mở dương báu ra thành công đạt được kiếm ý thăng cấp thẻ một tấm thì ra kiếm ý là phân biệt đẳng cấp đối với lĩnh ngộ kiếm đạo khác nhau thương tổn chồng lên nhau cũng khác nhau tần phong biểu thị chính là ý tư kiếm ý cấp hai lợi hại hơn hệ thống trả lời yes tần phong thấy thế lúc này sử dụng kiếm ý thăng cấp thẻ văn thời gian một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đầu đang từng cái triển lãm kiếm ý thế khí thôn bát hoang kiếm tảo lục hợp một lát sau tần phong thành công lĩnh ngộ kiếm ý cấp hai hỏi về hệ thống kiếm ý cấp 2 uy lực như thế nào, bỗng nhiên diễn viên ruồi xuất hiện. Tần Phong chỉ là một ý niệm trong đầu, rồi nổ tung nó, thấy cảnh này tần phong đối với kiếm ý cấp 2 này vô cùng hài lòng sau đó tần phong định dùng hết phần thưởng còn lại cư nhiên cho hắn rút được thần cấp thể chất thương thiên bá thể người có thể chất này tố chất thân thể cường hãn vô cùng sĩ có danh xưng bất diệt kim thân càng chiến càng dũng càng chiến càng mạnh sau khi đại thành có thể có được chiến lực kinh thiên của cư thánh tiên tần phong thấy thế vô cùng hưng phấn đúng là thể chất đặc thù đúng là âu hoàng nhập thể theo thể chất truyền thừa bắt đầu tần phong đi vào một chỗ vô số binh sĩ không gian tần phong còn chưa kịp nghĩ nhiều bị quân sĩ tấn công nhưng hắn chỉ một kích liền dễ dàng đánh tan người này xem ra đây chính là uy lực của thương thiên bá thể lòng tin tăng nhiều tần phong không sợ hãi xông lên một người bị giết trong quân đội cho đến khi chỉ còn lại một mình hắn đại quân bị tàn sát đây chính là phương thức chiến đấu của thương thiên bá thể lúc này trong phòng tần phong thùng cơm vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm tần phong một đêm trôi qua sao gã này vẫn chưa tỉnh dậy trận đấu loại của thiên kiêu sắp bắt đầu rồi không thể để nó ngủ được thấy thế tần cơm thùng nghĩ ra một biện pháp chạy đến trên vai tần phong lặng lẽ nói với bên tai hắn các tỷ tỷ của ngân nguyệt thần cung để nghênh đón vòng loại tất cả đều mặc lụa đen lời này vừa nói ra tần phong liền tỉnh lại anh nói thật đấy thùng cơm cũng không nghĩ tới lại hữu dụng như vậy chỉ là tần phong sau khi tỉnh lại phát hiện sắc mặt mình có chút đau đớn tôi muốn lấy gương soi nhưng mà thùng cơm cho tần phong hai cái tát chột dạ vô cùng có nghĩa là ông đã tập luyện quá sức chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục nói rồi giấu cái gương đi sau đó báo cho Tần Phong biết vòng loại sắp bắt đầu, không thể trì hoãn thêm nữa. Tần Phong nghe vậy cũng không có phát hiện ra trên mặt có gì không đúng, thùng cơm là mồ hôi lạnh chảy dòng, sắp lên trời rồi. Cùng lúc đó, trực tiếp trận đấu lại trực tiếp, người dẫn chương trình xinh đẹp và sư phụ nổi tiếng Mã Khô Quốc, cùng nhau giải thích tỉ thí lần này, sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng của Thiên Kiêu. Khán giả vô cùng khác biệt, Tần Phong lại xếp hàng hơn 3 vạn người, cho dù hắn đã 7 năm không có động tĩnh gì, nhưng dù sao cũng là thái cổ đệ nhất thiên kiêu đi. Về vấn đề này, người đẹp dẫn chương trình cho biết, bọn họ đặc biệt mời sư phụ mã khô quốc đến phân tích một đợt sóng tại sao lại xếp tần phong ở hơn ba vạn người đầu tiên mã ngốc quốc giới thiệu sự tích huy hoàng của mình ông ấy là người sáng lập ra hỗn nguyên kình về vấn đề tần phong đó là thông qua tất cả các chuyên gia võ thuật của họ kết quả phân tích đơn giản mà nói chính là tạp mà không tinh mọi người đều biết tần phong tùy tiện xuất ra một hạng năng lực đều có thể làm cho vô số cường giả lâm vào điên cuồng nhưng nhiều không có nghĩa là mạnh bằng không tần phong vì sao thời gian 7 năm mới đến siêu phàm cửu trọng mà vòng đấu lại lần này chỉ nhập đạo cảnh cường giả liền thượng can nhân linh vũ cảnh càng nhiều như lông châu trái lại tần phong thật sự không đủ nhìn quả nhiên lời này vừa nói ra khán giả đồng ý hơn nữa tần phong đang ở một nơi tràn đầy nữ tử đêm nào cũng ngủ với hầu gái trách không được cảnh giới đột phá chậm như vậy mỹ nữ chủ trì lúc này hỏi nếu tần phong đánh ra vòng vây thì sao mahamed nói là không thể võ đạo vốn là ở tinh không còn nhiều giống như lão phu sở dĩ trở thành tông sư cũng là bởi vì ta tinh thông hỗn nguyên kình và ngũ liên tiên mà tần phong loại này không đủ tinh chuyên người không có cách nào lật ngược tình thế thấy vậy có lý có căn cứ mọi người đều tin vào malaysia thấy cảnh này mã ngốc quốc thầm mừng thầm cùng lúc đó tần phong bên này hiện lên chuẩn bị mang theo thùng cơm đi thi đấu vòng loại với sự khởi động của dịch chuyển trong nháy mắt hắn đi tới một sân thi đấu chỉ là tần phong bỗng nhiên hắt xì mấy cái đoán chừng ai đang mắng hắn đây thùng cơm thì buồn bực vô cùng sao lại mang nó theo lúc này tần phong mang theo thùng cơm đi tới chiến trường sinh tử cũng chính là nơi đấu loại lần này sau khi nhìn thấy mặt đất đều là xương khô tần phong cũng không thể không cảm thán một câu danh bất hư truyền lúc này cách đó không xa truyền đến động tĩnh có vẻ như ai đó đã bắt đầu nhưng tần phong không muốn náo nhiệt đi hướng khác rồi hiện tại ngoại trừ mấy trăm vạn tí luyện giả còn có đại bộ phận yêu thú hổ thị bây giờ bị vướng vào một cuộc hỗn chiến lớn cho nên tần phong cho rằng giai đoạn đầu tận lực tránh chiến đấu bảo tồn sức mạnh sau này mới thu hoạch được cứ như vậy tần phong không làm phương thức khiến cho điểm tích lũy của hắn từ 30.000 rớt xuống còn 50.000, Mã Ngốc Quốc thấy thế lại chào phúng Tần Phong, đây chính là điển hình của kiêu binh thất bại, khán giả thấy thế cũng cho rằng Tần Phong gặp phải trắc trở, chắc chắn hắn đã bị ai đó đánh bại, có người đoán có thể là thiếu trang chủ của danh kiếm Sơn Trang, đối phương mới 18 tuổi đã nhập đạo cảnh một tầng rồi, lại lĩnh ngộ tam cấp kiếm ý và thể chất của thiên kiếm, cộng thêm người này hiện đang xếp hạng 67, cứ như vậy mọi người đều cho rằng Tần Phong không chịu nổi một kích. Trong đại điện Âm Nguyệt Hoàng Triều, người trong hoàng thất cũng đang quan sát điểm tích lũy thí luyện, sau khi nhìn thấy thứ hạng của Tần phong nam phong công chúa là cao hứng nhất hắn cũng có ngày hôm nay nguyệt thần và tử diên cũng đang nhìn chằm chằm sự lo lắng của tử diên hiện đầy trên mặt mà tần phong vẫn không có ý nghĩ chiến đấu đang nhàn nhã câu cá nhưng sau một thời gian hắn cũng biết đã đến lúc vào thùng cơm thấy thế liền muốn đưa vũ khí cho hắn tần phong biểu thị ta từ nhỏ là như thế nào dạy ngươi khổng tử nhật quân tử bất khí nghĩa là quân tử chân chính không thích giết nhau bằng vũ khí thùng cơm nghe vậy toàn bộ im lặng luôn cảm thấy có gì đó không đúng nó không thể nói được mà tần phong lại có suy nghĩ xấu sở dĩ hắn ngồi trên núi xem hổ đấu cũng là muốn đem thể lực của chúng thiên kiêu hao hết mọi người lúc nào cũng khát nước và anh ta chỉ cần ném vài cân lợn nái vào nguồn nước là điên rồ cảnh tượng đó sẽ rất tuyệt vời sau đó tần phong liền lấy ra chuẩn bị tốt hai con heo cũng điên cùng với thùng cơm đổ nó vào nguồn nước đúng là phát rồ không ngờ lợn nái cũng là nạn nhân đầu tiên của sự điên rồ đúng là hai con yêu thú lúc này thí luyện giả cũng chạy tới nơi này nhìn thấy yêu thú liền muốn đuổi chúng đi cứ như vậy đã xảy ra một trận chiến khốc liệt tần phong lão lục cùng thùng cơm đang say sưa nhìn một lát sau các thí luyện giả tiêu diệt yêu thú cũng thở phào nhẹ nhõm điểm tích lũy của bọn họ lại có thể tiến thêm một bước quả nhiên sau khi đánh mệt đầu tiên là nghĩ đến việc uống nước thế là tôi đến một nguồn nước độc hại cuối cùng một tên đầu chọc phát hiện có gì đó không ổn, trong nháy mắt cả sân tràn ngập sắc xuân, mấy người nhìn nhau, đều là một loại ý nghĩ đem đối phương đè trên mặt đất ma sát, ngay khi sắp thất thủ, bỗng nhiên mấy người giật mình bừng tỉnh, lập tức vội vàng quay đầu, quyết định không nhìn nhau nữa, đúng lúc này có hai nữ thí luyện giả tới, lúc này mấy người đem tự quang nhắm ngay các nàng, cả hai cũng nhận thấy có gì đó không ổn, cảnh báo họ đừng đến đây, nhưng họ bị mê hoặc bởi tình cảm. Hôm nay làm sao còn nhịn được, cởi hết quần áo và dán lên đó, anh càng phản kháng, tôi càng phấn khích tần phong thấy em gái bị bắt nạt sao có thể khoanh tay đứng nhìn lúc này đứng ra muốn anh hùng cứu mỹ nhân mà em gái cũng biết tần phong dù sao cũng là thái cổ đệ nhất thiên kiêu đợt thao tác này giúp tần phong tăng điểm không ít a à. lúc này bị mê hoặc bởi thí luyện giả tâm trí tức giận đùng đùng để tần phong tránh đường nhưng một giây sau khôn khôn của hắn đã bị tần phong chém đứt không ngờ lại có một nghìn điểm phản diện như vậy bạn bè thấy cảnh này đều cầm lấy vũ khí nhìn tần phong nhưng một lát sau khôn khôn của tên đầu chọc và đồng bọn cũng bị tần phong chém đứt toàn bộ cứ như vậy liên tục thu được một nghìn điểm phản diện thùng cơm tần cũng không nhàn rỗi những kẻ trộm lấy túi đựng đồ của họ nhìn đầy túi thùng cơm hai mắt tỏa sáng tôi phát tài rồi mà tần phong cũng không quên ở trước mặt hai nữ giả bộ lên niệm tại thiên thượng có hảo sinh chi đức ta khuyên các ngươi nên uống nước đuôi chuột cảnh tượng này khiến hai cô gái ướt sũng mà đám người bị chém chết khôn khôn cũng tỉnh táo lại còn không quên nói cảm ơn tần phong một tiếng nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy anh ấy đã ngăn được sai lầm lớn tần phong để bọn họ cút đi cứ như vậy một đám người không khôn ngoan lang hồ rời đi trong đại điện âm nguyệt hoàng triều sau khi mọi người nhìn thấy hình ảnh trực tiếp này cũng là bị gian kế của tần phong thuyết phục nguyệt thần thì vẻ mặt bất đắc dĩ cô ấy mất hết mặt rồi nàng thật không nghĩ tới tần phong người này dùng cách này để đánh bại kẻ thù nghĩ đến đây nàng liền thở hổn hển hảo tuế cũng bận tâm một chút thể diện nguyệt thần cung ta a mà tần phong tự nhiên không biết tình huống bên ngoài đang ăn mừng chiến thắng với thùng cơm mục tiêu của hắn là đánh trứng thùng cơm thì kiếm tiền kiếm tiền lúc này lại có một nhóm người bị tần phong đánh rơi khôn khôn bọn họ biết tất cả nguồn nước đều bị tần phong hạ độc ngày hôm sau họ không còn chỗ nào để uống nữa tần phong thấy thế cùng thùng cơm thét to lên bán nước bán nước với giá cao giá khởi điểm một nghìn cực phẩm linh thạch nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều tức giận lúc này quyết định liên hợp lại làm tần phong lão lục tần phong thấy thế trực tiếp ném ra một mảnh bột phấn màu hồng nhạt sau đó quyết định bỏ trốn không quên nói với mọi người hãy tận hưởng đi chúng ta còn nhiều thời gian sở trưởng đột nhiên cũng đến hiện trường này thí luyện giả cũng biết ân oán giữa hắn và tần phong liền đem tung tích tần phong báo cho phương trưởng quả nhiên vừa nhìn thấy là thân ảnh tần phong phương trường liền không đầu óc đuổi theo tần phong tê dại sao thằng nhóc này biết tìm thời gian thế bắt gian vợ là gửi kinh nghiệm cũng vậy sau đó hắn nhanh chóng trốn đi đừng quên châm biếm phương trưởng có bản lĩnh ngươi đuổi theo ta a à. phương trưởng thấy thế cũng tăng tốc đuổi theo chỉ là trong chốc lát hắn bối rối hắn vừa chạm phải bột phấn ở chỗ thí luyện giả chính là xuân dược trước đây cho gió nam hạ qua lúc này phương trưởng mới biết nam phong không phản bội hắn tất cả đều do tần phong làm ra lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống niệm phật môn thanh tâm chú nhưng hắn đã nhập ma trước đó cho nên hiện tại một nửa là Phật một nửa là ma trạng thái, ngoại giới âm nguyệt hoàng triều hoàng đế thấy thế trạch dị không ngừng, trạng thái của người này là lĩnh ngộ chân lý của Phật và ma, một khi để cho đối phương đi trên con đường này, hậu quả sẽ không lường trước được, đứa trẻ này không thể ở lại, nam phong phía dưới thấy thế ý thức được không tốt, biết hoàng đế lão nhi nổi lên sát tâm, liền âm thầm truyền âm cho trưởng lão. Trưởng lão tỏ vẻ đã âm thầm phái người bảo vệ phương trưởng đại nhân, sau khi được khẳng định, Nam Phong mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là móc ra mệnh bài chuẩn bị, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng liền bóp nát đem phụ hoàng cùng hoàng ra ra triệu tới, lúc này Tần Phong chạy trốn ngừng lại, sao lại héo nhanh như vậy, một lát sau nhận được nhiệm vụ của hệ thống, khoảnh khắc cảm nhận về chiều dài, có thể nhận được thẻ thăng cấp kiếm ý, thấy thế Tần Phong cười hắc hắc, nếu có phần thưởng, vậy thì đừng trách anh ta, lúc này Tần Phong quay đầu đi tới trước phương trưởng trong ngộ đạo, im lặng nhìn hắn một lát sau, lại đê tiện cười với hắn nói, em trai lại gặp nhau phương trưởng nhận ra không tốt, tên này lại muốn làm gì, bên ngoài nam phong công chúa cũng thẩm nghĩ không tốt, phương trưởng đang ở thời khắc mấu chốt của ngộ đạo, nếu bị tần phong cắt ngang nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, vừa nghĩ tới đây nàng liền muốn đi cứu phương trưởng, nhưng trưởng lão không cho cô ta hành động, phương trưởng đại nhân đã được Phật chi xá lợi che chở, cho dù tần phong tiểu nhi có ba đầu sáu tay, cũng không thể phá vỡ sự phòng thủ của nó, công chúa cứ yên tâm, phải biết Phật chi xá lợi là Phật cao nhất, bảo vật ngưng tụ sau khi viên tịch, vạn tà bất xâm vạn địch bất nhập, lúc này Tần Phong nhìn vòng phòng ngự như vòng chuông vàng, cũng là một cơn đau đầu, hệ thống câu hỏi im lặng, người biết hắn phòng ngự ta không phá được, vậy anh giao nhiệm vụ này cho tôi làm gì, hệ thống yên lặng cho hắn trả lời vài câu danh ngôn, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Hương hoa mai tự khổ hàn lai, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, tần phong tê dại, lời bài hát en ít mi út, hệ thống này vẫn hoạt động đúng không, sau đó tần phong chỉ có thể nghĩ biện pháp, nếu không thể dùng mạnh, vậy thì chỉ có thể thông minh thôi ở âm nguyệt hoàng đế lão nhi công chúa gió nam và thần mặt trăng dưới cái nhìn của họ tần phong yên lặng lấy ra bộ sách của thiếu phụ nhìn thấy sách này nam phong công chúa bối rối đây là loại bí tịch võ công nào sao cô ấy chưa từng nghe qua mặc dù không biết mặt trăng nhưng cô cảm thấy có linh cảm không ổn thì ra biện pháp của tần phong chính là phá được tâm lý của phương trường xấu hổ đỏ mặt đọc ra này sách ghi chép mang hát nội dung nội dung này trong nháy mắt làm cho trái tim phương trường rung động ngay cả trạng thái ngộ đạo cũng không ổn định âm nguyệt hoàng đế lúc này nhìn về phía nguyệt thần đó là những gì anh dạy à nguyệt thần chết rồi tôi không tôi không đừng nói nhảm lập tức lửa giận công tâm a thần mặt trăng duy trì hình ảnh rực rỡ trong nhiều năm tất cả hôm nay đều bị tần phong gây họa sạch sẽ tần phong lúc này cười nói tôi còn tưởng anh là chính nhân quân tử chứ hình như là sp sau đó ngoài miệng không ngừng giảng giải nội dung sách hát nhỏ phương trưởng lúc này phòng trường tâm muốn chết cũng đã có lúc này tần phong lão lục còn đang giảng giải tiểu hát thư nội dung tâm tình phương trường đã rung động không thôi có thể thấy hắn đang chịu đựng khó khăn nam phong công chúa thấy thế xin trưởng lão nghĩ biện pháp tiếp tục nữa phương trưởng sẽ tẩu hòa nhập ma mất ngay lúc này trong bóng tối một mũi tên đánh úp về phía tần phong tần phong cất kỹ sách hát nhỏ sau đó dùng thân pháp né tránh chỉ để lại một bóng dáng tại chỗ mà mũi tên kia sau khi liên tục đánh gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại huy lực này làm tần phong giật nảy mình đưa mắt nhìn lại là một thiếu niên tư thế oai hùng trào phúng gây nên anh ấy là hạt giống của cuộc thi điểm số 153 trong ngày thấy một kích không được ban ngày lại bắn ba mũi tên tần phong tê dại cậu vẫn còn nghiện bắn đấy chứ thùng cơm để hắn nghĩ cách tôi không muốn bị bắn lúc này khán giả bên ngoài vô cùng khác biệt, họ tự nhiên biết ban ngày là ai, không chỉ là thiên phú siêu cường, hay là tu vi nhập đạo cảnh nhất trọng, sư phụ mã khô quốc cho rằng thắng lợi ban ngày là điều chắc chắn, tần phong vừa né tránh vừa tức giận mắng, lão tử cướp vợ ngươi hay làm cha dượng ngươi, đuổi theo tôi và bắn, hổ không phát huy anh tưởng tôi là mèo à, sau đó tần phong phát động trùng đồng sau khi tìm được vị trí ban ngày, quyết đoán rút thần kiếm ra bay qua, một chiêu trảm thiên bạt kiếm thuật xuất thủ, không chỉ ngăn chặn thành công đòn tấn công của Bạch Nhãn, càng chém đứt khôn khôn của hắn, vĩnh viễn tái xuất hiện, nhận được một phần thưởng nhân vật phản diện, ban ngày cũng vào giờ khắc này trở thành võ đăng người, Tần Phong thấy thế cười hì hì, để xem anh có bắn không, ta đúng là công đức vô lượng, Tần Phong lại trở lại trước mặt phương trường đọc sách hát nhỏ, càng đọc càng sâu. Đó là một mô tả khó hiểu, tất cả chỉ là hình ảnh của một phiên tòa cho nên do thùng cơm tần làm nên một bức tranh khảm lúc này chủ trì hỏi mã ngốc quốc lúc trước ngươi nói tần phong học mà không giỏi ở vòng đấu loại này sẽ không quá xuất sắc nhưng hiện tại tần phong một kiếm đánh bại nhập đạo cảnh ban ngày không biết anh cảm thấy thế nào Mã Ngô Quốc chỉ có thể ép buộc giải thích, vừa rồi Tần Phong một kiếm kia có thể thấy được, kiếm ý của hắn đã đột phá đến cấp 2, nhưng ngay cả cấp 2 cũng không thể đánh bại được ban ngày, MC sững sờ, ý của ngươi là nói một kiếm của Tần Phong ẩn chứa lực lượng khác, chẳng lẽ là thể chất đặc thù gì sao, nhưng Muhammad lại mạnh mẽ nói là không thể mọi người đều biết tần phong đã có trọng đồng làm sao có thể có thể có đặc thù thể chất theo quan điểm của tôi anh ta đã uống thuốc gì đó và điều đó có nghĩa là tần phong mấy năm nay chủ yếu tập trung vào kiếm ý vậy trí tôn cốt và trọng đồng của hắn sẽ không quá mạnh mẽ từ biểu hiện một kiếm đánh bại ban ngày của hắn mà xem tôi đoán anh ta có giới hạn khoảng 100, lời nói này vừa ra mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng mã ngốc quốc ngay lúc này con thỏ của tôi cũng bỏ khảm đi lúc này tâm tình của phương trường tựa hồ cũng sắp không chịu nổi tần phong quyết định tìm thêm vài trang kích thích bắt lấy nhau chỉ là anh ta vẫn chưa tìm thấy, tượng Phật đã thối giữa rồi. Cuối cùng ở trước mặt Tần Phong ầm ầm nổ tung, ngộ đạo của Phương Trường vẫn bị Tần Phong cắt đứt, hung hăng phun ra một ngụm máu lâu năm, cùng lúc đó Tần Phong cũng đạt được kiếm ý thăng cấp thẻ, con trai của Thiên Tuyển nhận được 500.000 điểm phản diện, xem phần thưởng này, Tần Phong có chút thất vọng, tưởng có cơ hội trúng thưởng chứ, sau đó tần phong đoạt lấy cơ duyên của phương trường chính là viên lạt ma xá lợi tử điều khiến hắn bất ngờ là cướp đoạt thiên tuyển chi tử cơ duyên đạt được một lần rút thưởng cơ hội lần này tần phong thoải mái hơn nhiều người chỉ huy đã ngã xuống bảo hắn trả lại xá lợi tần phong làm sao quản hắn một cước đẩy hắn ra cả đời này không thể trả lại cứ như vậy hai tên bại tướng thủ hạ ngã vào tay tần phong lúc này sau khi giải quyết xong hai người bọn họ tần phong nhanh chóng thoát khỏi khu vực này tần thùng cơm nghi hoặc hỏi vì sao phải chạy tần phong nói bọn ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau thùng cơm lúc này mới ý thức được bọn họ bị người theo dõi nhưng mà miệng tần cơm thùng thật giống như mở ra ánh sáng vừa nói xong liền đụng phải một người ngăn bọn họ lại một thanh niên tóc trắng cầm kiếm nói phải lấy tần phong mài kiếm tần phong bên này thấy không có hệ thống nhắc nhở chạy trốn liền biết người trước mắt này không phải là con của thiên tuyển dầu trong nháy mắt đối với hắn mất đi hứng thú tránh đường cho hắn ra nhưng chàng trai trẻ không định để anh ta đi danh kiếm sơn trang một kiếm tiến đến lãnh giáo nói xong liền đánh úp về phía tần phong tần phong trong nháy mắt liền ý thức được người này không đơn giản đối phương tam cấp kiếm ý cộng thêm tu vi nhập đạo cảnh đây là đối thủ mạnh nhất tần phong gặp phải từ khi xuất đạo tới nay sau khi phục hồi tinh thần tần phong dùng thân pháp tiêu dao mị ảnh tránh được một kích thân pháp quỷ mị này khiến một kiếm hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn đã đặt chân xuống đất mượn lực nhảy vào giữa không trung không do dự lần nữa hướng tần phong đánh tới thấy đối phương là quyết tâm muốn tranh cao thấp tần phong chỉ có thể móc ra thần kiếm mặc dù hắn có thể đánh bại đối phương nhưng ý nghĩ rằng đối phương không phải là con trai được chọn tôi cảm thấy mệt mỏi hai người cứ như vậy thế lực ngang nhau đánh nhau và khán giả bên ngoài nổ tung tần phong có thể đánh ngang tay với một kiếm xếp hạng 53. một màn này làm cho sư phụ mã ngốc quốc vô cùng xấu hổ nhớ hắn trước đó vừa mới nói tần phong nhiều nhất sánh vai 100 người anh ta phải giải thích thế nào đây lúc này để cứu vãn danh tiếng vu khống tần phong là gian lận dù sao thân phận của hắn chính là thần tử âm nguyệt hoàng triều, vừa nói ra, mọi người lại cảm thấy Mã Ngốc Quốc rất dũng cảm, lại có thể nói ra màn đen kinh thiên như thế, người dẫn chương trình biết rất rõ, không phải vậy đâu. Chuyên gia, Lương Tâm Anh không đau sao? Mã Ngốc Quốc nghe vậy vô cùng xấu hổ, lúc này cùng Tần Phong đối liều một kiếm vô cùng kinh ngạc, hắn rõ ràng là nhập đạo cảnh giới, không áp chế được Tần Phong, ngay lúc rằng co không dứt, thùng cơm Tần xuất hiện, một nhát kiếm, một cú đấm nhanh đem một kiếm bước lui ra ngoài sau đó đắc ý hướng tần phong tranh công tần phong cũng khen nó làm tốt lắm lúc này một kiếm thật đúng là bị ảnh hưởng đến đôi mắt bị đánh đã có chút mơ hồ sau đó hắn lại sử dụng vũ kỹ cường đại trong nháy mắt vô số đạo kiếm khí hướng tần phong đánh tới tần phong thấy thế thẩm nghĩ không tốt lập tức dùng thượng cổ trọng đồng ra những kiếm khí đó ở trong mắt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, sau đó dựa vào di chuyển sắc bén để tránh khỏi đợt tấn công này. Lúc này trong hoàng cung bên ngoài, âm nguyệt hoàng đế lão nhi cho rằng tần phong muốn bại, mặc dù kiếm thuật của hắn rất kinh ngạc, nhưng rõ ràng là không còn sức nữa. Nguyệt thần cũng vô cùng lo lắng, nhập đạo cảnh mà nói đối với tần phong vẫn là mạnh hơn một chút, lúc này nhìn tần phong tránh được công kích, một kiếm biểu thị ngươi muốn dùng trí tôn cốt cùng trọng đồng sao, nhưng mà tần phong thập phần giả bộ nói, anh không có tư cách cho tôi dùng, sau đó lấy ra heo mẹ cũng điên cuồng, khoảng tám chai một kiếm hiển nhiên đã thấy qua uy lực của thứ này nhanh chóng lấy vải trắng che mũi tần phong không nói võ đức nhưng tần phong từ trước đến nay chưa từng tuân thủ võ đức điên rồ cần gì cái mắc người tốt sau đó đập vỡ những con lợn nái này cũng điên cuồng hướng một kiếm phương hướng phun trào mà đi lúc này đối mặt tần phong heo mẹ cũng điên cuồng một kiếm trực tiếp phá vỡ chiêu âm hiểm này mà tần phong cũng không phải dựa vào heo mẹ cũng điên cuồng đánh thương tổn chỉ là nhân cơ hội hấp dẫn lực chú ý của một kiếm sau đó hắn liền sử dụng kiếm ý thăng cấp thẻ thành công nâng kiếm ý lên cấp 3, Lập tức lại sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, quả nhiên xem thường một kiếm không đáng để ý, còn tưởng rằng là rút kiếm thuật của kiếm ý cấp 2 trước kia. Tuy nhiên, khi va chạm, một kiếm mới phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn, khi khói tan đi, hai người đều im lặng đứng tại chỗ, mọi người bên ngoài vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc là ai thắng? Một giây sau Tần Phong lại phun ra một ngụm máu lâu năm, hình như bị thương không nhẹ, Nam Phong thấy vậy vô cùng vui vẻ, tên này thua rồi sao? Cũng coi như báo thù cho Phương trưởng. Chiều dài bên kia lúc này, tức giận thu dọn quần áo sau lưng ban ngày ủy khuất tê liệt ngã xuống đất chuyện xảy ra trong lúc này chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng trở lại thanh kiếm chỉ thấy hắn cũng một thân vết thương phun ra một ngụm máu tươi, mà nửa quỳ xuống đất tựa hồ so với Tần Phong bị thương còn nghiêm trọng hơn, nhìn thấy một màn này Nam Phong tích bức, nghĩ nàng còn tưởng rằng là Tần Phong tiểu nhi thua, hoàng đế lão nhi mỉm cười, Tần Phong tiểu tử này thật ghê gớm, Nguyệt thần lúc này rốt cục mỉm cười ra mặt, hiếm khi Tần Phong chính diện đánh bại đối thủ, nhưng sau khi trở về chúng ta phải dạy cho hắn một bài học, đã đột phá đến cấp 3 kiếm ý nhưng lại không nói cho nàng biết, cô ấy lớn lên với S và N, ngay cả nàng cũng đang đề phòng, lúc này thế gia tông môn khác chờ, vẻ mặt mỹ mộ Nguyệt thần cung có thể có được thiên kiêu như như thế, lúc này hoàng đế lão nhi nhìn ra tần phong không đơn giản, sau khi cứng rắn tiếp nhận kiếm khí lại chỉ bị thương nhẹ, vết thương có thể tự lành. Lúc này một kiếm phi thường không cam lòng, hắn bộc phát ra khí thức mãnh liệt, tuyên bố mình không thua, tần phong tê dại, gã này không bao giờ kết thúc phải không, sau đó dùng thương thiên bá thể, đây cũng là lần đầu tiên tần phong hiển lộ thể chất này, hoàng đế lão nhi thấy thế âm thầm gật đầu, quả nhiên là có thể chất đặc biệt, hắn nhận ra đây là thương thiên bá thể, lúc này Tần Phong cùng một kiếm đánh ra một kích cuối cùng, với một vụ nổ lớn, kết quả cuối cùng của hai người so tài cũng sẽ hiện ra, một lát sau, khói tan đi, Tần Phong đứng hoàn hảo, mà một kiếm đã quỳ dạp xuống đất, quần áo trên người cũng bị hư hại, Tần Phong cười hì hì, thương thiên bá thể này lợi hại hơn hắn tưởng tượng, không cảm thấy mệt mỏi khi chiến đấu, thời gian chiến đấu càng dài, thân thể càng mạnh hơn. Lúc này thùng cơm xem kịch xuất hiện, không biết đi đâu để trộm một cây hồ lô, đang gặm nhấm say sưa. Đột nhiên nó nhận thấy phía sau lại có động tĩnh, liền báo cho Tần Phong có chim sẻ đến, Tần Phong lúc này tràn đầy tự tin, nhiều chim sẻ hơn nữa cũng không quan trọng, ben chỉ cần chim sẻ, lúc này một kiếm đột nhiên muốn chuồn mất, trước khi đi còn không quên cùng Tần Phong cáo biệt, "Tần huynh, chúng ta còn nhiều thời gian." Nhưng Tần Phong lại không vui, "Mày nghĩ mày là ai hả? Muốn đánh thì đánh đi, muốn đi thì đi." Dưới ánh mắt sai lầm của một kiếm xúc xích trứng của hắn cũng không còn, giờ phút này cũng trở thành võ đang người, ngay sau đó Tần Phong sắc mặt bất thiện nhìn người bên cạnh, giờ đến lượt các anh, những con chim sẻ này nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy, làm gì có tâm tư ngồi xổm Tần Phong a, đây là một chiến dịch của quỷ dữ, nhưng mà Tần Phong sao có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi, có vẻ như có khoảng 100 người, nếu toàn bộ biến mất nhân vật phản diện có thể lên tới 100 ngàn, lập tức triệu ra chín thanh thần kiếm đánh về phía bọn họ, toàn hội trường vang lên nỗi đau buồn khi hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Tần Phong lần này đoạn tử tiệt tôn người tổng cộng 104 người, 104.000 điểm phản diện, một lát sau trên mặt đất có thêm một mảnh người võ đang, Tần Phong mỉm cười như ác ma hỏi thăm bọn họ, cảm ơn các anh em, chúng ta sẽ gặp lại sau, làn sóng Tần Phong này thật sự kiếm được, sau khi mua hơn 10 triệu, điểm phản diện của hắn cũng tới 726.000 điểm, và còn một cơ hội nữa, ngay khi Tần Phong rời đi. Hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở sao thiên tuyển chi tử thể xác và tinh thần, nhận được 300.000 điểm phản diện, và để lại một vết thương tâm lý vĩnh viễn cho đứa con được chọn, nhận được một cơ hội rút thăm trúng thưởng, tần phong không ngừng khác biệt, đây là tình huống gì? hắn nóng này khi nào, một lát sau hắn sẽ biết được phần thưởng đến từ đâu, liền thấy được hình ảnh phương trường cùng ban ngày xấu hổ. tần phong nổi da gà, hai người vẫn còn sở thích này, lúc này nhìn hai người xấu hổ, tần cơm thùng thập phần khó hiểu hỏi, không phải tất cả bọn họ đều bị bắt sao, sao còn có thể xấu hổ? tần phong lúc này bụng đen nói, ngươi xem ta nhiều công đức vô lượng, để họ có thể tập luyện, không tiếc mang tiếng xấu hủy bi của bọn họ. thùng cơm nhắc nhở trời sắp tối rồi, tần phong nhanh chóng rời đi phải tìm chỗ ở trước khi trời tối, nếu không sẽ bị đám cháu trai này trả thù, thùng cơm hết chỗ nói rồi, vừa rồi ngươi còn nói công đức vô lượng sao? Sau đó Tần Phong tìm được một khu an toàn chính thức, ở đây sẽ không được phát sóng trực tiếp và cấm đấu võ trong hang, thấy thế thùng cơm mới an tâm ngủ tiếp đi, Tần Phong thì chuẩn bị lợi dụng trăm vạn nhân vật phản diện điểm và hai cơ hội rút thăm trúng thưởng, đầu tiên là hút, lời bài hát Tân Tây Bồ Tân Tây Bồ, Tần Phong đạt được thần cấp kiếm quyết Đại Hà kiếm quyết, thời gian trôi giạt trên biển, có vô số trường kiếm đánh úp về phía hắn trong nháy mắt để cho hắn thể nghiệm cái vạn kiếm xuyên tâm cảm giác, nhất thời liền bị đánh thức, cảm thán nói hay cho một cái đại hà kiếm quyết, sau đó Tần Phong sử dụng trăm vạn nhân vật phản diện điểm, lại đổi thẻ phù hợp, hắn hiện tại ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thì không có kiếm chiêu nào khác, một kiếm cũng không giết được đối phương, anh ta sẽ phải đối mặt với tình huống không thể sử dụng được, hôm nay đại hà kiếm quyết tới thật đúng lúc, sau đó Tần Phong lợi dụng thẻ phù hợp đại viên mãn, nâng đại hà kiếm quyết lên cảnh giới đại viên mãn, một lần nữa trong ảo ảnh, lần này trường kiếm đều do hắn khống chế một cử chỉ có thể điều khiển vạn kiếm nhìn thấy một màn khí thế bàng bạc này tần phong rất hài lòng cuối cùng anh ta quyết định sử dụng phần còn lại của cơ hội rút thăm trúng thưởng rút được thần cấp ấn ký ý chí bất khuất sở hữu nhà báo này sẽ miễn dịch với bất cứ công kích tinh thần nào trong thiên địa nói cách khác tần phong ở phương diện phòng ngự tinh thần này là tồn tại vô địch dù sao trong thế giới hoang cổ, tấn công tâm thần là khó nắm bắt nhất, cũng là cuộc tấn công lưu manh nhất, không nhìn thấy, không sợ được bị chúng chiêu rồi, mà bây giờ Tần Phong có ấn ký này, bất kể là loại công kích tinh thần nào cũng vô dụng với hắn, đúng là bất tồn tại, lúc này Tần Phong nghiên cứu viên xá lợi cướp được, hắn nghĩ tới công pháp Đại Uy Thiên Long của mình, nếu dung hợp viên Phật môn xá lợi này, sẽ có hiệu quả tăng trưởng tốt nghĩ đến đây tần phong liền quyết đoán bắt đầu dung hợp theo thời gian quá trình hợp nhất có vẻ không suôn sẻ lắm khiến sức mạnh của tần phong bùng nổ thùng cơm cũng bị động tĩnh lớn này đánh thức nhìn thấy bộ dáng tần phong như vậy cũng vô cùng lo lắng sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma như tên phương trưởng chứ thấy thế thùng cơm móc ra thiên thư vô tự kia hy vọng cái này có thể ngăn chặn cùng lúc đó bên ngoài hang động có rất nhiều thí luyện giả liên thủ tới đây chuẩn bị đối phó với tên tần phong này dù sao tần phong mặc dù là 51 nhưng tu vi cũng là thấp nhất mọi người đều nghĩ hắn dễ bắt nạt đồng đội bên cạnh có chút lo lắng dù sao lão lục của tần phong chính là cuồng ma cắt trứng bạn tốt thấy vậy thì giữ hắn lại đừng lo lắng về sự tồn tại của bạn bè chúng ta chỉ cần hoa cúc bất bại chúng ta không tan đồng đội tức giận tát hắn một cái nói cái quái gì thế lúc này trong trong hang, thùng cơm vô cùng lo lắng Tần Phong, nhưng khi thấy thiên thư vô tự thật hữu dụng, tâm của nó cũng an ổn. Tần Phong lúc này lợi dụng tam thập tam thiên tạo hóa quyết, một bên áp chế một bên dung hợp, lời bài hát S Tam Go By, Đại Uy Thiên Long bắt đầu cùng xá lợi tiến hành dung hợp, mà Tần Phong hắn cũng chuẩn bị đột phá đến linh vũ cảnh giới. Thùng cơm thấy thế lúc này mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Bộ dạng này hẳn là không sao rồi, nhưng ngay sau đó là, nó nghe thấy tiếng người bên ngoài, rồi nhận ra không tốt, sau đó nhìn xem chủ nhân đang đột phá, thùng cơm vẻ mặt kiên định đi ra ngoài, lần này xem ra phải dựa vào nó rồi, ra đằng sau với mọi người. Mô tả của Mew Baro Tension, tôi miễn cho chủ nhân của tôi đang nói chuyện hàng trăm triệu đô la trong đó, các người nên đi nhanh lên, đừng làm phiền chủ nhân của tôi nữa lời này vừa nói ra thật đúng là có người bán tín bán nghi, có đồng đội đề nghị lần sau quay lại, dù sao Tần Phong hiện tại hung danh ở bên ngoài, trong một ngày làm cho vô số huynh đệ xưng hô với tỉ muội, nếu quấy rầy đối phương bàn chuyện làm ăn, tôi e là phải gửi thật, lúc này đối mặt với lời đe dọa của thùng cơm, các thí luyện giả vẫn không tin lời nói của nó, có người đoán Tần Phong bị thương, chắc là trốn trong đó để chữa thương thùng cơm thấy thế trực tiếp thuấn di một cái cứng gíp này kít một đá sau đó lại thuấn di trở về không hổ là một nhóm cũng chuyên môn như tần phong nhìn thấy một màn này những thí luyện giả khác đều bối rối miễn tử này lại có không gian lực thùng cơm một lần nữa xuất hiện ở phía trước nói bây giờ ai còn dám tiến lên một bước đây là kết cục của hắn khả năng của thỏ nhà khác nhưng vẫn có người suy đoán tần phong thật sự bị thương theo tính cách của nhau không thể trốn không thoát thùng cơm tiếp tục làm bộ bình tĩnh biểu thị giữa người và thỏ sao lại không thể tin tưởng nhiều hơn chứ tôi đã nói là ông chủ đang bàn chuyện làm ăn trong lòng lại có chút hoảng hốt mấy gã này không dễ lừa đâu tựa hồ chỉ có thể liều mạng vừa nghĩ tới thùng cơm này liền hóa thân thành chiến thần thỏ chân chọn một thấy cảnh này mọi người mới phản ứng lại đối phương nhất định là lừa gạt bọn họ mà không gian lực này cũng chỉ là chướng mắt mà thôi quả nhiên sau khi nhìn thấu đối mặt với thùng cơm lại đánh úp tới đầu chọc đã có chuẩn bị trở tay một quyền cho thùng cơm bỗng chốc đánh cho thùng cơm bị thương không nhẹ sau đó đầu chọc hung tợn nhìn về phía thỏ tiếp theo nên đến tần phong nhưng mà bình thường thùng cơm mặc dù rất không đứng đắn nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể chống đỡ chạy theo sau khi đứng dậy kiên định nói chỉ cần có ta miễn ở đây đừng hòng vào đó ngoại giới nguyệt thần cùng tử diên nhìn thấy một màn này cũng là vô cùng lo lắng lúc này đầu chọc châm biếm nói với chút thực lực này của ngươi còn muốn bảo vệ tần phong thật buồn cười hình như bị câu nói này chọc giận thùng cơm trực tiếp hô to kiếm thần kiếm của tần phong từ trong sơn động bay ra lời bài hát floating on the head of amil Baro, cùng với hơi thở tuyệt vời xung quanh nó đẹp trai quá, không cần đâu, nhìn thấy lại là trường không thần kiếm, đám người đầu chọc thật đáng tiếc, ngay sau đó chỉ thấy thùng cơm khống chế trường không cửu kiếm quát lên, trời không sinh ta tần tiểu bạch, kiếm đạo muôn đời như đêm dài, nguyệt thần đều bị tiểu tử này kinh hãi. Không hổ là con thỏ tần phong nuôi lớn, không chỉ học, lúc này dưới sự khống chế của thùng cơm, chín thanh thần kiếm tấn công mọi người, nhất thời bọn họ liền cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, một người xám xịt bỏ chạy, nhưng vào lúc này, một hình ảnh xuất hiện, ngăn chặn chín thanh kiếm, có người nhận ra hắn là càn quân nhập đạo cảnh giới nghe vậy tôi bị ép nhập đạo cảnh nó không đối phó được đâu bây giờ chỉ có thể cầu xin chủ ngân mau tỉnh lại nó không thể chịu đựng được nữa cùng lúc đó trong hang thương thiên bá thể của tần phong đã bước đầu kích hoạt sức mạnh của cơ thể cũng tăng lên khi điểm bùng phát đến tần phong quát to chính là hiện tại mà một tiếng này cũng bị thí luyện giả nghe được bọn họ ý thức được tần phong đang đột phá giải quyết nhanh thỏ được rồi đi vào cắt đứt đột phá của tần phong ngay khi mọi người khen ngợi thiên quân dừng lại, sau đó một người đi tới trước thùng cơm, các thí nghiệm giả còn tưởng rằng càn quân muốn một mình đấu thỏ, điều này làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng vào việc bắt sống Tần Phong, còn ảo tưởng để Tần Phong cũng thử xem tư vị đoạn từ tuyệt tôn, nhìn ra hỏa cao lớn vô cùng trước mắt, thùng cơm hoảng hốt. Nhưng vẫn cảnh báo hắn, ngân hàng nói chuyện làm ăn, tốt nhất là đừng làm phiền, thực ra trong lòng đã muốn khóc, xem ra lần này trời lạnh rồi, đúng lúc này càn quân bỗng nhiên ngồi xổm xuống, làm cho thùng cơm giật mình, tên này muốn gì, nhưng một giây sau Càn Quân quỳ một gối xuống đất nói, tại Hạ Thiên Quân vô cùng kính ngưỡng Tần Phong lão đại, cho nên muốn mời Tần Phong lão đại nhận tiểu đệ, nếu không nhận tiểu đệ thì quỳ chết ngoài sơn động này, lời này vừa nói ra các thí luyện giả liền bối rối, anh không phải người của chúng tôi, cùng lúc đó Tần Phong bế quan cũng hoàn thành, hung tợn đi ra ngoài, nhân lúc tôi không đánh thỏ nhà tôi, ý các vị là sao? Các thí luyện giả hoảng sợ dù sao tần phong cũng là cuồng ma cắt trứng lúc đầu hắn không để ý trong sơn động là chỗ của tần phong khi đến gần hang động hắn mới phát hiện người bên trong là tần phong người có trí tôn cốt vô địch trùng đồng kia và chảm thiên bạt kiếm thuật nhiều lần phá kỷ lục cổ đại đánh bại một kiếm một chút chen vào bảng xếp hạng 50 tên tần phong và theo quan sát của ông ấy lúc này tần phong không chỉ là đột phá còn lĩnh ngộ mộ được một môn kiếm quyết khủng bố phù hợp 100%, chưa chắc ai cũng đen lấy thực lực của hắn trước mắt căn bản không có khả năng đánh bại tần phong tốt hơn là chọn cây tốt cho nên quân cản xứng đáng quỳ một gối xuống đất cầu xin Tần Phong nhận lấy hắn, bọn ngu này còn muốn kéo hắn đệm lưng, hắn không phải thằng ngu, sau khi nhìn thấy Tần Phong đi ra, các thí luyện giả nào còn can đảm, trực tiếp muốn chạy chối chết, nhưng mà bị thương thùng cơm, Tần Phong sao có thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi, một lần nữa cho mọi người thấy một đợt cắt trứng, thiên quân nhìn thấy một màn như vậy thì kinh hãi, may mà hắn quỳ nhanh, nếu không sẽ không giữ được bi của mình, ngay lúc này, một giọng nữ khiến thiên quân chú ý. Quay đầu nhìn lại là một cô gái xinh đẹp, ngàn quân nhận ra nhau, là Vu Lan tiên tử danh tiếng vang xa, khán giả bên ngoài giải thích về cô gái này, thì ra nàng là con gái của lam ma âm nguyệt hoàng triều mà lam ma và nguyệt thần đều là tứ đại hoang cổ mỹ nhân tần phong đối với những thứ này tự nhiên không rõ ràng lắm chỉ là cảm thấy nữ nhân này tư sắc không tệ ngay sau đó anh ta càng phấn khích hơn hệ thống phát hiện vu lan là con gái của thiên tuyển cấp sử thi tần phong hai mắt lóe sáng nhìn chung quanh để xem cô ta có liếm chó hay gì không hãy để anh ta tấn công trước nghĩ đi nghĩ lại tần phong ngây ngẩn cả người phản ứng đầu tiên là cô ấy có chồng đừng hiểu lầm tần phong ta không thích người vợ tôi cũng chưa bao giờ đọc sách hát, gặp Tần Phong nếu không có người, Vu Lan tức giận không thôi, dám coi thường nàng, liền lên tiếng chất vấn hắn là Tần Phong, Tần Phong biểu thị cô nương ngươi nhận lầm người, tại hạ gọi là Thanh Xuất, lời bài hát Better Than Blue, nghe Tần Phong nói trò giỏi hơn thầy, Vu Lan tiên tử biết đối phương đang nhục nhã nàng, cô ấy bị chọc giận, trực tiếp đứng ra ngăn cản công kích của Tần Phong, không muốn Tần Phong lại tiếp tục cắt chứng biểu diễn, ai cũng nói giết người không quá đáng, thật là nhục nhã, Tần Phong cười meo meo nói, nếu vậy thì tôi giết họ thì sao, lời này vừa nói ra thí luyện giả luống cuống, đừng đưa chúng tôi theo đúng giờ. Vu Lan đột nhiên hỏi ngươi rất mạnh sao? Tần Phong biểu thị ngươi nói phương diện nào? Sau đó hắn nghiêm túc quan sát thân hình Vu Lan, 36 thỏ núi tuyết trùng loan trướng, nếu như dùng đạo long vào biển dẫn lửa quy nguyên, nếu đánh nhau với cô ta, chắc chắn là rất tốt. Vừa nghĩ tới Tần Phong liền cười xấu xa, Vu Lan thấy ánh mắt thẳng thắn của đối phương, âm thầm thì thầm quả nhiên đúng như lời đồn, Tần Cơm Thùng lúc này chậm lại, chủ ngân, người tính toán đi, đám người này đúng là chó thật, con thỏ của tôi gần như không có cơ hội bán nó, bạc lần đầu tiên, Tần Phong để nó ngủ một giấc đi, tiếp theo là hắn. Thiên Quân lúc này lấy lòng nói, "Từ nay về sau tôi sẽ là người của anh." Tần Phong nhìn Tu Vi đối phương một chút, cũng tạm được liền đáp ứng, không thu được đối phương sau đạt được hệ thống khen thưởng tiên nô pháp ấn, ghi chú, luật này đánh vào người tiểu đệ không tính là thêm vào, ghi chú, có thể chia sẻ ký chủ 50% sức chiến đấu tính thêm, nếu ai phản bội, họ sẽ bị lửa địa ngục thiêu rụi. Tần Phong chứng minh được, đây chẳng phải là phúc lợi của tiểu đệ sao? Sao tôi có cảm giác mình làm việc, nhưng vì có thể khống chế tiểu đệ, cứ thử đi tôi hỏi ông ta có thật lòng đi theo không thiên quân nói như đinh đóng cột đã như vậy tần phong cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp đem tiên nô pháp ấn đánh tới trên người đối phương, thời gian làm cho thực lực của thiên quân tăng lên 5 lần. Vu Lan thấy thế rất tiếc, đây chính là thái cổ đệ nhất thiên kiêu sao? Lời bài hát put in print, khiến cho nó tăng lên nhiều chiến lực như vậy. Phải biết linh vũ cảnh của tần phong, nhưng so với nhập đạo cảnh của càn quân còn thấp hơn một bậc. Thấy cảnh này, các thí sinh cũng bối rối, ngay cả thiên quân nhập đạo cảnh cũng thần phục. Thiên quân lúc này cũng là vẻ mặt chứng kiến, hắn cũng không nghĩ tới lão đại chỉ là đánh dấu, thực lực của hắn liền từ từ tăng lên. Sau khi hoàn thành dấu ấn của quân đội, tần phong cũng chính thức nhận được vị tiểu đệ đệ đầu tiên sau đó hắn nhìn về phía vu lan nếu nó có thể đánh dấu tiên nô chắc chắn có rất nhiều phần thưởng Vu Lan lúc này nghi hoặc khó hiểu, Tần Phong vì sao luôn nhìn chăm chăm nàng, cứ như vậy độ hảo cảm của Vu Lan đối với Tần Phong tăng thêm một, đạt được 100 điểm phản diện, Tần Phong thấy thế sửng sốt, chuyện gì thế này, tên này không phải là kiêu ngạo chết tiệt chứ, sau đó Tần Phong quyết định kiểm tra một chút, mở miệng nói Vu Lan tiên tử thật sự là người cũng như tên, không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng, thậm chí tiêu hao tiên pháp của bản thân để bảo vệ mọi người, kết cấu to lớn Tần Mỗ bội phục A, Vu Lan không để ý tới hắn cứ để hắn đánh đi, muốn giết thí luyện giả thì phải đánh bại cô ta trước đã, mặc dù ngoài miệng có nói thế, nhưng trong lòng cô vẫn rất thành thật, lại đối với Tần Phong hảo cảm thêm ba, Tần Phong thấy thế quả nhiên như thế, tên này đúng là kiêu ngạo, sau đó nói với Lan, "Vung kiếm không thể làm hại người vô tội, sao ta không dùng tay không đánh một trận, nếu anh thắng tôi sẽ tha mạng cho họ, nhưng nếu anh thua," lời còn chưa dứt Vu Lan đã quyết đoán đáp ứng, sau đó cả hai sẵn sàng nhưng mà lúc này xa xa truyền đến động tĩnh, có người nhận ra đó là vị trí của Tiểu Long, rốt cuộc ai dũng cảm khiêu chiến Tiểu Long như vậy, hình như là đánh nhau, các thí luyện giả ở đây động tâm rồi, cũng muốn đi qua chia một phần, nói xong liền vọt tới, Lan đã ở, các người đi đi, thấy thế Vu Lan cũng muốn đi qua xem một chút, nhưng mà Tần Phong sao có thể để cho nàng dễ dàng rời đi, bắt lấy tay Vu Lan nói, thiên kiêu như tiên tử, nhất định là khinh thường cùng những kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, hãy làm nô lệ cho những con thú nhỏ, Lan nói đó là tự nhiên, tôi đâu có đi với họ để đánh nhau với Tiểu Long, lúc này thần thùng cơm trợ giúp bạc ơi em đau quá hay là anh cho tôi một trận đi thỏ không sao cả dù sao trong mắt đám người kia tôi chỉ là một con vật vô dụng vu lan quả nhiên thiện tâm đại phát chủ động điều trị cho thùng cơm còn nói ta sẽ cứu ngươi anh không phải con vật tần phong thuận thế đưa ra thỉnh cầu tiểu bạch đang bị thương rất nặng nếu không tiên tử hãy đi với chúng tôi thùng cơm tiếp tục thở dài nói ngân tôi không sao mạng thỏ của tôi không đáng giá đừng làm khó chị tôi vu lan thấy thế nào còn có ý định đi tham gia náo nhiệt trực tiếp đáp ứng cùng tần phong đồng hành tần phong thấy thế liền tách ra kế hoạch thành công rồi lúc này vu lan đi theo tần phong vào sơn động nghỉ ngơi và chuẩn bị bắt đầu điều trị thùng cơm nói xong tần phong liền đi ra ngoài một chút hãy để quân đội chăm sóc cho hai người đương nhiên hắn thực tế là đuổi theo đám thí luyện giả lúc trước thấy tần phong đuổi theo thí luyện giả hoảng sợ nói ngươi muốn làm gì tần phong lúc này vẻ mặt tức giận ta vừa mới cho các ngươi đi sao người dẫn đầu thí luyện tỏ vẻ không phải là một con linh thú sao tôi sẽ tìm cho anh một người tốt khi tôi ở đây tần phong nghe vậy càng thêm tức giận tiểu bạch không phải linh thú bình thường nó là con thỏ của tần phong nếu các ngươi dám làm ta bị thương chính là kết thù với ta đã có thù sao lại không báo sau đó lại là một màn cắt chứng bi thảm lần này Tần Phong cắt bỏ 121 viên, tổng cộng 121.000 điểm phản diện, nghe được phía sau mọi người buồn bã, Tần Phong lúc này mới tiêu tan tức giận, thoải mái hơn nhiều, cùng lúc đó ở Giao Long đàm xa xa, Tiểu Long đang bị đám thí luyện giả vây công, kỳ lạ là, đối mặt với cuộc tấn công của rồng, những thí luyện giả này lại không tránh né, khiến cho những thí luyện viên còn lại đều bối rối. Lúc này chiều dài đã hiện hình, thì ra tất cả đều là do hắn hắc hóa dẫn đến, những thí luyện giả vây công tiểu long đã bị hắn điều khiển. Lời bài hát Sijit xin, các thí nghiệm viên đến đây nhận ra điều không tốt, đó là một cuộc tấn công tâm linh của Đức Phật, nếu bị nó đánh trúng, sẽ hoàn toàn bị kiểm soát, đã quá muộn nước. Mọi người vẫn là chúng chiêu, trong nháy mắt biến thành một bộ dáng hổ thẹn, và còn hơn thế nữa, phương trưởng bắt được một thí nghiệm viên bị khống chế, cắn vào vai nhau, bắt đầu hấp thụ, trong miệng còn đang đỉ non sắp khôi phục rồi sức mạnh của ta sẽ sớm trở lại nam phong nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng cô ấy biết phương trường đã nhập ma lúc này tần phong bọn họ đi tới chân long lãnh địa thiên quân hỏi lão đại ngươi không phải thật sự muốn cư long chứ tần phong nói đúng nếu không thì làm gì ở đây lời này vừa nói ra thiên quân cùng vu lan đều kinh hãi phải biết đây là rồng thật cũng không phải hôm qua con dao long tiểu long kia có thể so sánh hôm nay con đại long nhập đạo cảnh ngũ trọng này vu lan không cảm thấy tần phong có thể đánh bại được cứ như vậy tần phong bị nhận định là bay tình cảm giảm bớt một chút tần phong có chút tiếc nuối sao đột nhiên lại giảm cảm tình tôi có làm gì đâu để xoa dịu tình cảm của lan tần phong cầm lấy tay cô nói ngươi yên tâm chờ ta giết đại long trang bị chia cho ngươi một ít chỉ là động tác chạm tay này khiến lan càng thêm tức giận độ hảo cảm đối với tần phong từ từ giảm xuống làm cho tần phong đều mơ hồ thấy thế hắn cũng lười quản vu lan nữ nhân quả nhiên chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm hay là đi cư long trước đi sau đó nhảy lên hang đại long lúc này vu lan nghĩ là ngày hôm qua tần phong có thể vì ái sủng mà cầu xin nàng hôm nay lại hứa hẹn đem mạng mình đổi lấy chân bảo chia sẻ với cô ấy tất cả đều cho thấy hắn không giống một kẻ vô tình chẳng lẽ là mình quá mức tiểu nhân tri tâm có nên dịu dàng với anh ấy không cứ như vậy Tần Phong thu hoạch 500 điểm phản diện, độ hảo cảm của Vu Lan cũng tăng lên 5 điểm, Tần Phong đều bị thao tác lẳng lơ này làm cho choáng váng, lúc thì giảm, lúc thì tăng, thị trường chứng khoán chưa bao giờ bị ảnh hưởng như vậy, cùng lúc đó, phía bên kia, âm Nguyệt Hoàng đế không thể tin nhìn một màn này tần phong lại dám đi khiêu chiến đại long đây chính là long tộc thật sự a à. từ trước đến nay chỉ có long tộc vượt cấp khiêu chiến nhân tộc mà hắn mới là linh vũ cảnh nhất trọng nguyệt thần cũng bất đắc dĩ cô cũng không hiểu tần phong nghĩ gì rõ ràng còn kém một đại giai cảnh giới hơn nữa còn là đối mặt với long tộc cường hãn tôi không thể hiểu được suy nghĩ của gã đó ngay khi họ không hiểu màn hình truyền đến tiếng nổ kinh thiên khiến hoàng đế hoảng sợ thì ra là tiểu long bị tàn sát chính là phương trường hắc hóa gây nên hắn lúc này vẻ mặt điên cuồng âm nguyệt hoàng đế thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm còn tưởng tần phong đã xảy ra chuyện bên kia nam phong thì không có thời khắc bình tĩnh như trước nữa từ khi biết phương trường nhập ma nàng liền ý thức được thái độ làm người của phương trường bởi vì nhập ma là đem dục vọng áp chế trong lòng người phóng thích ra nói cách khác phong độ nho nhã thiện lương của phương trường đều là ngụy trang của cô ấy rất mất mát phương trưởng đã nói dối cô ấy đến đây là đã kết thúc phần mục của video này rồi nếu thấy hay xin hãy ủng hộ cho Ad một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận bên dưới để nhận những thông báo mới nhất về lịch đăng video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.